Ngươi trong miệng quỷ thần giới chính là thần giới tứ đại ngoại đạo chi nhất, thần giới phương Bắc chúa tể, bọn họ truyền thừa lịch sử chút nào không cần thần giới bất luận cái gì một phương cổ xưa thực lực kém, thậm chí càng xa xăm, càng thần bí. Quỷ thần tu nguyên thần chi lực, bình thường dưới tình huống, cùng cảnh giới trở vài loại quỷ thần nguyên thần chi lực muốn so thần linh nguyên thần cường đại hơn nhiều, ở nguyên thần tu luyện thượng, có thể nói thần linh xa kém quỷ thần thần linh, bọn họ công kích thủ đoạn thần thông từ từ đều là lấy nguyên thần chi lực là chủ. Tiểu tử ngươi nếu là đụng phải vẫn là phải cẩn thận điểm, đương nhiên bọn họ cũng không phải không nhược điểm, bọn họ không phải huyết nhục thần thể, ở cận chiến thượng liền không kịp huyết nhục thần linh, ngươi nếu là cùng quỷ thần giả đối thượng, đầu tiên phải bảo vệ hảo tự mình nguyên thần, bảo hộ hảo thần hải, như thế đảo cũng sẽ không có trở ngại, đương nhiên nếu là đụng tới so ngươi cường đại quỷ thần hạng người, ngươi liền phải chạy, tỉ như hợp đạo cấp bậc quỷ thần hạng người, ngươi xa không kịp. Mầu thần nương nương báo cho Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ đều nhớ kỹ, này đó cũng trên cơ bản ở hắn sở liệu trong vòng. Hắn muốn biết chính là Trung Nguyên bối cảnh vấn đề. Liền mở miệng hỏi nói, nương nương quỷ thần giới chủ tể Trung Quỳ là cái gì đạo đạo? Cái gì, ngươi trêu chọc chúa tể Trung Quỳ? Mầu thần nương nương thanh âm đều đề cao vài cái decibel. Dương Nghị Vân cái này rốt cuộc trong lòng có chút không bình tĩnh, thoạt nhìn, Trung Quỳ chi danh ở mầu thần nương nương nơi này đều treo hào. Hơn nữa không phải tầm thường hạng người. Là cái gì cấp bậc? Vô cùng có khả năng, là ít nhất hợp đạo cấp bậc chí cường giả đi. Nếu không có thể làm mầu thần nương nương thất thanh mà ra. Phải biết rằng mầu thần nương nương bản thân chính là thánh đạo. Xem ra là chân chính cường đại tồn tại a. Cũng may, đều không phải là Trung Quỳ là hắn nhãi con. Dương Nghị Vân cười khổ nói, cũng không phải, nhưng là khả năng sẽ trêu chọc đến Trung Quỳ nhi tử. Ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi, như vậy Trung Quỳ rất mạnh sao? Nghe được Dương Nghị Vân nói không trêu chọc Trung Quỳ, mầu thần nương nương thực rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói, tiểu tử ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đừng đi trêu chọc Trung Quỳ liền hảo, hắn là cái dạng gì cường giả ngày sau ngươi sẽ tự biết, hiện tại đã biết đối với ngươi không chỗ tốt, chỉ biết đồ tăng phiền não, ta chỉ nói cho ngươi một câu, Trung Quỳ chính là chấn thủ thần giới phương Bắc chúa tể chi nhất, mặt khác ba đạo ngoại đạo cũng giống nhau. Phân biệt chấn thủ thần giới tứ phương. Bọn họ đều là đầu sỏ, chút nào không cần so chủ thần giới trí cường giả nhược, tiểu tử ngươi vẫn là có thể không trêu chọc nhân gia nhi tử, liền tận lực thiêu thiếu trêu chọc đi. Dương Nghị Vân nghe xong nội tâm thực chấn động, đây là cho rằng từng nay thánh đạo nói ra nói. Này thuyết minh cái gì, ý nghĩa cái gì, hắn trong lòng đã ẩn ẩn có chút đáp án. Nhưng, nên làm như thế nào, hắn đồng dạng trong lòng có đáp án. Ngẫm lại sau hắn hỏi mầu thần nương nương nói, quỷ thần chúa tể Trung Quỳ là thánh đạo. Mầu thần nương nương trầm ngâm một chút nói, có phải hay không thánh đạo kỳ thật ta không có chính mắt gặp qua, nhưng là trước kỷ nguyên thời đại, ta lại là biết nhưng phàm là tứ đại ngoại đạo nơi đều có lão gia hỏa tỏa chấn, bọn họ 89/10 đó là thánh đạo, đến nỗi quỷ thần chúa tể hạng người tất nhiên hợp đạo cấp bậc là có, phương Bắc quỷ thần giới trung gia phi thường cổ xưa, không đơn giản. Dương Nghị Vân nghe xong khóe miệng trừ trừ. Đây là nói, quỷ thần giới vô cùng có khả năng tồn tại thánh đạo, mà chúa tể giả Trung Quỳ là hợp đạo cấp bậc, điểm này nghĩ đến là không sai, bởi vì xuất hiện một cái tự xưng là quỷ thần chúa tể Trung Quỳ chi tử Trung Nguyên đều là thiên đạo quy tắc hạng người, bên người tùy tiện đi theo một cái lão pháp đều là thiên đạo quy tắc tam trọng, đủ để chính diện nội tình thâm hậu. Ta khả năng cùng Trung Nguyên chi gian mâu thuẫn không thể tránh được, phải làm như thế nào? Dương Nghị Vân lại là trực tiếp hỏi mầu thần nương nương. Những lời này trắng ra thực, nhưng cũng là nghiêm túc hỏi, cũng không đem mầu thần nương nương trở thành là người ngoài. Mầu thần nương nương nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, sự không thể tránh, vậy đi làm, ngươi cũng đừng quá lo lắng, bốn đạo ngoại đạo chúa tể cùng chủ tu thần giới chi gian đều có hiệp định tồn tại, không có khả năng dễ dàng bước vào chủ tu thần giới. Hiệp định, cái gì hiệp định, Dương Nghị Vân hiếu kỳ nói. Cái này ngươi về sau liền biết. Tóm lại ngươi chỉ cần biết chúa tể giả không có khả năng tùy ý bước vào chủ tu thần giới địa bàn, nếu không thần giới một ít lão gia hỏa sẽ nhảy ra chính là. Mầu thần nương nương nói. Dương Nghị Vân điểm điểm trong lòng hiểu rõ. Ngẫm lại sau lại hỏi, kia cái khác tam gia là tình huống như thế nào đâu? Mặt khác tam gia cùng quỷ thần giới không sai biệt nhiều, cái này ngươi cũng đừng hỏi, trước xử lý tốt chính mình sự đi, chính mình sự tình xử lý không tốt, còn hỏi mặt khác. Chỉ cần một cái thiên tộc 33 thiên điện liền đủ tiểu tử ngươi chịu, đế tôn vô thượng cũng không phải như vậy dễ đối phó,
tiểu tử ngươi nhưng đừng trêu chọc quá nhiều địch nhân, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở, ta nhưng không có thời gian cho ngươi tiểu tử chùi đít, được rồi không có việc gì ta triệt. Nói chuyện chung màu thần nương nương hình ảnh trực tiếp biến mất. Ai? Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt, vị này đại lão thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho, nói đi là đi. Nhưng hắn đối màu thần nương nương không có biện pháp, đối phương cũng không phải là hắn cấp dưới, càng không phải vân môn thần cảnh người, cùng màu thần nương nương chi gian quan hệ chỉ có thể là hợp tác quan hệ, thậm chí còn nói vun vào làm đều có điểm miễn cưỡng. Cho rằng màu thần nương nương chỉ là đi theo hắn, lại nói tiếp là nàng tạm thời không có khôi phục đỉnh, có kẻ thù tồn tại tránh né, tìm kiếm hắn phù hộ, nhưng trên thực tế là màu thần nương nương ở làm giúp hắn, mà hắn không có giúp quá màu thần nương nương. Cái này làm cho Dương Nghị Vân đều hoài nghi vị này nương nương đại lão thật là mục đích là cái gì. Đương nhiên chắc chắn trước xem là tốt. Không nghĩ ra, cũng khó được suy nghĩ. Đến nỗi trung nguyên sự tình, ha ha, chờ xem đó là, nhưng phàm là đánh hắn nữ nhân chủ ý người, Dương mỗ nhân nhưng một chút đều sẽ không đại khí, hơn nữa ở hắn hành sự từ điển chung trước nay đều sẽ không bởi vì đối phương bối cảnh đại liền sẽ dọa đến. Đừng nói ngươi chỉ là tứ đại ngoại đạo chi nhất. Cho dù là toàn bộ tứ đại ngoại đạo, thật muốn là trêu chọc đến hắn, hắn cũng trực tiếp ngạnh dỗi qua đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Nghị Vân nhìn xem thời gian tựa hồ cũng đến giờ. Nếu Trung Nguyên cái kia tiểu bạch kiểm mời, vậy đi thôi. Lại nói chuyến này là cho Lục Phú Thư tìm kiếm đột phá chi bảo vật, hắn đạo nghĩa không thể chối từ. Càng muốn từ Trung Nguyên trên người cấp Lục Tuyết Hy dành đến tu luyện công pháp, hắc thạch rừng rậm hành trình cần thiết đi. Đây cũng là hắn trợ giúp Lục gia tỉ muội một cái cơ duyên, thiếu các nàng quá nhiều, có thể có một cơ hội đền bù, hắn phi thường vui. Đi ra đại sảnh, Lục Tuyết Hy, Lục Phú Thư, Ngọc Lả Lướt, Độc Cô Vô Tình, Nam Hiên, Song Ảnh Thần Đế Đô đã đang đợi chờ. Tiên sinh Trung Nguyên ở ngoài cửa lớn chờ Lục Phú Thư thỏ qua tới nói. Ha ha, đến lúc đó thật tích cực a, kia hành đi, đừng làm cho nhân gia đợi lâu, chúng ta xuất phát. Dương Nghị Vân ha hả cười đi đầu đi ra ngoài. Quả nhiên ngoài cửa lớn thấy được Trung Nguyên mang theo hắn lão bộc đang đợi chờ. Nhìn đến bọn họ một hàng ra tới, lại là như cũ mang theo ôn tồn lễ độ mỉm cười, đạo huynh. Nhưng thật ra làm Trung Nguyên đạo huynh đợi lâu, Dương mỗ nhân cũng học khách khí. Hai người chi gian tựa hồ thực quen biết khách khí, có lễ có tiết, không khí tốt khẩn. Nhưng là nội tâm lại đều nghĩ như thế nào, chỉ có chính bọn họ biết. Chúng ta xuất phát đi. Dương mỗ nhân có loại phàm khách là chủ khí thế, vung tay lên trực tiếp liền đi. Lý nên như thế, Trung Nguyên đạm đạm cười, chút nào không sinh khí, lại là đối với bên người lão bộc nói, U Thúc phía trước dẫn đường, Dương đạo hữu chính là không biết địa phương. Là, thiếu chủ. Một tiếng lạnh như băng giống như người chết lão bộc U Thúc khom người trả lời, ngay sau đó nhảy dựng lên phi ở phía trước dẫn đường. Mọi người sôi nổi bay vọt phía chân trời. Dương mỗ nhân lại là cố ý phi hành ở Lục Tuyết Hy bên người kéo tay nàng cùng nhau đồng hành. Một màn này xem ở Trung Nguyên trong mắt, hai tròng mắt tinh quang chợt lóe mà thôi. Hôm qua trở về lúc sau, hắn cố ý làm U Thúc đi điều ti a một chút Dương Nghị Vân thân phận bối cảnh, xác thật thật đúng là cho hắn biết một ít đồ vật. Vốn dĩ tính toán hôm nay bắt đầu liền không chuẩn bị cấp Dương Nghị Vân thể diện, nhưng lại là biết Dương Nghị Vân thân phận cư nhiên là Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân. Hơn nữa gần mấy vạn năm qua đều ở cùng thiên tộc 33 thiên điện đấu pháp, lại còn có chiếm cứ thượng phong. Như thế Trung Nguyên trong lòng lại là không thể không cẩn thận lên. Nhưng là đối với Lục Tuyết Hy hắn cũng là chí tại tất đắc, bởi vì Lục Tuyết Hy nguyên thần tu luyện chi đạo, cùng hắn phi thường phù hợp, được đến nữ nhân này, hắn tu vi tất nhiên có thể ở đánh tiến thêm một bước. Nguyên bản còn nghĩ từ từ mưu tính, đem nữ nhân này tâm cùng người đều đuổi tới tay, đem nàng mang về quỷ thần giới đi. Như thế mới cùng hắn tâm ý, nhưng hiện tại lại là bất đồng, nửa đường sát ra một cái Dương Nghị Vân sau, Trung Nguyên biết kế hoạch muốn điều chỉnh. Muốn hài lòng như ý được đến Lục Tuyết Hy là không quá hiện thực, Càn Khôn Thần Điện truyền nhân, càng là đương đại thần tôn vô thượng, hắn nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân cùng Lục Tuyết Hy chi gian quan hệ tuyệt đối không phải cái gì đường đệ quan hệ. Lúc này nhìn đến bọn họ dắt tay phi hành, Trung Nguyên thấy được Lục Tuyết Hy trong mắt nhu sắc, trong lòng mạc danh lửa lớn. Hắn quyết định trực tiếp giành Lục Tuyết Hy nguyên thần tu luyện. Đến nỗi địa điểm hắc thạch rừng rậm yêu vương xào huyệt chính là một cái tuyệt hảo nơi, có biện pháp đem Dương Nghị Vân lưu tại nơi đó. Ở Trung Nguyên trong lòng, Dương Nghị Vân cùng hắn tu vi tương đồng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn,
hắn bên người còn có cái thiên đạo tam trọng u thúc tồn tại, mà Dương Nghị Vân bên người chỉ có cái kia kêu ngọc là lướt nữ tử là thiên đạo sơ cấp mà thôi, không đáng nhắc đến. Lục Tuyết Hy nguyên thần, đáng giận Dương Nghị Vân cùng hắn bên người mấy cái nữ tử, đều ở hắn trong kế hoạch, hiện tại liền chờ tiến vào yêu vương xào huyệt. Tới rồi. Phía trước u thúc nói một tiếng, phi thân mà xuống. Dương Nghị Vân nhìn lại, phía dưới một mảnh đen nhánh. Nhưng cẩn thận đại lượng là có thể nhìn đến, từng cây thật lớn vô cùng giống như thụ trạng cự thạch đứng dậy ở đại địa, thật đúng là như hắc thạch rừng rậm chi danh. Rơi xuống đi lúc sau, từng cây mấy thước thậm chí vài trăm thước cao màu đen cục đá cây cối nhìn qua thẳng tận trời cao giống nhau. Bất quá đi vào quan sát thời điểm, Dương Nghị Vân lại phát hiện, này không phải cục đá, chính là một loại kỳ quái màu đen cây cối, chẳng qua cứng rắn như cục đá. Vốn dĩ chính là màu đen. Đi vào đi lúc sau có vẻ thực tối tăm, có chút âm trầm. Yêu vương xào huyệt ở địa phương nào? Dương Nghị Vân hỏi Trung Nguyên. Đạo huynh đừng nóng vội, liền ở khoảng cách nơi này 30 dặm nơi nào có một vách núi, hắc ô yêu vương xào huyệt liền ở giữa sườn núi thượng. Trung Nguyên biến mất giải thích một câu. Chúng ta đây sao không trực tiếp bay qua đi đó là, hà tất muốn rơi xuống tốn công. Dương Nghị Vân kỳ thật đoán được tất nhiên có nguyên nhân. Hắn chính là cố ý cùng Trung Nguyên đấu võ mồm. Giờ phút này hai người tự nhiên là còn bảo trì tác ứng có phong độ, đối với hai bên tới nói, còn chưa tới xé rách ra mặt thời điểm. Với Trung Nguyên tới nói, xé rách mặt thời điểm liền ở yêu vương xào huyệt chung. Mà Dương Nghị Vân còn lại là hoàn toàn chờ Trung Nguyên động thủ, hoặc là nói chờ đạt được yêu vương kết tinh lúc sau lại nói. Dù sao hắn không nóng nảy, trực giác nói cho hắn, cái này Trung Nguyên vấn đề phi thường đại. Từ giờ trở đi hắn phải cẩn thận điểm, tuy rằng không đem Trung Nguyên cùng hắn lão bộc để vào mắt, nhưng nên có cẩn thận lại không thể thiếu, cống ngầm lật thuyền sự 8-9/10. Hắn thậm chí truyền âm cấp những người khác đều đề cao cảnh giác, tiểu tâm phòng bị Trung Nguyên chủ tớ. Đối với Dương Nghị Vân truyền âm, trừ bỏ Lục Tuyết Hy những người khác đều là nhận đồng cùng chấp hành. Lục Tuyết Hy tuy rằng cũng biết Dương Nghị Vân phân tích có đạo lý, nhưng nàng nội tâm vẫn là đối Trung Nguyên ôm có tốt đẹp ấn tượng. Bởi vì từ nhận thức Trung Nguyên đến bây giờ mới thôi, hắn đều là vẫn luôn ở giúp nàng trạng thái. Này có thể là nàng nội tâm một loại thiện lương đi. Đương nhiên đối với Dương Nghị Vân nói nàng tự nhiên cũng là nghe, rốt cuộc nàng cũng coi như là người từng trải, nhiều một phần cẩn thận đây là hẳn là. Bên này Trung Nguyên cười đối Dương Nghị Vân giải thích nói, đạo huynh có điều không biết, toàn bộ hắc ô lĩnh sơn mạch có khó có thể đếm hết hắc phù yêu, đừng nhìn hiện tại chúng ta không thấy được. Chính là một khi đụng tới sẽ là thành đàn xuất hiện, đến lúc đó sẽ thực phiền toái, trên mặt đất hành tẩu ngược lại là càng an toàn. Thì ra là thế, Trung đạo hữu thật là kiến thức uyên bác a. Dương mẫu nhân phi thường có lệ xem như khen một câu. Đều là ở rèn luyện Trung đụng tới nhìn thấy nghe thấy, Dương đạo hữu chê cười Trung Nguyên ánh mắt lập lòe ứng phó Dương Nghị Vân. Xem ra Trung đạo hữu không thiếu khắp nơi rèn luyện a, có không nói, Trung đạo hữu đều đi qua địa phương nào rèn luyện đâu. Dương Nghị Vân bắt đầu lời nói khách sáo. Hai người vừa đi vừa liêu, nói cười cười, không biết người có lẽ vì cho rằng này hai người là một đôi hảo huynh đệ. Nhưng là chỉ có chính bọn họ biết sao hồi sự. Thần giới bốn phương tám hướng đảo cũng đều đặt chân quá. Trung Nguyên đạm đạm cười nói. Dương Nghị Vân ngoài miệng nói bội phục, nhưng là trong lòng lại là không cho là đúng, khẩu khí thật mẹ nó đại. Hai người câu được câu không trò chuyện. Những người khác còn lại là đi theo bọn họ phía sau, tiếp tục đi trước. Ước chừng một chuyện thành sau, rốt cuộc đến mục đích địa. Mặt trên chính là ô yêu vương xào huyệt, đại gia cẩn thận một chút, tuy rằng nói hôm nay là yêu vương ly xào nhật tử, nhưng chúng ta không biết là ngươi không phải thật sự như thế. Dương Nghị Vân lời này hiển nhiên là đối những người khác nói. Mà Trung Nguyên còn lại là cười cười nói, Dương đạo hữu yên tâm, ta đã làm u thúc xem xét quá, yêu vương đã sớm ly xào. Nếu không nơi này sẽ không như thế an tĩnh, chúng ta đi lên đi. Dương Nghị Vân nhìn Trung Nguyên liếc mắt một cái lại là không nói chuyện, nhưng là trong lòng lại là cười lạnh, ta tin ngươi cái quỷ. Yêu vương ly xào không ly xào, hắn đều dám đến xông vào một lần, nhưng là Trung Nguyên nói là không tin. Bất quá lần này Dương Nghị Vân nhìn về phía hắn thời điểm lại là phát hiện, gia hỏa này cư nhiên ánh mắt ở cùng hắn đối diện, này liền thuyết minh hắn quả nhiên không nói chuyện. Có lẽ đúng như hắn lời nói yêu vương ly xào. Nhưng là tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp, không nghĩ ra sau, Dương Nghị Vân cũng không hề đi rời đi, đi một bước xem một đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chính là.
hắn liền không được một cái tiểu bạch kiểm có thể phiên thiên. Đi lên lộ chính là một gốc cây thật lớn vô cùng đại thụ, quanh có khúc khuỷu, thô tráng trình độ có thể ở mặt trên phi ngựa xe cái loại này. Trực tiếp thông hướng về phía vách núi ở giữa, ở nơi nào có một cái thật lớn cửa động, như là một đầu hung thú mở ra miệng chờ người hướng bên trong toàn giống nhau. Có chút sâm âm trầm. Đi lên Dương Nghị Vân mở miệng. Lúc này, Song Ảnh Thần Đế cùng Nam Hiên hai người vèo vèo hai tiếng nhảy mà đi, trực tiếp theo thật lớn hắc thạch thụ liền đến cửa động chỗ. Thần tôn không ngại. Mặt trên ra tới Song Ảnh Thần Đế thanh âm. Này đó là không phát hiện dị thường. Dương đạo hữu ta đi trước một bước. Trung Nguyên lại là nói một tiếng cùng lão bộc bay vọt mà đi, trực tiếp dừng ở hơn 1000 mét độ cao cửa động. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Dương Nghị Vân tự nói một tiếng. Cái gì? Ngọc Lả lướt đi tới hỏi. Nga, không có gì, người đối nơi đây có ý kiến gì không? Hắn trưng cầu Ngọc Lả lướt ý kiến, Ngọc Lả lướt tuy rằng tu vi so với hắn nhược, nhưng là lại có Lả lướt chi tâm, ở trực giác thượng xa xa vượt qua hắn, hơn nữa nàng còn có bí pháp thiên phú suy đoán thiên cơ. Ta tuy không có suy đoán, nhưng là lại cũng cảm nhận được nơi này có sợi tà ác hơi thở, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, nếu không các ngươi từ từ ta suy đoán một phen nhìn xem tình huống như thế nào. Nàng nghĩ nghĩ nói. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, ngươi trực giác có lẽ là chính xác, ta cũng có không thế nào thoải mái cảm giác, lúc này cũng đừng suy đoán, cái kia tiểu bạch kiểm đã đi lên, ta nhưng không nghĩ bị hắn nói một câu nhát gan, các ngươi đều theo vào ta, chúng ta đi lên. Cũng đúng Ngọc Lả lướt gật đầu. Theo sau Dương Nghị Vân, Ngọc Lả lướt, Độc Cô Vô Tình, Lục Tuyết Hy cùng Lục Vũ Thư sôi nổi bay vọt dựng lên đạp hắc thạch thư bước lên cây số độ cao thật lớn cửa động. Tới rồi mặt trên lúc sau, Dương Nghị Vân mới phát hiện cửa động ra là cái đại ngôi cao, cửa động cao khoan đều có 30 mét bộ dáng, như là thiên nhiên huyệt động bộ dáng. Nhưng hắn biết xuất hiện ở cách mặt đất hơn 1000 mét độ cao huyệt động liền không phải là thiên nhiên hình thành. Nơi này nếu là Hắc Ô Yêu Vương xào huyệt, kia nói không chừng chính là yêu vương sáng lập mà ra. Hướng bên trong nhìn lại, bên trong đen nhánh vô cùng, có loại duỗi tay không thấy 5 ngón tay đen nhánh. Thả hơi hơi có chân chính tanh hôi vị truyền ra. Này cũng đã nói lên, cái này huyệt động trong vòng có thông gió nơi. Tanh hôi hương vị còn lại là tỏ vẻ đích xác nơi này từng có sinh linh cư trú. Dương Nghị Vân nhìn xem trên mặt đất, còn lại là có rậm rạp tam giác chảo ấn ký. Ước chừng có một thước bộ dáng. Mà ở cách đó không xa hắn càng là thấy được một con ước chừng có nửa thước thật lớn tam giác chảo ấn, hướng thật là xuất động bộ dáng. Trong tưởng tượng Hắc Ô Yêu cũng chính là tầm thường quả đen lớn nhỏ, hơn nữa phía trước thật đúng là quên hỏi qua Lục Tuyết Hy các nàng cái gọi là Hắc Phụ Yêu là cái dạng gì. Hiện tại xem ra không đơn giản, sợ là hung thú a. Dương Nghị Vân chính mình cũng cảm giác rất khờ, cư nhiên quên hỏi Hắc Ô Yêu tình huống, huống chi nơi này vẫn là một chỗ yêu vương xào huyệt. Nhìn đến trên mặt đất thật lớn dấu chân mới nhớ tới lúc này. Hắn lúc này mới hỏi bên người Lục Tuyết Hy nói. Về Hắc Phụ Yêu là tình huống như thế nào ngươi nói xem. Lục Tuyết Hy phiên trợn trắng mắt nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết. Ta đây là lần đầu tiên tới Hắc Ô lĩnh như thế nào sẽ biết. Dương Nghị Vân cười khổ. Lục Tuyết Hy không ở nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói, kỳ thật cũng không có gì. Tầm thường Hắc Ô Yêu diện mạo là loài chim hình thể bộ dáng, toàn thân lông chim đen nhánh nhưng lại cứng rắn như thiết, miệng cùng hai chân còn lại là có lân giáp chính là nhất sắc bén, phá kim đá vụn. Đương nhiên ta nói chính là bình thường cái loại này, tương đương với thiên thần khởi bước, ở thượng có thần quân thần vương trình tự, ta tiếp xúc cường đại nhất chính là thần vương cấp bậc. Đến nỗi yêu vương cơ bản chính là cái gì tầng cấp, ta không biết nhưng là tuyệt đối không yếu. Nghe xong Lục Tuyết Hy nói xong lúc sau, Dương Nghị Vân xem như hiểu biết một cái đại khái, nhưng cũng đã biết Hắc Phụ Yêu cơ bản tình huống dù sao cũng phải tới nói, Hắc Phụ Yêu có mạnh có yếu, hướng mãn không xác định tính, cẩn thận một chút là không sai. Đi thôi đi vào, Dương Nghị Vân nhìn đến Trung Nguyên mang theo hắn lão phác đã dẫn đầu đi đến. Trong lòng cười, mang theo đại gia theo đi lên. Lúc này Trung Nguyên như cũng biểu hiện ra một loại rộng lượng, dẫn đầu mà đi tư thái, tựa hồ ở nói cho hắn, nhìn xem có nguy hiểm ta có thể đỉnh ở phía trước, các ngươi mặt sau là được. Cũng tựa hồ là ở châm chọc Dương Nghị Vân nhát gan giống nhau. Cái này làm cho Dương mẫu nhân trong lòng phi thường khó chịu. Tiểu bạch kiểm tử thần khí cái con khỉ. Dương mẫu nhân trong lòng nói thầm, nghĩ Trung Nguyên đuổi theo đi. Ngươi một cái tiểu bạch kiểm đều không sợ, tiểu gia ta sẽ sợ không thành. Bảo hộ nữ nhân nhỏ yếu,
này từ trước đến nay là tiểu gia ta chuyên trúc, người mẹ nó trang cái gì? Lại nói này tất cả đều là ta nữ nhân, yêu cầu ngươi tới bảo hộ. Trong lòng nói thầm, bước nhanh đuổi theo đi, hô Trung đạo hữu chờ ta cùng nhau a. Kỳ thật Dương mỗ nhân là sợ Trung Nguyên chơi tâm nhãn, tới gần nơi này là yêu vương xào huyệt, thoạt nhìn Trung Nguyên cái này tiểu bạch kiểm đối nơi này đã làm công khóa. Đạo huynh chẳng lẽ là ở sợ hãi hắc ám? Phía trước vang lên Trung Nguyên thanh âm, nghe thực nghiêm túc lời nói, chính là nghe vào Dương Nghị Vân trong tai như thế nào nghe đều mẹ nó chói tai. Ta này không phải sợ Trung đạo hữu sợ hãi sao, cùng ngươi cùng nhau, cho ngươi tráng tráng gan. Dương mỗ nhân ở đấu võ mồm thượng xem trước nay liền không có thua quá. Dương đạo hữu nói đùa. Trung Nguyên dừng lại không mặn không nhạt trả lời một câu. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, hai người chi gian đã bắt đầu đấu thượng. Đây là một loại yếu quyết nứt tín hiệu. Đương nhiên mặt ngoài thoạt nhìn như cũ là hòa bình. Chỉ có từ một đường phàm nhân phi thăng trưởng thành mà đến, trải qua trắc trở Dương mỗ nhân lại là trong lòng ở cười trộm. Hắn rõ ràng Trung Nguyên bắt đầu cùng hắn đấu võ mồm đại biểu cái gì. Thuyết minh tiểu bạch kiểm đã bắt đầu đối chính mình định ý không thế nào che giấu. Biến hóa này đối Dương Nghị Vân tới nói là chuyện tốt, bởi vì này thuyết minh, Trung Nguyên cái này tiểu bạch kiểm, trong lòng quả nhiên là có quỷ. Ha hả cười, Dương Nghị Vân đột nhiên hỏi Trung Nguyên nói, Trung đạo hữu tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc, trước kia đã tới đi. Là, ách, ta đây cũng là lần đầu tiên tiến đến. Biết nơi này tin tức đều là làm u thúc hỏi thăm tới. Giờ phút này Trung Nguyên lời nói rốt cuộc có chút mất tự nhiên lên. Dương Nghị Vân thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, cũng may trong bóng đêm không có người nhìn đến trên mặt hắn biểu tình. Trung Nguyên lời này đã biểu lộ ra, có rất lớn vấn đề. Ở lời nói khách sáo ngôn ngữ thượng, Dương mỗ nhân thắng tuyệt đối Trung Nguyên. Hắn cười cười không hề dây dưa vấn đề này, mà là mở miệng nói Trung đạo hữu cùng nhau đi. Hảo. Hảo hoa! Trong bóng đêm vang lên Trung Nguyên mất tự nhiên trả lời. Trong lòng đã sát khí đại tác phẩm, đích xác hắn vừa rồi thiếu chút nữa liền nói ra tới, nơi này hắn tuy rằng không có tới quá, nhưng là đích xác làm u thúc tiến đến quá, từng có một phen bố trí. Cho nên hắn trong bóng đêm thực tự nhiên, xông vào phía trước đi, chính là muốn đánh tiêu Dương Nghị Vân trong lòng đề phòng, nhưng lại là không nghĩ tới Dương Nghị Vân cái này vô lại cư nhiên luôn là ở lời nói chi gian hài hòa hắn. Hơn nữa khó lòng phòng bị chi gian đã bị thiếu chút nữa lời nói khách sáo. Trung Nguyên trong lòng đề phòng lên, trong lòng âm thầm nói, bổn tọa nhịn, chờ tới rồi địa phương, làm tiểu tử ngươi khóc. Kỳ thật nếu không phải ngày hôm qua U Thúc nghe được Dương Nghị Vân chi tiết, hắn đối Dương Nghị Vân là chút nào không thèm để ý, có biết Dương Nghị Vân chi tiết sau, hắn liền phải cẩn thận một chút, nói thật ra thật đúng là không nắm chắc chính diện bắt lấy Dương Nghị Vân. Cho nên lúc này chỉ có thể đem Dương Nghị Vân mang đi yêu vương xảo huyệt chỗ sâu trong, ở nơi nào hắn có bố trí. Có rất lớn nắm chắc đem Dương Nghị Vân trấn áp xuống dưới, đến lúc đó Lục Tuyết Hy chính là hắn vật trong bàn tay, cũng sẽ đem Dương Nghị Vân đạp lên dưới chân. Nghĩ đến có thể đem Dương Nghị Vân đạp lên dưới chân hình ảnh, Trung Nguyên liền nhiệt huyết sôi trào, phải biết rằng Dương Nghị Vân là chủ thần giới bên ngoài thượng hai đại đầu sỏ chi nhất, là thần tôn vô thượng. Ngay cả thiên tộc 33 thiên điện đế tôn vô thượng phái ra người đều nhiều lần thiệt hại, ném thật lớn thể diện, đúng sự thật hắn có thể đem Dương Nghị Vân đạp lên dưới chân, đến lúc đó toàn bộ thần giới hắn đều sẽ nổi danh. Trong bóng đêm như cũ là duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng là chút nào không ảnh hưởng bọn họ này đó thần linh hành tẩu, huyệt động trong vòng, con đường san bằng rộng lớn, cho tới bây giờ không có phát hiện một con hắc phù yêu tồn tại, càng đừng nói yêu vương. Tựa hồ chính như Trung Nguyên lời nói như vậy, yêu vương ly xào. Yêu vương ly xào lúc sau tự nhiên sẽ mang đi vô số tiểu yêu đi theo, đích xác nhìn qua toàn bộ huyệt động trong vòng không có bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại. Nhưng là càng là như vậy an tĩnh, Dương Nghị Vân trong lòng liền càng là cảm thấy không tầm thường. Tốt xấu là yêu vương hang ổ, hắn cũng không tin, một hai cái trông cửa tiểu yêu đều không lưu lại. Dọc theo đường đi Trung Nguyên đều rất ít ở chủ động nói chuyện. Mặc kệ hắn như thế nào khiêu khích đều chỉ là giả giả ứng phó hắn. Dương Nghị Vân cũng tuyệt đối không thú vị, liền không hề đấu hắn. Chuyên tâm đi phía trước đi. Sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện ánh sáng. Bọn họ đi tới một cái hoàn toàn bất đồng địa phương. Cái này huyệt động từ lúc bắt đầu bao gồm bên ngoài đều là đen nhánh sắc, nhưng là hiện tại xuất hiện ánh sáng, liền có chút bất đồng. Trong tầm mắt xuất hiện một chỗ thật lớn không gian. Ước chừng có một cái sân bóng như vậy thật lớn.
mà ánh sáng còn lại là từ thượng phong chiếu xạ mà đến, tựa hồ là ngoại giới ánh sáng. Đi vào lúc sau, Dương Nghị Vân phát hiện quả nhiên như thế. Nơi này cái này thật lớn không gian, là hiện ra xoắn ốc hình dạng hình tròn, có thể nhìn đến phía trên là lộ thiên viên khẩu, thật là ngoại giới ánh sáng chiếu xạ xuống dưới, làm cho cả không gian đều thực sáng ngời. Hơn nữa là một tầng tầng cầu thang hình dạng, từng vòng quấn quanh mà thượng, mỗi một tầng nhìn qua đều xuất hiện rậm rạp huyệt động. Quả thực như là một cái thật lớn vô cùng xào huyệt. Ở trong tầm mắt phía trước là bình thản nơi, nhất trung tâm vị trí còn lại là có một khối to tinh oánh dịch thấu cục đá. Cho người ta cảm giác giống như là một khối thật lớn giường băng bộ dáng. Dương đạo hữu, nơi này chính là yêu vương xào huyệt, chúng ta đến địa phương Trung Nguyên giờ phút này mở miệng nói chuyện, nhưng thanh âm lại là quái quái, nghe vào Dương Nghị Vân trong tai, giống như là áp lực một đường, rốt cuộc có át chủ bài muốn bùng nổ ngữ khí. Dương Nghị Vân nghe Trung Nguyên cổ quái ngữ khí, trong lòng thầm nghĩ, muốn xé rách mặt sao, ha ha. Bất quá hắn hoàn toàn là một bộ cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng. Ra vẻ nghi hoặc hỏi, Trung đạo hữu không phải nói có yêu vương cảnh giới trí bảo dược cùng rất nhiều thiên tài địa bảo tồn tại sao, như thế nào hiện tại thoạt nhìn nơi này trụi lùi. Đối với vấn đề này Trung Nguyên không chút hoang mang nói, nơi đây chính là yêu vương xào huyệt, cũng coi như là một phương giữ gốc, ta chờ giờ phút này đứng ở bên cạnh nhìn không tới nội loại tình huống, yêu cầu bước vào trong đó mới có thể. Nói chuyện chung Trung Nguyên dẫn đầu hướng về bên trong mà đi. Vân tử. Lục Tuyết Hy tiến lên. Nhìn Trung Nguyên chủ tớ rời đi bối cảnh, lộ ra dò hỏi chi ý. Không có việc gì, chúng ta đi lên nhìn xem, hắn phiên không dậy nổi thiên tới, nơi này đích xác có nào đó không gian dao động, xem ra là có cái gì ảnh tàng thủ thuật che mắt tồn tại, yêu vương hang ổ không có khả năng cái gì đều không có. Dương Nghị Vân dứt lời cũng đi theo đi tới. Hiện tại liền xem Trung Nguyên trong hồ lô mua cái gì dược. Đã muốn chạy tới này một bước, này một chỗ diễn muốn sướng đi xuống. Dương Nghị Vân đã rõ ràng cảm nhận được, cái này Tiểu Bạch Kiểm muốn ngả bài. Mặc kệ như thế nào hắn đều phải nhìn xem Tiểu Bạch Kiểm Trung Nguyên đến tột cùng muốn như thế nào. Đi theo qua đi. Quả nhiên bước vào này một phương xoắn ốc hình không gian phạm vi lúc sau, Dương Nghị Vân cảm nhận được trong không khí có dao động nhộn nhạo một chút, ngay sau đó đích xác thấy được không giống người thường cảnh tượng. Nơi này có được các loại nhưng thảm thực vật tồn tại. Hơn nữa thần nguyên lực vô cùng nồng hậu. Đó là yêu vương kết tinh thần dược. Lục Tuyết Hy theo đi lên, đứng ở Dương Nghị Vân bên người ánh mắt nhìn về phía trước. Thật là Lục Phú Thư yêu cầu thần dược yêu vương kết tinh, phía trước Lục Tuyết Hy cho hắn đã cho tư liệu. Thoạt nhìn trước mắt vị trí Trung Nguyên là không gạt người. Bất quá lúc này Dương Nghị Vân cũng xem không hiểu, cái này Tiểu Bạch Kiểm rốt cuộc muốn làm gì đâu. Trước mặc kệ, đem thần dược bắt được tay lại nói. Nam Hiên. Dương Nghị Vân ý bảo Nam Hiên đi ngắt lấy yêu vương kết tinh thần dược. Là, thần tôn. Nam Hiên lĩnh mệnh trực tiếp hướng về yêu vương kết tinh bảo dược mà đi. Liền ở kia một chương thật lớn vô cùng giường băng bên cạnh, sinh trưởng một vòng lớn màu vàng nhạt như hoa hồng nguyệt quý giống nhau thần dược, chính là yêu vương kết tinh tẩm bổ sinh ra mà đến. Trừ cái này ra ở toàn bộ không gian thật lớn nội còn có rất nhiều thần dược linh quả tồn tại. Dương Nghị Vân không nghĩ ra. Tại đây núi lớn bụng chung như thế nào hội trưởng ra như vậy một tảng lớn thiên tài địa bảo. Có thần dược, có thần quả, hơn nữa chủng loại phồn đa. Đương nhiên vấn đề này tại hạ một giây, hắn liền minh bạch. Bởi vì nơi này tanh hôi vị là ngay từ đầu ở cửa động ngửi được mấy chục lần nhiều. Đầy đất đều là một đại đống một đại thác bùn đất. Giống tiểu sơn giống nhau, đương nhiên chuẩn xác mà nói không phải bùn đất mà là cặn bã. Như vậy Dương Nghị Vân nghĩ tới sinh thái tiến hóa cùng động vật hoàn cảnh luận. Một ít động vật ăn sống cây cỏ mộc trái cây linh dược, là mang hạt tự nhiên lôi ra tới rơi xuống đất bùn đất liền sẽ sinh càng nảy mầm. Thực hiển nhiên yêu vương kết tinh thần dược cùng nơi này hàng trăm thảm thực vật chủng loại chính là như vậy tới, bất quá cũng ít không được, trên không đại động có ánh sáng chiếu xuống tới, như thế mới có dựng dục thảm thực vật điều kiện, hơn nữa thần nguyên lực đầy đủ, nghĩ không ra dựng dục ra thiên tài địa bảo đều khó. Bất luận cái gì thế giới tự nhiên điều kiện đều là thần kỳ. Chỉ là nơi này nhìn qua càng sâu. Nhìn theo Nam Hiên đi ngắt lấy yêu vương kết tinh. Dương Nghị Vân ánh mắt lại là hướng về Trung Nguyên nhìn lại. Nhưng là ngay sau đó lại là phát hiện Trung Nguyên chủ tớ không biết khi nào không thấy tung tích. Tức khắc Dương Nghị Vân trong lòng nhảy dựng. Bất quá cũng không có quá nhiều khẩn trương, bằng hắn hiện tại thực lực,
thực lực tu vi không đạt hợp đạo chi cảnh thật đúng là rất khó thương đến hắn. Trung Nguyên kẻ hèn một giới thiên đạo một trọng, liền tính là hơn nữa một cái thiên đạo tam trọng lão bộc, có thể nề hà hắn. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng nói, Trung đạo hữu hiện tại hay không có thể lượng ra ngươi át chủ bài. Ha ha, Dương Nghị Vân ngươi cũng rốt cuộc nhìn không được sao, bổn tọa còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn bình tĩnh đi xuống, đến nỗi át chủ bài, đừng có gấp, nếu tới, tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi, thực mau, nơi này thiên tài địa bảo vô số, đều cho các ngươi, ha ha. Thực mau toàn bộ không gian liền vang lên Trung Nguyên thanh âm, bốn phương tám hướng vần quanh, làm người vô pháp xác định thanh âm rốt cuộc ở địa phương nào. Gia hỏa này đích xác thoạt nhìn có điểm ý tứ, vô thanh vô tức biến mất, lại là hắn đều không có phát hiện. Tiểu Bạch Kiểm, người khổ tâm chuẩn bị kỹ hướng dẫn chúng ta tới đây, rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ nói cũng chưa dũng khí. Dương Nghị Vân lần này trực tiếp Tiểu Bạch Kiểm ngoại hiệu liền tặng ra tới. Hỗn trướng, Dương Nghị Vân ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chẳng qua là một cái ti tiện phi thăng giả mà thôi. Đi rồi cứ chó vận trở thành càn khôn thần tôn truyền nhân, nếu không ngươi cái gì đều không phải, ở bồn tọa trong mắt chính là chó má, nhịn ngươi hai ngày, thật sự cho rằng bản tôn giết không được ngươi sao? Trung Nguyên thân sĩ ngụy trang rốt cuộc tá rớt. Dương Nghị Vân ha hả cười, đối với bên người Lục Tuyết Hy nói, nhìn xem đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới. Lục Tuyết Hy giờ phút này cũng sắc mặt khó coi, trong lòng cuối cùng một tia đối Trung Nguyên hảo cảm biến mất không còn một mảnh. Nàng kỳ thật là thật đem Trung Nguyên trở thành một cái có thể kết giao bằng hữu, hiện tại xem ra nàng sai rồi. Trung Nguyên ngươi là ý gì? Lục Tuyết Hy lạnh giọng đặt câu hỏi, nàng có loại bị tín nhiệm lừa gạt phẫn nộ. Ha ha, Lục cô nương, nói như thế, nếu không có Dương Nghị Vân xuất hiện, ta có thể nói là chinh phục ngươi, làm ngươi cam tâm tình nguyện trở thành ta Trung Nguyên đạo lữ, như thế ngươi đặc thù nguyên thần cùng ta chi công pháp tu luyện, sẽ hình thành đôi bên cùng có lợi cục diện. Nhưng cố tình ngươi là Dương Nghị Vân nữ nhân, tiểu tử này xuất hiện, làm ta biết muốn làm ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta đi là không có khả năng, như thế ta chỉ có thể đoạt ngươi nguyên thần. Tin tưởng ngươi nguyên thần sẽ làm ta ở tiến một đi nhanh, đương nhiên cũng có cái biện pháp, ngươi có thể thề, đối thiên đạo thề, hôm nay lòng dạ với ta, ta sẽ suy xét làm ngươi trở thành ta tu luyện đạo lữ, mà không thương tánh mạng của ngươi, nếu không nói cũng chỉ có thể thực xin lỗi, ta sẽ khánh mạnh mẽ luyện hóa ngươi nguyên thần tới đã tu luyện. Trung Nguyên thanh âm mang theo nghiền ngẫm diễn ngược chi ý. Vô sỉ, Lục Tuyết Hy lạnh giọng mắng to. Họ Trung có nhà ta tiên sinh ở, ngươi mơ tưởng đánh tỉ tỉ của ta chủ ý, đã sớm cảm giác ngươi không phải cái gì thứ tốt. Lục Phú Thư hầm hừ mắng to. Tiên sinh, ha ha, chính là Dương Nghị Vân tiểu tử này đi, sợ là các ngươi cũng chưa cơ hội. Dương Nghị Vân tu vi cùng bổn tọa giống nhau đều là thiên đạo quy tắc một trọng mà thôi, nơi này bổn tọa đã bày ra đại trận. Hôm nay hắn Dương Nghị Vân không có thiên đạo năm trọng thực lực, ha ha, cũng chỉ có thể trở thành bổn tọa bản thượng thịt cá. Đúng rồi, bao gồm ngươi, các ngươi mọi người, đều đừng nghĩ ở tồn tại đi ra ngoài, tất cả đều trở thành bổn tọa tiến giai chi lộ năng lượng đi, ngươi chờ có thể hóa thành bổn tọa tăng lên tu vi một bộ phận, đều là ngươi chờ vinh hạnh, hiện tại hảo hảo hưởng thụ bổn tọa cho các ngươi chuẩn bị đạo thứ nhất bữa tiệc lớn đi, ha ha ha. Trung Nguyên tiếng cười vang vọng toàn bộ không gian. Ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy này một phương không gian tối sầm lại là nghe được từng tiếng chi chi. Ồn ào thanh âm vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại là phát hạ rậm rạp hắc phù yêu từ đỉnh nhập khẩu bay xuống dưới, mà bốn phía nơi từng đạo khắc văn thần quang chớp động lên, lại là vừa thấy chính là nào đó khắc văn đại trận. Chúng ta bị nhốt. Ngọc là lướt mở miệng. Dương Nghị Vân lại nói, đoán trước bên trong, vây không phải trọng điểm là đỉnh đầu hắc ô yêu đàn A. Nhưng thật ra có điểm đau đầu. Ngươi liền một chút đều không nóng nảy a. Một bên Lục Tuyết Hy rốt cuộc nhịn không được. Từ lúc bắt đầu nàng liền phát hiện, Dương Nghị Vân như là vô tâm không phổi giống nhau, chút nào cũng chưa sốt ruột quá, chẳng sợ biểu đạt một chút ngưng trọng cũng bình thường a. Lại là phát hiện đến đây khác Dương Nghị Vân như cũ vân đạm phong khinh, còn có nhàn hạ thoải mái lời bình, cũng không biết hắn rốt cuộc sao tưởng. Vẫn là nói hắn thật sự cường đại tới rồi chính mình đều không thể tưởng tượng nông nỗi. Ha ha, không cần lo lắng, nhịp cầu vai hề mà thôi, phiên không dậy nổi sóng gió, hảo hảo đợi, xem ta dập nát Tiểu Bạch Kiểm thủ đoạn đó là. Dương Nghị Vân đối Lục Tuyết Hy xấu xa cười nói. Dứt lời lúc sau, hắn đối Ngọc Lả Lướt nói, Lả Lướt ngươi phụ trách chiếu cố các nàng, dư lại giao cho ta tới xử lý. Ân, ngươi cẩn thận, Ngọc Lả Lướt gật đầu đáp ứng, nàng là biết Dương Nghị Vân thủ đoạn,
nhưng cũng không rõ ràng lắm hiện tại Dương Nghị Vân đến tột cùng cường đại đến mức nào, nối tiếp xuống dưới chiến đấu, kỳ thật nàng tràn ngập chờ mong, hoặc là nói đúng Dương Nghị Vân là rất có tin tưởng. Ngọc Lả Lướt cùng Dương Nghị Vân ở Vĩnh Hằng thần giới trải qua quá nhiều lần chiến đấu, hai người chi gian ở phương diện này là có ăn ý, cũng biết một ít Dương Nghị Vân nội tâm ý tưởng, biết hắn để ý chính là người bên cạnh, cho nên Ngọc Lả Lướt dứt lời trực tiếp đem Độc Cô Vô Tình, Lục Tuyết Hy, Lục Phú Thư, bao gồm Nam Hiên cùng Song Ảnh Thần Đế Đô bao phủ ở chính mình kết giới chung. Nếu Dương Nghị Vân có tin tưởng, vậy tin tưởng hắn, tốt nhất trợ giúp chính là làm Dương Nghị Vân không có nỗi lo về sau. Đối này, Độc Cô Vô Tình mấy cái còn mặt lộ vẻ lo lắng, Ngọc Lả Lướt còn lại là cười cười nói, các ngươi yên tâm, hắn hiện tại tu vi đừng nhìn cùng Trung Nguyên giống nhau là thiên đạo quy tắc một trọng, nhưng chân chính thực lực tuyệt đối có thể nghiền áp Trung Nguyên. Chính là Trung Nguyên bên người còn có cái thiên đạo tam trọng lão bộc A Lục Tuyết Hy rốt cuộc nhìn không được lo lắng lên. Ở nàng xem ra, Dương Nghị Vân đích xác vẫn luôn gần nhất đều cường đại, thậm chí ở chiến đấu thượng, ở tiên giới thời điểm đều vẫn luôn là có thể vượt cấp chiến đấu cái loại này, nhưng là trung quy nơi này là thần giới, mà thiên đạo một trọng cùng tam trọng chi gian kém cũng quá nhiều, vượt cấp chi chiến, kia cũng là có trần nhà, hơn nữa nơi này đã bị Trung Nguyên chủ tớ bày ra trận pháp. Còn có đỉnh đầu cuồn cuộn không ngừng chen chúc mà tới hắc ô yêu, nhìn đều hãi hùng khiếp vía, thực lo lắng Dương Nghị Vân có không đấu đến quá Trung Nguyên chủ tớ. Ngọc Lả Lướt cười cười an ủi nói, yên tâm đi, Vân Tử trước kia ở thiên đạo cảnh sơ trung kỳ thời điểm, cũng đã có thể cùng thiên đạo quy tắc một vài trọng cường giả chiến đấu hơn nữa không rơi hạ phong, hiện tại hắn đến tột cùng trưởng thành tới trình độ nào, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, bất quá có một chút các người bên ngoài khả năng không biết, hơn trăm năm trước hắn trở về thời điểm. Bên người lại là đi theo ba cái thiên đạo năm trọng cường giả. Mà ba người kia còn lại là thiên tộc đế tôn dưới tòa tam đại kim cương, phóng nhãn chính xác thần giới tam đại kim cương đều là cường giả, nhưng cố tình bị Vân Tử cấp thu phục, điểm này đủ để thuyết minh Vân Tử hiện tại cường đại, cho nên chúng ta yên tâm đó là, Trung Nguyên cùng hắn lão bộc căng chết chính là thiên đạo tam trọng mà thôi, đại kim cương đều trở thành Vân Tử người hầu, bọn họ hai cái đích xác ở Vân Tử trong mắt chính là nhảy nhót vai hề mà thôi. Lục Tuyết Hy mấy cái nghe được Ngọc Lả Lướt này một phen lời nói, trong lòng tức khắc liền an tâm rồi hơn phân nửa, ngẫm lại cũng là, bọn họ trong mắt Dương Nghị Vân, nhưng cho tới bây giờ không làm đại gia thất vọng quá. Như thế mấy người liền ở Ngọc Lả Lướt kết giới trong vòng an tâm quan khán kế tiếp chiến đấu. Dương Nghị Vân giờ phút này tự nhiên là không biết mấy người phụ nhân đối hắn lo lắng, hắn cũng không hạ bận tâm các nàng, lúc này hắn đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía ngày đó cửa sổ giống nhau cửa động. Xa xa không ngừng ở hướng tiến vào chen chúc rậm rạp hắc ô yêu, nhưng thật ra có chút chờ mong lên. Đôi mắt hơi hơi nheo lại thời điểm tinh quang không ngừng thoáng hiện. Trong mắt hắn này đó đếm không hết hắc ô yêu có mạnh có yếu, thấp nhất đều có thiên thần cấp bậc, rồi sau đó mãi cho đến hiện tại thần đế thần chủ cấp bậc đều xuất hiện, chẳng qua tương đối ít. Này đó nghiệt xúc phi tiến vào sau, lại là không có trước tiên đập xuống tới công kích, ngược lại vần quanh bốn phía xoay tròn. Phát ra từng tiếng oa oa tiếng kêu, như đêm khuya trẻ con tiếng kêu, làm người bực bội vô cùng. Chúng nó tựa hồ đang chờ đợi cái gì, vẫn luôn ở kêu xoay quanh. Chờ cái gì? Dương Nghị Vân ẩn ẩn đoán được. 89/10 là đang chờ đợi yêu vương đã đến. Bực này quần cư tính yêu vật, tất nhiên có vương giả lãnh đạo, lúc này xoay quanh không dưới, phát ra từng tiếng gầm rú, thực rõ ràng chính là ở cung nghênh vương giả buông xuống cục diện mà thôi. Đảo cũng không khó suy đoán. Đến nỗi Trung Nguyên cái kia tiểu bạch kiểm chủ tớ hai người, giờ phút này lại là không có thanh âm. Dương Nghị Vân biết cái này trận pháp, cùng này đó hắc ô yêu tất nhiên là Trung Nguyên chủ tớ khổ tâm bố cục kết quả, hai cái tiện nhân không hề ngoài ý muốn tránh ở trận pháp ở ngoài, hắn nhìn không tới bọn họ, nhưng đối phương có thể nhìn đến hắn. Giờ phút này hắn nghĩ chẳng lẽ Trung Nguyên cái này tiểu bạch kiểm mục đích, chính là lợi dụng này đó yêu vật tới tiêu hao hắn. Cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu thật là như vậy, ha ha, vậy muốn cho hắn thất vọng rồi. Oa! Nhưng vào lúc này một tiếng đâm thủng màng tai tiếng kêu vang lên. Trong nháy mắt xoay tròn hình xào huyệt một vòng hắc ô yêu đình chỉ thét chói tai, lại là an tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc xuất hiện. Dương Nghị Vân tự nói một tiếng, hắn thấy được cửa sổ ở mái nhà giống nhau cửa sổ xuất hiện một đầu toàn thân phiếm thanh quang thật lớn hắc ô yêu. Dương cánh 89 mễ, hình thể là bình thường hắc ô yêu gấp 3 nhiều, tầm thường hắc ô yêu cũng chính là 3 mét tả hữu, mà này một đầu lại là gấp 3 hình thể. Thực hiển nhiên đó là yêu vương. Hơi thở áp bách mà đến.
Dương Nghị Vân cảm nhận được, cư nhiên có thiên đạo cảnh đại viên mãn hơi thở. Thiếu chút nữa liền đến thiên đạo quy tắc một trọng cơ bản. Toàn thân phiếm thanh quang, từ phía trên bay vọt xuống dưới, một đôi lợi chảo nhìn tràn ngập sắc bén, miệng càng là như trăng rằm lưỡi hái giống nhau, vừa thấy liền rất sắc bén bộ dáng. Oa oa oa, lại là liên tiếp ba tiếng quỷ kêu. Ở yêu vương phía sau có tam đầu đồng dạng phiếm thanh quang ô yêu, hình thể nhỏ một vòng, nhưng cũng có sáu mễ tả hữu. Tam đầu toàn vì cấp bậc pháp thần. Yêu vương hồi xào, khí thế kinh người, cho nên hắc ô yêu làm ra nghênh đón vương giả trầm thấp tiếng kêu. Qua nha 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 thanh âm đâm thủng màng tai, nhiễu loạn tâm thần. Nhưng đối đạt Dương Nghị Vân tới nói, còn không tính cái gì. Đích xác này ngày hôm trước đạo cảnh đại viên mãn ô yêu vương hơi thở cường đại, thậm chí viễn siêu thiên đạo cảnh giới thần linh, nếu thật sự sinh tử đánh nhau sợ là thực lực muốn đạt tới thiên đạo quy tắc một trọng giai đoạn. Bất quá! Đối với Dương Mỗ Nhân tới nói, này còn uy hát yêu ta không đến hắn. Ha hả cười nói, tiểu bạch kiểm đây là ngươi chuẩn bị. Chẳng lẽ ngươi liền tưởng dựa vào này đó nghiệt xúc cùng ta đều không thành? Nếu thật là như vậy vậy quá làm ta thất vọng rồi nga. Sắp đến đầu Dương Nghị Vân còn không quên nói móc một chút trung nguyên. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng quá coi thường bổn tọa, ngươi thật sự cho rằng ta chưa từng hiểu biết ngươi sao? Đích xác ngươi rất cường đại, thiên tộc 33 thiên điện đều nơi nào không có biện pháp. Trung nguyên mang theo diễn ngược ngữ khí vang lên, dừng một chút tiếp tục nói, ngươi sợ là không biết ta còn quỷ thần chi đạo thủ đoạn, hôm nay khiến cho tiểu tử ngươi mở rộng tầm mắt. Khiến cho ngươi kiến thức vẫn luôn bị các ngươi chủ tu thần giới cho rằng là ngoại đạo quỷ thần chi đạo là cỡ nào cường đại. Nga, nhưng thật ra thật chờ mong, ngươi mau làm ta nhìn xem, bất quá nói trở về, ngươi nếu là tránh ở bên ngoài, muốn mượn này đó xúc sinh muốn thương đến ta đều khó, nhưng thật ra rất muốn biết các ngươi quỷ thần chi đạo thủ đoạn có cái gì bất đồng chỗ. Dương Nghị Vân nhàn nhạt mà nói. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng đừng lời nói khách sáo, hôm nay bổn tọa tâm tình hảo. Liền thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ, đích xác, chỉ dựa vào này đó yêu vật khả năng giết không được ngươi, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi chính là, bổn tọa quỷ thần phương pháp nhưng thao tác này đầu yêu vương, đến lúc đó sẽ làm yêu vương xuất lĩnh này đó đếm không hết hắc ô yêu, dũng mãnh không sợ chết toàn bộ công kích ngươi, ngươi nói một chút cái này trường hợp như thế nào. Ha ha ha, con kiến còn thèm thực voi, ngươi hiện tại chính là bực này cục diện, đương nhiên, này chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Bổn tọa xúc đồ chính là bao gồm ngươi ở bên trong cùng nhau, chờ mang thời điểm ngươi đem này đó hắc ô yêu tiêu hao hầu như không còn, bổn tọa sẽ khởi động nguyên thần huyết tế đại trận, luyện hóa các ngươi mọi người, cho đến lúc này, bổn tọa tất nhiên sẽ hai thành, nguyên thần thần châu, tu vi chắc chắn tiến bộ một mảng lớn. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, bổn tọa phát hiện nơi này yêu vương xào huyệt, vốn chính là một chỗ bố trí nguyên thần huyết tế đại trận tuyệt hảo nơi, lại lần nữa bày trận mưu đồ chuẩn bị mấy trăm năm lâu. Nguyên bản chỉ là tưởng luyện hóa này một oa yêu vật mà thôi, nhưng lại là không nghĩ tới ngoài ý muốn kinh hỉ cư nhiên đụng phải Lục Tuyết Hy cái này nguyên thần đặc thù tồn tại. Ngay từ đầu bổn tọa là thật sự muốn đem nàng thu làm đạo lữ, không nghĩ tới luyện hóa nàng, nhưng là ngươi xuất hiện, làm bổn tọa ngoan hạ tâm, nếu không chiếm được, vậy trực tiếp luyện hóa Lục Tuyết Hy nguyên thần, làm nàng trở thành ta này tế luyện đại trận một bộ phận, làm nguyên thần thần châu tăng lên phẩm cấp đi, đến nỗi tiểu tử ngươi, cũng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Có thể trở thành bổn tọa nguyên thần thần chủ một bộ phận, là tiểu tử ngươi vinh hạnh, hiện tại liền chờ tiếp thu yêu vương tặng cho ngươi đệ nhất sóng công kích đi. Oa ha ha! Trung nguyên cuồng tiếu tràn ngập đắc ý điên cuồng, vang vọng ở toàn bộ không gian. Dương Nghị Vân còn lại là thổ lộ hai chữ, xa điêu. Thật sự cho rằng lão tử, nhìn không ra ngươi từ lúc bắt đầu liền có quỷ, cố tình còn đi theo ngươi tới nơi đây, ha ha, yêu vương ly xào yêu vương hồi xào. Đều là ngươi một tay đạo diễn mà thôi, đổi cái ba tuổi tiểu hài tử đều có thể nhìn thấu, ngươi ra ra ta cũng nói cho ngươi, coi trọng ngươi quỷ thần nói công pháp mà thôi, như thế mới theo ngươi mà đến, đương nhiên nhà ta vũ thư yêu cầu yêu vương kết tinh thần dược, cũng là trong đó một nguyên nhân, còn hảo điểm này ngươi không gạt chúng ta, chỉ bằng điểm này. Chờ ngươi chết thời điểm, sẽ suy xét cho ngươi một cái thống khoái, hắc hắc, còn có một cái trọng điểm, tiểu gia ta cũng nói cho ngươi. Này đó hắc ô yêu trong cơ thể có thuần tịnh nguyên thần năng lượng, đây cũng là tiểu gia ta muốn, nếu ngươi như vậy có tâm, ta đây liền vui lòng nhận cho, ha ha ha. Dương Nghị Vân cất tiếng cười to. Thật sự cho rằng Dương Mỗ Nhân là tay mơ, chưa làm qua công khóa. Từ lúc bắt đầu Dương Mỗ Nhân liền ở tính kế. Hiện tại xem ra, đến lúc đó phải có thu hoạch ngoài ý muốn.
ngươi cái tiểu bạch kiểm không phải muốn luyện hóa này một oa yêu vương, tới đạt được nguyên thần thần châu sao? Cái này ta cũng thích. Ngươi có tin tưởng, hành, đến lúc đó chờ xem. Vì nguyên thần chi châu, tiểu gia ta liền bồi ngươi diễn một hồi đại hỉ, ngồi thu ngư ông thủ lợi, bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp sau xiếc, Dương Mẫu Nhân nhưng không thiếu làm, ngựa quen đường cũ, tiểu bạch kiểm còn tưởng tính kế hắn, lần này khiến cho ngươi hối hận chết. Hừ, cuồng vọng, chịu chết đi. Ở trận pháp ở ngoài Trung Nguyên nghe được Dương Nghị Vân như thế phong khinh vân đạm nói chuyện, Mạc Danh trong lòng có chút bực bội, trong cơn giận dữ phát ra một tiếng thét dài. Ngay sau đó yêu vương một tiếng gầm rú vang lên, oa. Oa oa oa. Đinh tai nhức óc đâm thủng màng tai tiếng kêu vang lên. Giờ phút này yêu vương ra lệnh rậm rạp hắc ô yêu từ thượng mà xuống, đồng thời phát ra cuồng bạo gầm rú hướng về Dương Nghị Vân vọt xuống dưới. Chiến đấu bắt đầu. Dương Nghị Vân sau lưng phong vân cánh chim lập lòe dựng lên, trong tay hỗn độn chung xuất hiện. Đông. Một tiếng chuông vang khắc văn đại tác phẩm. Lắc mình bay vọt mà đến, hỗn độn chung chạy ra đi, tức khắc chính là một tảng lớn huyết vụ. Phàm là bị hỗn độn chung lan đến hắc ô yêu sôi nổi hóa thành huyết vụ bạo liệt mở ra, căn bản là không gặp được Dương Nghị Vân thân thể, phạm vi 20 mét trong vòng chính là trạng thái chân không. Phiên tay chi gian huy trưởng mà ra. Ầm ầm ầm. Cơ hồ là vài trăm thước phạm vi tảng lớn hắc ô yêu hóa thành huyết vụ. Này đó hắc ô yêu đối Dương Nghị Vân tới nói, căn bản chính là pháo hôi. Trong nháy mắt chính là hàng ngàn hàng vạn hắc ô yêu hóa thành huyết vụ. Lúc này ở trận pháp ở ngoài Trung Nguyên lại là ngược lại lộ ra ý cười, đối với bên người lão bộc nói, u thúc bắt đầu đi. Trung Nguyên trong ánh mắt tràn ngập kích động điên cuồng chi sắc. Chủ tớ hai người, đôi tay múa may dưới, hoa cả mắt hô hấp chi gian lấy hàng trăm dấu tay đánh ra pháp quyết ở trận pháp phía trên, bao phủ toàn bộ không gian trận pháp bốn phương tám hướng khắc văn lưu truyền, huyết quang đại tác phẩm, bắt đầu rồi tế luyện. Đối với Trung Nguyên tới giảng, Dương Nghị Vân giết hắc ô yêu càng nhiều. Hắn trận pháp uy lực liền sẽ càng cường đại. Trận này chính là hắn quỷ thần giới đệ nhất huyết tế đại trận, hấp thu đó là tinh huyết chi khí cùng nguyên thần chi lực. Ở phong bế trận pháp trong vòng bị Dương Nghị Vân giết chết hắc ô yêu thần hồn đều trốn không thoát đi, sôi nổi sẽ liên thông tinh huyết cùng nhau đừng đại trận hấp thu, cuối cùng chuyển hóa thành đại trận chi lực. Hấp thu tinh huyết nguyên thần chi lực càng nhiều, trận này uy lực sẽ càng cường đại. Bảy trận đều hao phí hắn mấy trăm năm thời gian. Sử dụng thân gia thiên tài địa bảo càng là bỏ vốn gốc, uy lực tự nhiên thật lớn. Nơi này có được ít nhất 8-900 vạn kế hắc ô yêu, diệt thiếu đều phải phí không ít chuyện, chẳng sợ chính là hắn cùng u thúc cũng sẽ kiệt sức, phi thường tiêu hao pháp lực, bọn họ quỷ thần chi đạo đặc điểm là nguyên thần cường đại, nhưng là thần thể lại là nhược điểm, vừa lúc mượn Dương Nghị Vân đứng đầu, tàn sát gần ngàn vạn hắc ô yêu, vì đại trận trợ lực, tinh luyện ra nguyên thần thần châu. Cuối cùng chờ Dương Nghị Vân giết sạch rồi nơi này hắc ô yêu, so sánh với hắn cũng sẽ tiêu hao pháp lực thất thất bát bát, đến lúc đó làm u thúc đi vào, hoặc là thao tác đại trận chi lực, liền có thể dễ như trở bàn tay xử lý Dương Nghị Vân. Lúc này hắn chỉ cần thao tác nguyên thần, khống chế yêu vương liền có thể, hắn quỷ thần nói cường đại nguyên thần hơn nữa bí pháp, thao tác yêu vương ra lệch, làm vô số hắc ô yêu đánh sâu vào Dương Nghị Vân, gần nhất tiêu hao Dương Nghị Vân pháp lực thần hồn làm hắn suy yếu. Mà đến mượn Dương Nghị Vân đứng đầu chém giết hắc ô yêu, làm đại trận hấp thu tinh huyết nguyên thần chi lực, hắn đại trận chỉ biết càng ngày càng cường đại. Chờ Dương Nghị Vân cuối cùng chém giết yêu vương, nguyên thần huyết tế đại trận chắc chắn tiến vào một cái cường thịnh kỳ, lại phản sát Dương Nghị Vân không phải cái gì việc khó, cuối cùng một bước luyện hóa lục tuyết hy nguyên thần, tinh luyện ra thuần tịnh vô cùng nguyên thần thần châu, chính là hắn thần công đại thành là lúc. Trung Nguyên tự nhận là hết thảy đều ở khống chế, lập tức tự tin tràn đầy. Bắt đầu thao tác đại trận thao tác yêu vương ra lệnh làm vô số kẻ hắc ô yêu đánh sâu vào Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân ở trận pháp trong vòng phất tay chi gian, một tảng lớn tiêu diệt hắc ô yêu, hắn kỳ thật biết Trung Nguyên muốn mượn trợ này đó hắc ô yêu tiêu hao hắn pháp lực, nhưng hắn như cũ chút nào không lo lắng, hắn tiểu bạch kiểm có chuẩn bị, chẳng lẽ hắn Dương Mẫu Nhân liền không có chuẩn bị ở sau không thành. Dù sao này đó hắc ô yêu đối hắn tạo không thành chút nào thương tổn. Lại nói làm áo cưới loại sự tình này, hắn rất vui lòng. Hơn nữa cái này áo cưới Dương Mẫu Nhân có tin tưởng mặc ở trên người mình. Số lấy trăm vạn kế hắc ô yêu trong đó còn có tam đầu cấp bậc pháp thần cùng một đầu thiên đạo cảnh giới đại viên mãn yêu vương, này đó yêu vật tế luyện ra tới nguyên thần thần chủ, hắc hắc, trước tới tất nhiên bất phàm. Giết đi,
luôn có sát song thời điểm. Một ngày lúc sau mễ rậm rạp Hắc Ô Yêu thưa thất lên. Dương Nghị Vân không biết chết ở trong tay hắn Hắc Ô Yêu có bao nhiêu, dù sao cảm thụ mỏi mệt cảm giác. Mà không gian bốn phía nơi đại trận khắc văn lại là càng thêm sáng ngời, càng đủ cảm nhận được cái này đại trận cường đại rồi rất nhiều. Vô số kể Hắc Ô Yêu tinh huyết cùng nguyên thần bị đại trận hấp thu đi, tưởng không tăng cường đều khó. Từ lúc bắt đầu, Yêu Vương cùng tam đầu cấp bậc pháp thần tồn tại đều không có động. Tất cả đều là tầm thường hắc quả đen điên cuồng đánh sâu vào hắn, có thể dùng dũng mãnh không sợ chết, thiêu thân lao đầu vào lửa tới hình dung, loại tình huống này hạ, đổi làm bất luận kẻ nào đều ăn không tiêu, chẳng sợ Dương Nghị Vân là thiên đạo quy tắc cường giả cũng giết tới tay chân tê dại tình huống xuất hiện. Nhưng là cũng liền chỉ thế mà thôi, hắn biết, cuối cùng mới là khó nhất. Giữa sân dư lại không đến trăm đầu hắc ô yêu, lại đều là thần đế thần chủ cấp bậc trở lên tồn tại. Ở phía sau là Yêu Vương cùng tam đầu cấp bậc pháp thần Hắc Ô Yêu. Đích xác quần thể chiến đấu chém giết nguy hiểm chỗ, chính là ở cuối cùng, giai đoạn trước tiêu hao chiến, hậu kỳ mỏi mệt thời điểm, cường đại giả xuất kích, có thể muốn mệnh. Bất quá đối với Dương Nghị Vân tới nói, này còn không làm khó được hắn. Nói đến cùng này đó nghiệt xúc dễ làm, khó chơi chính là người. Hắn có thể đoán được, Trung Nguyên cái kia tiểu bạch kiểm, tất nhiên sẽ ở Yêu Vương thân sau khi chết, đối hắn ra tay. Lúc ấy tất nhiên hắn sẽ tiến vào mỏi mệt kỳ, chẳng sợ hắn là thiên đạo quy tắc tu vi, cũng khó có thể tránh cho mỏi mệt, pháp lực thần hồn tiêu hao sự thật. Nhưng hắn không sợ chút nào. Ngược lại còn tha thiết chờ mong cuối cùng thời khắc đã đến. Oa! Huyền phù ở trời cao Yêu Vương phát ra một tiếng gầm rú. Oa oa oa! Thần dư lại 80 nhiều chỉ thần đế thần chủ cấp bậc Hắc Ô Yêu làm ra đáp lại. Lại là đồng thời hướng về hắn vọt xuống dưới. Dương Nghị Vân nhếch miệng mà cười, cuối cùng chém giết rốt cuộc muốn tới sao? Đến đây đi! Dương Nghị Vân toàn thân thần quang đại tác phẩm, hỗn độn chung gõ vang. Thịch thịch thịch! Liên tiếp 6 tiếng vang lên. Lục đạo khắc văn kim quang hóa thành lục đạo lưỡi dao gió nổ tung. Chết đi! Hắn thúc giục phong vân cánh chim, hóa thành lưu quang lập lòe dựng lên, trực tiếp vọt vào Hắc Ô Yêu đàn chung, phất tay chi gian tiếng sấm đều xuất hiện. Tam tức trong vòng 8-9-10 chỉ thần đế thần chủ cấp bậc Hắc Ô Yêu diệt hết. Đối với hắn cái này tu vi thực lực tới nói, thật đúng là quy tắc một chút toàn con kiến mà thôi, nháy mắt hạ gục. Có thể nói, trừ bỏ Yêu Vương không có bất luận cái gì một con Hắc Ô Yêu có thể làm hắn con mắt coi trọng liếc mắt một cái. Hắc Ô Yêu công kích là thân thể, là khéo mồm khéo miệng cùng lợi chảo, nhưng đều tiến không được hắn thân, căn bản không cơ hội khảo tới gần hắn, liền tính là tới gần hắn thân thể. Cũng mơ tưởng ở trên người hắn lưu lại một đạo vết sẹo tới, Dương Mỗ nhân thân thể từng có chuyên môn rèn luyện, dựng lên là càn khôn đạo chủng công phối hợp rèn luyện, bản thân liền cường đại quá cùng cấp bậc tồn tại. Này đó tiểu yêu mà thôi. Trung quy là một ít không có gì chỉ số thông minh yêu vật, liền yêu linh đều không tính là. Phiên tay chi gian diệt sát. Dương Nghị Vân giờ phút này cũng không có dừng lại, hắn cảm giác chính mình chơi đủ rồi, kế tiếp không có gì ý tứ. Biểu hiện cấp Trung Nguyên cái kia tiểu bạch kiểm nhìn xem mà thôi, kế tiếp nên đến hắn biểu diễn. Còn dư lại Yêu Vương cùng tam đầu cấp bậc pháp thần nhiệt xúc, hiển nhiên là tiểu bạch kiểm Trung Nguyên đặt ở cuối cùng tưởng ở hắn mỏi mệt lúc sau một kích mãnh liêu. Nhưng là làm sẽ cho tiểu bạch kiểm cơ hội sao? Đáp án là phủ định. Dương Nghị Vân phất tay chi gian tiêu diệt 8-9-10 chỉ Hắc Ô Yêu hậu, nhìn thoáng qua huyền phù ở trên không Yêu Vương, ta ta cười, lại là sau lưng phong vân cánh chim nhanh chóng chớp động lên. Tùy tiến hình thành biển mây lĩnh vực. Ngay lập tức chi gian toàn bộ đại trận bị biển mây che kín, cái gì đều nhìn không tới. Sao lại thế này? Trận pháp ở ngoài Trung Nguyên bỗng nhiên cả kinh, hắn không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên còn có thể thả ra thật lớn sương mù, hơn nữa này đó sương mù hắn cư nhiên nhìn không thấu, cũng cảm ứng không đến bên trong tình huống, lập tức tựa hồ mất đi khống chế. Liền ở ngay lúc này, bên người lão bộc u thúc lại nói, thiếu chủ không cần lo lắng. Hắn lại như thế nào quái dị, như cũ ở chúng ta trận pháp trong vòng, đến lúc đó trực tiếp tế luyện đó là, thiếu chủ ngươi thả thao tác đại trận, đãi lão nô đi vào vừa thấy, nếu là Yêu Vương không địch lại kia Dương Nghị Vân, kia lão nô liền tự mình ra tay xử lý hắn. Nghe được lão bộc u thúc như thế vừa nói, Trung Nguyên liền biết là cái này lý, ngược lại là chính mình lo lắng. Đích xác Dương Nghị Vân lại như thế nào chơi thủ đoạn, hắn cũng vẫn là ở hắn trận pháp trong vòng, trận này hắn không khai. Bên trong người không có trận pháp pháp quyết, căn bản đừng nghĩ ra tới,
bẩm sinh huyệt động hơn nữa mấy trăm vạn yêu vật tế luyện, cùng bọn họ quỷ thần giới đặc thù đại trận, cho dù là thiên đạo quy tắc năm trọng cũng đừng nghĩ ra tới. Như thế liền làm phiền U Thúc, hết thảy tiểu tâm vì thượng. Trung Nguyên làm lão bộc tiến vào trận pháp đi. Đảo cũng là cái bảo hiểm, dù sao hắn tính toán chính là yêu vương cấp Dương Nghị Vân cuối cùng lao tới, nếu là Dương Nghị Vân còn bất tử, kia hắn cũng sẽ ra tay, hiện tại U Thúc đi vào, vậy nắm chắc. Ở trong lòng hắn nghĩ đến, U Thúc thiên đạo tam trọng tu vi, đủ để nghiền áp Dương Nghị Vân. Lão nô đi. Dứt lời U Thúc hóa thành một đạo thần quang, tiến vào đại trận trong vòng. Trận pháp trong vòng, Dương Nghị Vân phóng xuất ra biển mây lĩnh vực, xoát một chút trực tiếp xuất hiện ở tam đầu cấp bậc pháp thần Hắc Ô Dược bên người, chạy nhanh lưu loát đem chi đánh gục, cuối cùng theo dõi yêu vương, lẩm bẩm, tuy rằng là thiên đạo cảnh yêu vương, nhưng vẫn là không đủ xem, không có gì ý tứ a, tính, đưa ngươi lên đường đi. Lần này lại là trong cơ thể một đạo bảy màu thần quang chợt lóe mà ra. Oa! Một tiếng than khóc vang lên. Hảo đi, Dương Nghị Vân cơ sở chính là bảy màu long lân, một kích mà ra trực tiếp liền đem yêu vương chém thành hai nửa. Ở hắn xem ra thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu. Ngoài trận, phốc, Trung Nguyên bỗng nhiên một ngụm máu tươi nhổ ra. Kinh hô, không có khả năng. Hắn lấy cường đại nguyên thần chi lực bí pháp thao tác yêu vương đã chết, hắn đã chịu phản phệ, hộc máu là bình thường, cũng may không quan trọng, nhưng lại là hai tròng mắt giữa dòng ra không thể tin tưởng vẻ khiếp sợ. Lọt vào phản phệ, thuyết minh yêu vương bị Dương Nghị Vân cấp xử lý, lúc này mới bao lâu thời gian. Trước sau cũng liền vài phút mà thôi, yêu vương liền đã chết, Dương Nghị Vân rốt cuộc dùng cái gì biện pháp. Thả không phải Trung Nguyên thu được phản phệ khiếp sợ, tiến vào trận pháp trong vòng U Thúc cũng là trong lòng đại kinh thất sắc. Hắn nguyên bản cho rằng này đó sương mù chính là một ít tầm thường sương mù mà thôi, có thể vào trong đó lúc sau mới phát hiện chính mình tưởng đơn giản. Này đó sương mù che đậy tầm mắt ngăn cách thần thức, ngay cả hắn cái này thiên đạo tam trọng tồn tại, thần thức ở chỗ này cũng ngăn cách, tiến vào trong đó lúc sau thành trợn mắt người mù. Cái này làm U Thúc ý thức được sự tình tựa hồ vượt qua đoán trước ở ngoài. Bất quá, hắn có được thiên đạo tam trọng tu vi, trước sau tự tin, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy mê chướng phương pháp đều không đáng để lo, Dương Nghị Vân trong mắt hắn chính là cái thiên đạo một trọng, phiên không được thiên. Hắn sẽ tìm ra Dương Nghị Vân giết hắn. Cả người chấn động, trên người tản mát ra quy tắc ánh sáng. Khuếch tán 5 đến 60 mét phạm vi, lớn nhất hắn có thể đạt tới vài trăm thước. Ở quy tắc ánh sáng cảm giác hạ, hết thảy đều sẽ thực mẫn cảm. Tự tin bất luận cái gì dị thường đều trốn không thoát hắn cảm giác phạm vi. Mang theo cường đại tự tin, U Thúc đi bước một về phía trước đạp hư mà đi, muốn đem Dương Nghị Vân tìm ra xử lý. Nhưng là, vài phút sau U Thúc liền bực bội lên, bởi vì hắn ở trong sương mù như là ở đi mê cung, cái gì cũng nhìn không tới, đem quy tắc ánh sáng triển khai đến lớn nhất, cũng không có tìm được Dương Nghị Vân. Giờ phút này Dương Nghị Vân lại là ngồi xổm sương mù chỗ sâu trong. Liền ở U Thúc đỉnh đầu xấu xa mà cười. Lẩm bẩm, điểm này kỹ xảo mà thôi, anh em ta đã sớm kiến thức qua, hắc hắc. Nhìn U Thúc ở hắn lĩnh vực loạn chuyển, Dương Mỗ Nhân đổ ở nơi tối tăm cười xấu xa, cho dù là U Thúc ở biển mây trong lĩnh vực nghĩ ra đi, hiện tại đều thành vọng tưởng, tiến vào hắn biển mây lĩnh vực một khắc khởi, cũng đã tuyên bố đối hắn tử hình. Nhớ trước đây Âm Dương Kim Cương vợ chồng, đều ở hắn biển mây trong lĩnh vực sát phũ. Đoạn thân mới vừa càng là trực tiếp bị té nhào, bọn họ ba cái nhưng đều là thiên đạo quy tắc năm trọng kim cương, trong tay càng là có hỗn nguyên chí bảo, kẻ hèn một giới thiên đạo tam trọng quỷ thần thần linh, còn có thể phiên thiên. Dương Nghị Vân mang theo diễn ngược chi nhất, nhìn U Thúc ở hắn biển mây lĩnh vực bên trong hạt chuyển động, bắt đầu xuất hiện táo bạo cảm xúc. Cái này U Thúc tự nhiên sẽ không biết Dương Mỗ Nhân này biển mây lĩnh vực chính là phong vân căn nguyên lực lượng xây dựng mà thành, không giống bình thường. Một cái thiên đạo tam trọng ở Dương Mỗ Nhân trong tay, liền tính là không mượn dùng biển mây lĩnh vực đi ngạnh dỗi, cũng không phải cái gì việc khó, đối với Dương Nghị Vân tới nói, hiện tại chỉ cần không phải xuất hiện biến thái cấp bậc thiên đạo nam trọng hòa hợp nói hạng người, hắn thật là có thể đi ngang. Nhìn đến Trung Nguyên lão bộc U Thúc bắt đầu táo bạo đứng dậy thời điểm, Dương Nghị Vân liền biết là thời điểm giải quyết hắn. Hắn chạm U Thúc trên không, bỗng nhiên đem trong tay hỗn độn chung vứt đi xuống. Hỗn độn chung đón gió mà đại, che trời mà đi. Lần này ước chừng vài trăm thước, có thể đem đối phương hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Đông! Một tiếng du dương tiếng chuông vừa vang lên.
U Thúc có cảm, lại là ở phát hiện thời điểm, hỗn độn chung đã đem hắn bao phủ ở trong đó. Dương Nghị vân tay véo pháp quyết, thúc giục hỗn độn chung dựng lên. Từng tiếng chuông không ngừng vang lên, khắc văn lưu chuyển, lại là nghiền áp tình thế bắt đầu luyện hóa U Thúc. Đang ở trong đó U Thúc kinh ngạc mạc danh, nhưng cũng biết nói, trước tiên bắt đầu phản kích, chính là ở Dương Nghị vân đánh lén dưới, ở biển mây lĩnh vực, ở hỗn độn trước mặt, hắn phản kích là vô cùng tái nhợt. Mỗi một tiếng chuông vang lên, đều thẳng vào nguyên thần, mỗi một đạo khắc văn sáng lên, đều là một đạo cường đại vô cùng năng lượng công kích. Liên tiếp 9 thanh hỗn độn chung vang vọng lúc sau, U Thúc đã hồn phi phách tán. Hắn xem như cái thứ nhất quỷ thần nói trong cao thủ chết nhất nghẹn khuất một cái, tự thân cường đại chính là nguyên thần ưu thế, cũng không có phát huy ra tới, trực tiếp đã bị Dương Nghị Vân lấy hỗn độn chung bao phủ nội cấp sống sờ sờ đánh chết. Đương nhiên cũng là Dương mẫu nhân thực lực bãi tại nơi đó, một cái thiên đạo tam trọng quỷ thần thần linh, cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu là thiên đạo bốn trọng còn có thể tại trong tay hắn phản kích một chút, năm trọng nói có thể chiến đấu một phen, đáng tiếc cố tình là cái tam trọng, đối với Dương mẫu nhân tới nói, hoàn toàn có thể nghiền áp. Ai, rốt cuộc xong rồi. Dương mẫu nhân vung tay lên hỗn độn chung thu nhỏ lại sau về tới trong tay hắn nhìn một chút hỗn độn chung thượng khắc văn lại sáng một ít, cười khổ nói, ngươi nhưng thật ra chiếm đại tiện nghi. Hắn hỗn độn chung là chí bảo, nhưng nuốt thần linh chi lực. Điểm này sớm tại lần trước cùng thiên thánh điện những cái đó thiên đạo thời điểm chiến đấu hắn liền phát hiện. Đã không kỳ quái. Đối với hắn tới nói, hỗn độn chung cường đại cũng coi như là chuyện tốt. Chẳng những là hỗn độn chung, hắn phát hiện nhưng phàm là thần tính 10 phần chí bảo kỳ thật đều hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ở giết địch trong quá trình cắn nuốt địch nhân lực lượng năng lực, 7 màu long lân cũng là giống nhau. Cái này làm cho hắn có ảo giác, hắn này hai kiện chí bảo, ngày sau có thể hay không đắc đạo sống lại. Có lẽ thật là có khả năng. Hiện tại trò chơi kết thúc, mấy trăm vạn gần ngàn vạn HO yêu đàn bao gồm yêu vương đều chết, hết thảy rèn luyện tất cả đều lưu tại cái này trận pháp trong vòng, cũng là thời điểm bắt đầu trích quả đào. Dương Nghị Vân cười hắc hắc, trong lòng vừa động thu hồi biển mây lĩnh vực. Tức khắc toàn bộ đại trận hoặc là nói yêu vương xào huyệt rõ ràng lên. Phía dưới ngọc là lướt đám người như cũ tại chỗ. Khi bọn hắn thấy được mây mù tan đi, Dương Nghị Vân thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung thời điểm tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng biết biển mây lĩnh vực là Dương Nghị Vân làm ra tới, chính là trung quy Dương Nghị Vân đối mặt mấy trăm vạn yêu vật càng có thiên đạo yêu vương, đương các nàng nhìn không tới thời điểm, lo lắng là khó tránh khỏi, lúc này rốt cuộc có thể yên tâm. Vân tử, tiên sinh, thần tôn, nhìn đến Dương Nghị Vân phi rơi xuống, mấy người đều kích động. Không có việc gì, không có việc gì, chiến đấu kết thúc. Ha ha, Dương mẫu nhân ở chính mình nữ nhân trước mặt có thể biểu hiện một phen vẫn là rất đắc ý, nói chuyện chi gian hắn đi vào ngọc lả lướt kết giới đi vào mấy người bên người. Bất quá hắn lời này lại là làm mọi người đều nghi hoặc. Bởi vì đại trận còn tồn tại, dựng lên bốn phương tám hướng bao phủ khắc văn càng thêm yêu dị huyết sắc. Thực hiển nhiên trận pháp còn có Trung Nguyên chủ tớ. Vừa rồi Trung Nguyên lão bộc U Thúc tiến vào thời điểm, có biển mây che đậy đại gia là nhìn không tới. Kia, Trung Nguyên đâu? Lục Tuyết Hy hỏi. Đúng rồi, trận pháp còn ở đâu tiên sinh, ta cảm giác cái này trận pháp mới là tà ác nhất. Lục Phú Thư nói. Mấy người đều nhìn về phía Dương Nghị Vân, cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắc hắc, đều đừng lo lắng, Trung Nguyên cái kia tiểu bạch kiểm đích xác ở bên ngoài, bất quá hắn lão bộc mới vừa rồi vào được, nhưng cũng đã bị ta chém giết, dư lại một cái tiểu bạch kiểm Trung Nguyên, căn bản không đáng để lo, đều không cần ta ra tay. Là có thể muốn hắn mặt trắng mệnh. Dương mẫu nhân ra vẻ thần bí nói. Có ý tứ gì? Ngọc là lướt nghi hoặc nói. Dương Nghị Vân xấu xa cười nói, hảo, bất hòa các ngươi đánh đố, chờ, cho các ngươi nhìn xem, ta một câu là có thể thu thập rất tiểu bạch kiểm. Dứt lời, Dương Nghị Vân ngẩng đầu đối với phía chân trời nói hô, lão đoạn còn không ra tay càng đãi khi nào. Lão đoạn, Ngọc là lướt sửng sốt nháy mắt phản ứng lại đây. Nàng ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một người. Đoạn thân mới vừa. Lần trước Dương Nghị Vân trở về, đi theo ở Dương Nghị Vân bên người Tam Đại Kim Cương, trước đế tôn ngồi xuống thiên thánh điện cường giả, thiên đạo quy tắc năm trọng tồn tại, nàng nghe được quá Dương Nghị Vân xưng hô đoạn thân mới vừa vì lão đoạn xưng hô. Lúc này Dương Nghị Vân bình tĩnh vô cùng nói, Trung Nguyên ở trận pháp ở ngoài, không đáng nhắc đến, hắn một câu là có thể giải quyết. Hiện tại xem ra, thật đúng là. Nếu là đoạn thân mới vừa tiến đến nói, hết thảy vạn sự đại cát.
Dương Nghị Vân kêu xong lời nói. Một thanh âm kinh sợ thực mau đáp lại dựng lên, chủ nhân sau đó, thỉnh cấp thuộc hạ 10 tức thời gian. Thanh âm này lạc bế sau, Dương Nghị Vân mới trả lời ngọc lả lướt, thật là ngươi biết đến lão đoạn đoạn thân mới vừa, ha ha, một cái tiểu bạch kiểm tử mà thôi, cũng tưởng tính kế ta, ta chẳng qua là muốn cho Tuyết Hy nhìn xem thần giới sinh linh hiện thực, bất luận cái gì thời điểm đều không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, hôm nay giờ khắc này các ngươi đều ghi nhớ. Lục Tuyết Hy cúi đầu nói, ta sai rồi. Không có việc gì, không có việc gì, bản thân cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, ở ngày hôm qua theo ta thông chi lão đoạn làm chuẩn bị ở sau, để ngừa có trá, hiện tại quả nhiên không nhìn lầm tiểu bạch kiểm, cho chúng ta thiết hạ như thế đại trận, bất quá cũng là chuyện tốt, hắn vất vả mưu hoa một hồi, cuối cùng này số lấy trăm vạn gần ngàn vạn bảy yêu luyện hóa mà thành nguyên thần thần châu, lại là ta cho ngươi lễ vật. Dương Nghị Vân an ủi Lục Tuyết Hy. Ong! Liền ở ngay lúc này, một tiếng nổ vang vang lên. Lại là đoạn thân vừa xuất hiện ở trận pháp trong vòng. Chủ nhân giải quyết, đây là ngài muốn đổ vật. Đoạn thân vừa xuất hiện, trình lên một khối ngọc giản. Dương Nghị Vân kết quả ngọc giản, nhìn lướt qua, thấy được trong đó nội dung, vừa lòng gật gật đầu nói, vất vả, còn đừng nói giả quỷ thần giới tu luyện công pháp đích xác cùng chúng ta chủ tu công pháp không giống nhau, chuyên môn nhằm vào nguyên thần học Tuyết Hy ngươi hảo thâm tìm hiểu, có thể hay không tu luyện ngươi hẳn là so với ta càng có lên tiếng quyền. Đoạn thân mới vừa cấp Dương Nghị Vân còn lại là từ Trung Nguyên trong óc siêu hồn được đến quỷ thần giới tu luyện công pháp, mà Trung Nguyên nội thất quỷ thần giới chủ tể nhi tử là quỷ thần giới thiếu chủ, hắn sở tu luyện công pháp tất nhiên là nhất thượng thừa nguyên thần tu luyện phương pháp. Là hắn cố ý công đạo đoạn thân mới vừa siêu hồn. Đối với đoạn thân mới vừa cái này thiên đạo quy tắc năm trọng đại kim cương tới nói, thu thập một cái thiên đạo một trọng Trung Nguyên, thật sự là không cần tốn nhiều sức. Hắn đã sớm ở ngày hôm qua thu được Dương Nghị Vân triệu hoán mà đến, âm thầm chờ đợi Dương Nghị Vân điểm mệnh lệnh. Chính là vì giờ phút này. Vừa rồi Dương Nghị Vân hạ lệnh động thủ, hắn mới đối với trận pháp ở ngoài Trung Nguyên động thủ, kỳ thật đã sớm tới, đối với Trung Nguyên nhất cử nhất động đều ở khống chế dưới, đã sớm ở Trung Nguyên bốn phía không được bí pháp. Cho nên mới cấp Dương Nghị Vân nói cho hắn 10 tức thời gian thu phục, trên thực tế từ ra tay nhất chiêu chế phục Trung Nguyên, đến đối Trung Nguyên siêu hồn. Lại đến tiến vào trận pháp chung, căn bản liền không có dùng tới 10 tức thời gian. Siêu hồn hoàn thành đem công pháp ký lục ở trong ngọc giản, lúc này mới mở ra trận pháp tiến vào, đương nhiên tiến vào cái này đại trận pháp quyết cũng ở Trung Nguyên trong óc, đoạn thân cương trực tiếp đọc lấy. Đến nỗi Trung Nguyên cái này tiểu bạch kiểm sao, tuy rằng Dương Nghị Vân chưa nói làm sao bây giờ, nhưng lão đoạn vẫn luôn tránh ở âm thầm quan sát đến, tựa hồ chủ nhân Dương Nghị Vân đối tiểu bạch kiểm cùng ngươi không hữu hảo. Phía trước Dương Nghị Vân cùng Trung Nguyên đối thoại, lão đoạn nghe được Trung Nguyên cư nhiên trước muốn đào chủ nhân góc tường, nhớ thương cái kia kêu Lục Tuyết Hy chủ mẫu, cho nên không chút do dự siêu hồn hoàn thành sau, đoạn thân cương trực tiếp đem Trung Nguyên cho nhân gian bốc hơi. Đến tận đây hết thảy nguy hiểm giải trừ. Cầm! Dương Nghị Vân đem ngọc giản đưa cho Lục Tuyết Hy. Lục Tuyết Hy biết Dương Nghị Vân tính cách, cũng không có ở đa số, chỉ là đôi mắt đỏ. Thu hồi ngọc giản. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đối đoạn thân mới vừa nói, mở ra trận pháp đi ra ngoài đi. Là, đoạn thân mới vừa vung tay lên một cánh cửa xuất hiện, mọi người đi ra trận pháp. Tới rồi trận pháp ở ngoài sau, Dương Nghị Vân đám người thấy rõ trận này toàn cảnh, so với ở bên trong xem càng thêm rõ ràng, ước chừng có mấy ngàn nói khắc văn, giờ phút này tất cả đều biến thành huyết sắc, trận pháp trong vòng huyết vụ tràn ngập, Dương Nghị Vân biết này đó đều là bị hắn giết chết HO yêu tinh huyết. Hiện tại tất cả đều ở trận pháp trong vòng. Lão đoạn được đến thao tác trận pháp tế luyện đi. Dương Nghị Vân nhìn về phía đoạn thân mới vừa hỏi. Đúng vậy chủ nhân, đoạn thân mới vừa gật đầu. Hảo, kế tiếp liền giao cho ngươi, cho ta tinh luyện ra nguyên thần thần châu, đây là ta muốn tặng cho Tuyết Hy lễ vật. Dương Nghị Vân đối đoạn thân mới vừa phân phó nói. Kế tiếp tinh luyện nguyên thần thần châu thể lực sống Dương Nghị Vân liền giao cho đoạn thân cương. Có cái này miễn phí lao động ở. Hắn mới sẽ không động thủ. Đang nói đoạn thân mới vừa đã từ Trung Nguyên trong óc siêu hồn khống chế thao tác đại trận cùng tế luyện bí pháp, hơn nữa hắn là thiên đạo quy tắc năm trọng tu vi, thi triển lên tự nhiên muốn so với chính mình nhẹ nhàng rất nhiều. Mà chính hắn lúc này lại yêu cầu nghỉ ngơi. Đừng nhìn không đại động can qua, chính là không đình không nghỉ giết gần ngàn vạn HO yêu, tiêu hao vẫn là rất lớn. Vì thế hắn mang theo mọi người trực tiếp đi ra ngoài, ở bên ngoài đả tọa tu dưỡng. Cũng coi như là cấp đoạn thân mới vừa hộ pháp chờ.
Này nhất đẳng, liền ước chừng đi qua 10 năm lâu. 10 năm Trung Dương Nghị Vân khôi phục pháp lực. Nhưng lại tựa như cũ không có chờ đến đoạn thân mới ra tới. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ, không nghĩ tới cuối cùng tinh luyện nguyên thần thần châu vẫn là tương đối phiền toái. Những người khác cũng đều ở đả tọa tu luyện, Lục Tuyết Hy còn lại là tìm hiểu giả từ Trung Nguyên trong óc được đến công pháp. Dương Nghị Vân cũng không có đi quấy rầy nàng. Mãi cho đến trăm năm thời gian, đoạn thân mới vừa rốt cuộc mang theo vẻ mặt mỏi mệt đi ra sơn động. Chủ nhân may mắn không làm nhục mệnh, luyện hóa ra nguyên thần châu, bất quá. Đoạn thân mới vừa lấy ra một cái bạch ngọc hộp đưa qua, nói một nửa. Dương Nghị Vân tâm tình không tồi, giống nhau tiếp nhận bạch ngọc hộp, một bên nói, có nói cái gì nói thẳng, đừng có rông dài, vất vả. Vì chủ nhân hiệu lực là thuộc hạ chức trách, thuộc hạ tưởng nói chính là, trận này thật sự huyền diệu, luyện hóa gần ngàn vạn yêu vật, đặc biệt trong đó còn có một đầu thiên đạo cảnh đại viên mãn yêu vương, này đó yêu vật thân cư thuần tịnh nguyên thần chi lực, hợp ở bên nhau uy lực thực sự không giống người thường. Luyện ra nguyên thần thần chủ, phi thiên đạo cấp bậc không thể dùng, Tuyết Hy chủ mẫu không thể dùng, nếu không ngược lại có hại, thuộc hạ cho rằng lại là thích hợp chủ nhân luyện hóa thì tốt hơn. Chủ nhân hiểu được cường đại đã hiểu được ra năm đại quy tắc, nếu là luyện hóa này nguyên thần thần chủ chắc chắn có thể làm chủ nhân tu vi lại tiến một mảng lớn. Đến nỗi vài vị chủ mẫu, đến lúc đó có thể dùng một ít HO yêu tàn lưu tinh huyết kết tinh, tuy không có nguyên thần thần châu như vậy cường đại, khá vậy chất chứa một ít tinh thuần nguyên thần chi lực. Ngược lại đến lúc đó thích hợp, thuộc hạ tiếp theo yêu vương xào huyệt nội rất nhiều thần dược chi bảo luyện chế hơn 1000 viên tinh huyết đan, thích hợp thiên thần cảnh giới trở lên pháp thần cảnh giới dưới giả dùng. Nói chuyện chi gian vung tay lên, một đống lớn đan dược bình hiện lên ở Dương Nghị Vân trước mặt. Dương Nghị Vân ở đoạn thân mới vừa nói chuyện hết sức, mở ra bạch ngọc hộp, tức khắc một cổ cường đại tinh thuần hồn lực nhộn nhạo mở ra. Một chút liền bừng tỉnh còn ở đà tọa Lục Tuyết Hy các nàng. Mà bên trong hộp chỉ là có một viên huyết sắc hạt châu, ánh sáng lưu chuyển, khắc văn hiện lên, rất là yêu dị. Chạm vào, Dương Nghị Vân khép lại cái nắp. Hắn biết đoạn thân mới vừa nói không sai, này viên nguyên thần thần châu chất chứa thần hồn chi lực, quá mức cường đại, đích xác không thích hợp Lục Tuyết Hy dùng. Vốn định cấp Lục Tuyết Hy một cái bồi thường, này khen ngược năng lượng quá cường đại, càng bổn không thích hợp. Cũng may nghe được đoạn thân mới vừa câu nói kế tiếp sau. Dương Nghị Vân liền thư thái. Lão đoạn làm không tồi a, có tiền đồ. Mà giờ phút này Lục Tuyết Hy cũng đi tới nói, này viên nguyên thần thần châu ngươi lưu lại đi, đích xác cho rằng hiện tại tu vi lây dính không được, có thể được quỷ thần đạo tu luyện công pháp, đã làm ta có minh xác phương hướng. Cũng chỉ có thể như vậy. Dương Nghị Vân cười cười nói, lão đoạn nói không sai, các ngươi cái này giai đoạn thích hợp dùng này đó tinh huyết đan dược, lão đoạn đem chi phân cho các nàng. Đoạn thân mới vừa làm không tồi, các phương diện đều suy xét. Nguyên thần thần châu Dương Nghị Vân thu hồi, cho Lục Tuyết Hy mấy cái tinh huyết đan đảo cũng quá các nàng sử dụng. Vân tử kế tiếp làm sao bây giờ? Giết quỷ thần giới thiếu chủ, có thể hay không? Lục Tuyết Hy vẫn là có chút lo lắng. Dương Nghị Vân cười cười nói, các người mấy cái đi theo lão đoạn hồi vân môn thần cảnh đi thôi, ta đi xem mấy cái hài tử, đến nỗi cổ quỷ thần giới việc đừng lo. Tứ đại ngoại đạo đều không thể dễ dàng đặt chân chủ tu thần giới. Lúc sau trừ bỏ Ngọc Lả Lướt, những người khác đều hồi vân môn thần cảnh. Lục Tuyết Hy mới vừa được quỷ thần nói công pháp yêu cầu tìm hiểu tu luyện, Lục Phú Thư đột phá sắp tới, Độc Cô Vô Tình tuy rằng tưởng đi theo Dương Nghị Vân, nhưng là thấy Lục Tuyết Hy tỉ muội đều trở về, nàng cũng liền không hề nhiều lời, đi theo cùng nhau trở về đi, Dương Nghị Vân tiện thể nhắn Triệu Nam bọn người tưởng niệm nàng. Đoạn thân mới vừa tự mình hộ tống các nàng trở về, Dương Nghị Vân chút nào không lo lắng. Nhìn theo mấy người rời đi, Dương Nghị Vân bên người dư lại Ngọc Lả Lướt một người. Vốn dĩ hắn muốn cho Ngọc Lả Lướt cũng trở về, nhưng Ngọc Lả Lướt kiên trì, cũng nói nàng bế quan hồi lâu, ra tới cũng là giải sầu, Dương Nghị Vân chỉ có thể làm nàng đi theo. Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Ngọc Lả Lướt hỏi. Chờ một lát ta nhìn xem. Dương Nghị Vân muốn gặp người kỳ thật vẫn là man nhiều. Mấy cái hài tử, mấy cái đồ đệ, đại sư huynh, nhị sư huynh còn có tiểu sư tỷ từ từ, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Cũng tương đối phân tán. Cũng may mấy cái hài tử chung trừ bỏ tu thần ma nói Dương Tinh Phó ở ngoài, những người khác đều ở bên nhau, hơn nữa vẫn là cùng giả đại đồ đệ ở bên nhau du lịch. Nhưng thật ra không có gì chuyện này. Đi, Vũng Bùn Sơn đi. Vũng Bùn Sơn. Ân, khoảng cách nơi đây xem như gần nhất. Ta nhị sư huynh ở nơi nào ngộ kiếm đạo, cũng là thời điểm đi xem hắn.
Vũng Bùn Sơn là thần giới một chỗ nổi danh ngọn núi. Tuyên cổ tồn tại Vũng Bùn Sơn, nghe tên thực thổ, nhưng lại là ở thần giới đại đại nổi danh. Bởi vì Vũng Bùn Sơn tồn tại trọng lực. Vũng Bùn núi cao có 9.000 mế, vừa lúc là mỗi cách 1.000 mét một cấp bậc trọng lực, vì thế hướng lên trên trọng lực càng chung. Đối với luyện kiếm nói chính là có thiên nhiên ưu thế, đương nhiên không chỉ có giới hạn trong kiếm đạo tu luyện, như tôi thể từ từ đều có thể. Tương truyền Vũng Bùn Sơn tối cao một tầng chưa từng có người đi lên quá, càng cao càng ngày càng nặng trọng lực đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, không ai có thể biết. Liên tính thiên đạo cảnh giới tu vi cũng chỉ là bước lên Vũng Bùn Sơn 8.000 mễ chỗ, cũng không có bước lên cuối cùng liền cây số độ cao. Dương Nghị Vân phía trước được đến tin tức nhị sư huynh sao trời tử liền ở Vũng Bùn Sơn. Đối với sư huynh sư tỷ ba người Dương Nghị Vân không ai thủ hạ cố tình đi bảo hộ, bọn họ tu vi cường đại hơn một ít, chỉ cần biết rằng hành tung liền có thể. Lại nói lấy hắn đối đại sư huynh nhị sư huynh cùng tiểu sư tỷ hiểu biết, ba người cũng là cực kỳ phản cảm bị người giám thị bảo hộ. Tìm được rồi bọn họ ba cái hành tung sau, Dương Nghị Vân khiến cho thủ hạ rút về. Sở dĩ đi trước xem nhị sư huynh sao trời tử là bởi vì khoảng cách tương đối so gần, còn có chính là Dương Nghị Vân đối đại danh đỉnh đỉnh Vũng Bùn Sơn cũng có nghe thấy, hắn cũng muốn đi lên một chuyến. Có trọng lực thần sơn, đối hắn rèn luyện tu luyện có trợ giúp. Những năm gần đây ở rèn luyện tu luyện thượng chậm trễ, lần này vừa lúc đi xem, nếu là có thể hắn cũng sẽ tu luyện rèn luyện. Ba ngày lúc sau, hắn cùng Ngọc Lả Lướt xuất hiện ở Vũng Bùn dưới chân núi. Vũng Bùn Sơn giống như là một tòa tọa lạc ở hoang dã dãy núi Cọc Tiêu, cùng chi cảnh vật chung quanh không hợp nhau, là một tòa cao nhập vân tiêu, nhưng lại không có một ngọn cỏ núi lớn. Có thể nhìn đến có một cái nói xoay quanh mà thượng, nối thẳng phía chân trời hoặc là nói đỉnh núi. Bước lên Vũng Bùn Sơn tu luyện giả, thoạt nhìn top 5 top 3, nhưng đều rất chậm, hoặc đi hoặc đỉnh đều có. Dương Nghị Vân nhìn xem Ngọc Lả Lướt nói, nếu không ngươi ở dưới chân núi chờ ta. Ngọc Lả Lướt mở miệng nói, ta cũng đi xem đi, ta không tu thần thể, nhưng không ảnh hưởng ta rèn luyện, trước kia đã tới một lần, khi đó tu vi nhược, chỉ bước lên 5.000 mễ trình tự, hiện tại không biết có thể hay không bước lên 7.000 mễ đi. Không phải nói thiên đạo cảnh giới nhưng trèo lên 8.000 mễ sao? Dương Nghị Vân nghe Ngọc Lả Lướt nói 7.000 mễ thời điểm, liền có chút kỳ quái, dựa theo nàng hiện tại thiên đạo cảnh giới tu vi cư nhiên mới nói 7.000 mễ. Không giống nhau. Vũng Bùn Sơn trọng lực không giống tầm thường, tuyên cổ có chi, tương đối cảnh giới độ cao, đó là nhằm vào phi thường xa xăm thần giới thần linh mà thôi. Hiện tại thần linh tới nói, thiên đạo cảnh giới 7.000 mễ có thể bước lên đi cũng đã không tồi. Ngọc Lả Lướt nói, nhưng thật ra có chút chờ mong, đi, chúng ta cũng đi lên nhìn xem. Dương Nghị Vân dứt lời dẫn đầu mà đi. Ngọc Lả Lướt theo sát sau đó. Quả nhiên đạp sơn Vũng Bùn Sơn phạm vi đại đạo lúc sau. Tức khắc liền có một cổ trọng lực xuất hiện. Thực thần kỳ, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại có thể cảm giác đến trọng lực xuất hiện ở trên người, từ bốn phương tám hướng mà đến. Giống như là nhảy vào trong nước giống nhau. Trên người tựa hồ tức khắc có vạn quân chi trọng lực. Bất quá đối với Dương Nghị Vân tới nói, này không đáng để lo. Nhưng hắn cũng biết, này tòa Vũng Bùn Sơn quả nhiên là không giống bình thường. Lúc này mới gần là bước vào Vũng Bùn Sơn phạm vi mà thôi, mỗi thượng một bước tương ứng trọng lực liền sẽ gia tăng. Ngọc Lả Lướt đi theo phía sau nói, mới đầu không cần bất luận cái gì pháp lực ngăn cản, đơn thuần chỉ dựa thân thể lực lượng có thể thừa nhận chủ Vũng Bùn Sơn trọng lực, do đó đột phá cực hạn nói, sẽ có thu hoạch, tới rồi cuối cùng cho dù là dùng pháp lực ngăn cản, cũng khó có thể thừa nhận, đồng dạng nếu có thể chống được cực hạn, liền có thể đột phá tu vi. Này tòa Vũng Bùn Sơn có thân thể cùng pháp lực cực hạn áp lực, rất là thần kỳ, thật lâu trước kia ta chính là ở 5.000 mễ thời điểm đột phá cực hạn, mới thành tựu pháp thần chi cảnh. Kia nhưng thật ra thật lâu Dương Nghị Vân gật gật đầu, lại là ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, hắn nhưng thật ra chờ mong nhị sư huynh sao trời tử ở chỗ này biểu hiện, phía trước chờ đợi tin tức, nhị sư huynh đã bước lên 3.000 nhiều mễ, ở đánh sâu vào 4.000 mễ độ cao, nhưng cũng mau tới rồi cực hạn. Dương Nghị Vân hiểu biết đến tin tức là, nhị sư huynh sao trời tử mấy vạn năm qua tiến bộ có thể nói thần tốc, hắn chuyên tâm kiếm đạo, vô mặt khác tạp niệm, tu luyện cảnh giới tiến triển cực nhanh, đã sớm thành tựu thần vương cảnh giới. Đương nhiên đại sư huynh Vân Trường Sinh cùng tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà cũng không sai biệt nhiều, đều là thiên tài hạng người. Xem như phi thăng đi lên vân môn mọi người đứng đầu một nắm người, cấp có tôn nghiêm vẫn là muốn để lại cho bọn họ.
cho nên Dương Nghị Vân phái ra đi người, chỉ là tìm được rồi bọn họ lúc sau, tất cả đều rút về Vân Môn thần cảnh. Đối với nhị sư huynh sao trời tử hắn vẫn là có tin tưởng, kiếm đạo thiên phú hơn người, có lẽ ở chỗ này có thể đột phá thần vương cảnh cũng không phải không có khả năng. Đến nỗi hắn, kỳ thật cũng là tưởng tự thể nghiệm một chút trong truyền thuyết thần giới U Minh Vũng Bùn Sơn. Dương Mỗ Nhân đối với nội tâm cũng là khát vọng ra vừa ra nổi bật. Này Vũng Bùn Sơn đối với hắn tới nói, tự nhiên là có khiêu chiến, tầng cao nhất không người đi lên quá, hắn không tương tà, hoặc là nói tất nhiên có lợi hại cường giả đi lên quá tầng cao nhất, chỉ là không có người biết mà thôi. Hắn tưởng rèn luyện một chút chính mình thần thể, càng hướng khiêu chiến tối cao phong. Cùng Ngọc Lả Lướt hai người bước lên Vũng Bùn Sơn rộng lớn đại đạo, lại là cũng thấy được ngẫu nhiên sẽ dùng top 5 top 3 thần linh tồn tại, mỗi người hoặc mau hoặc chậm đều sớm hướng về phía trước trèo lên. Cũng có cảm giác khoanh chân mà ngồi tiến vào sửa chữa trạng thái. Cũng không biết có tác dụng hay không, dù sao Dương Nghị Vân xem ra ở chỗ này đơn giản là đột phá tự thân cực hạn, nếu là ở cực hạn chung tu luyện có lẽ còn sẽ có điểm dùng, mặt khác thật đúng là không ra sao. Khởi bước nơi đối hắn bọn họ hai người tới nói, căn bản là không có bất luận cái gì trở ngại ý nghĩa, một hơi hóa thành phong đi vào 3.000 mễ nơi, pháp lực đều không có sử dụng. Đơn thuần thân thể chi lực cũng đủ Dương Nghị Vân cùng Ngọc Lả Lướt một hơi bước lên 3.000 mễ độ cao. Đương nhiên tới rồi nơi này lúc sau tương đối người liền ít đi. Hơn nữa xem tu vi Dương Nghị Vân phát hiện đều thần vương trình tự, thần vương dưới tu vi, đều ở 3.000 mễ độ cao dưới. Ước chừng 100 mét chi khoan đại đạo thượng, có 1.000 mét là cái tương đối bình thản nơi, cũng là rất nhiều tu luyện giả ý đồ đột phá nơi, Dương Nghị Vân đắc đạo tin tức, nhị sư huynh sao trời tử liền ở 3.000 mễ nơi. Bất quá hắn cư nhiên không thấy được. Hắn hiện tại thị lực, mấy ngàn mét trong vòng hết thảy đều có thể nhìn đến, nhưng không có nhìn đến nhị sư huynh sao trời tử thân ảnh. Có lẽ hắn đi địa phương khác tu luyện đi, Vũng Bùn Sơn to lớn người cũng thấy rồi, chỉ cần này một cái lộ đều như thế rộng lớn, có rất nhiều thần linh kỳ thật sẽ lựa chọn đi địa phương khác, thoát ly chủ đại đạo, nghĩ đến ngươi nhị sư huynh là như thế đi. Ngọc Lả Lướt mở miệng nói. Dương Nghị Vân gật đầu nói, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Vũng Bùn Sơn tuy rằng không có một ngọn cỏ, nhưng thạch lâm là có, mới vừa phía trước cũng lưu ý một chút, đích xác có chút thạch lâm chung tồn tại một ít thần linh ở tu luyện, đi thôi, ta tin tưởng nhị sư huynh sẽ không chẳng sợ nhược, nói không chừng hắn đã đăng đỉnh tầng thứ tư thứ cũng rất có khả năng. Hai người tiếp tục mà thượng, Dương Nghị Vân phát hiện tới rồi 3.000 mễ chỗ sau, trọng lực đã đạt tới mới đầu 30 lần có thừa, cái này giai đoạn Vũng Bùn Sơn. Trời sinh cảnh tu vi nếu là bước lên 3.000 mễ trực tiếp bị sẽ trọng lực cấp áp nổ mạnh. Thật sự thập phần khủng bố. Đương nhiên với hắn mà nói không sao cả. Tiếp tục mà thượng đăng đỉnh 4.000 mễ sau, Dương Nghị Vân rốt cuộc thấy được hình bóng quen thuộc, nhị sư huynh sao trời tử. Nghĩ tới nhị sư huynh sẽ đăng đỉnh Vũng Bùn Sơn đệ tứ giai đoạn, không nghĩ tới nhanh như vậy, khoảng cách hắn năm đó được đến nhị sư huynh ở Vũng Bùn Sơn tin tức, cũng chính là 100 năm mà thôi. 100 năm thời gian hắn liền lên núi đệ tứ giai đoạn, này chỉ có thể thuyết minh hắn đột phá tu vi từ thần vương cảnh giới bước vào thần đế chi cảnh. Đối này Dương Nghị Vân chút nào không ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ nhà mình vị này nhị sư huynh ở kiếm đạo thiên phú là cỡ nào kinh người, hắn hoàn toàn là ngạnh sinh sinh ở đi con đường của mình. Không có dựa vào người khác. Sao trời kiếm đạo chính là chính hắn sáng tạo mà ra, hiện tại đến thần giới, có lẽ cũng chỉ là tiến thêm một bước mài giũa hoàn thiện. Lúc này nhìn đến nhị sư huynh lại là phát hiện hắn cầm trong tay cổ kiếm, toàn thân kiếm khí vần quanh, ngăn cản Vũng Bùn Sơn trọng lực, một bước một dấu chân tiếp tục về phía trước mà đi. Nhìn dáng vẻ hắn là muốn bước lên thứ 5 giai đoạn đi. Hắn chính là người nhị sư huynh sao trời tử sao? Ngọc Lả Lướt theo Dương Nghị Vân ánh mắt hỏi, đối nàng tới nói có rất nhiều vân môn phi thăng mà đến người hắn là không quen biết, gần nhất là hai bên tu vi thế lực chênh lệch. Thứ hai là Ngọc Lả Lướt từ Vĩnh Hằng thần giới trở về cũng lựa chọn bế quan. Đúng vậy, hắn chính là ta nhị sư huynh. Dương Nghị Vân không có đi quấy rầy nhị sư huynh, bởi vì hắn nhìn đến sao trời tử mỗi đi một bước gian nan, toàn dựa hắn ý chí lực ở cất bước đi bước một, cũng không thích hợp quấy rầy. Kiếm khí hóa thật, hắn kiếm đạo đích xác rất cường đại, nếu là có thể kiên trì đi xuống, bước lên thứ 5 giai đoạn, sợ là chỉ cần kiếm đạo đều sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới trình tự. Ngọc Lả Lướt mở miệng nói. Không dễ dàng Dương Nghị Vân ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại là ở tỏa ánh sáng, hắn là hiểu biết nhị sư huynh sao trời kiếm đạo, hơn nữa bằng hắn tu vi cùng tầm mắt, giờ phút này đã cảm nhận được,
trên 9 tầng trời có một tia lực lượng hội tụ mà đến, một chút như tinh quang giống nhau tiến vào nhị sư huynh trong cơ thể. Dương Nghị Vân biết nhị sư huynh đây là ở hoàn thiện hắn sao trời kiếm đạo, chỉ cần lần này hoàn thành lúc này đây thoát biến, không chỉ có là hắn tu vi sẽ đại tiến bộ, kiếm đạo càng là sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, thực sự quá khó được. Đương nhiên trọng điểm là Dương Nghị Vân nhìn đến sao trời tử ở kiên trì, hắn mỗi bước ra một bước đều đem nhiều một phần trọng lực trong người, đây là ở đột phá tự thân cực hạn, tinh thần thượng ý chí, thân thể cường độ, trong cơ thể pháp lực, hóa hình kiếm khí, đều là cực hạn áp lực. Có thể đột phá cực hạn tất có thu hoạch. Là lướt ngươi trước đi lên chờ ta, ta ở bên này nhìn xem, Dương Nghị Vân mở miệng nói. Ngọc là lướt sửng sốt, nhưng ngay sau đó phản ánh lại đây nói, hành, ta ở tầng thứ 7 chờ ngươi. Nàng trước đây mà đến, cũng muốn thử xem chính mình có thể hay không đột phá cực hạn, do đó có điều thu hoạch, Dương Nghị Vân lúc này lưu lại, hiển nhiên là vì sao trời tử, điểm này Ngọc là lướt nhưng thật ra lý giải. Nàng cũng thấy được sao trời tử đã ở vào một cái phi thường thì tốt hơn trạng thái, thành tác vì long, chống đỡ đột phá cực hạn chính là tiền đồ vô lượng. Đây là trạng thái hạ, cũng nhất sợ bị người quấy rầy. Dương Nghị Vân lưu lại hiển nhiên là tưởng cấp nhị sư huynh làm hộ pháp. Mà Ngọc Lả Lướt cũng biết Vũng Bùn Sơn nhưng không có gì quy củ tồn tại, ở chỗ này giết người đoạt bảo giả có khối người. Sao trời tử bực này hiển nhiên nhìn qua tu luyện tiến vào nào đó trạng thái người, là phi thường nguy hiểm, chưa chừng đã bị người đánh lén. Tương đương là lướt rời đi, Dương Nghị Vân đem chính mình hơi thở ẩn nấp tới rồi cực hạn, đến gần rồi sao trời tử 100 mét trong phạm vi, nghe lén tứ phương, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ trước tiên ra tay. Mặc kệ nhị sư huynh có thể hay không đột phá, hắn đều phải cho hắn hộ pháp, đây cũng là làm sư đệ tới đền bù thượng một lần xin lỗi, lần trước lúc sau, chính hắn cũng không biết trên người hắn hơi thở. Làm sư huynh đệ chi gian có một cái hồng câu, hôm nay hắn muốn đem này hồng câu cấp điền thượng. Tuy rằng tới rồi người ở đây đã không nhiều lắm, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, Dương Nghị Vân vẫn là đi theo sao trời tử phía sau cho hắn âm thầm hộ pháp, trong lòng tương đối an ổn. Đương nhiên nơi này trọng lực cùng tu vi cảnh giới tuy rằng không móc nối, nhưng lại là cũng từ mặt bên nói mặt thật là có thể thấy được ngươi thực lực tới. Tới rồi tầng thứ tư thứ sau, tu vi ít nhất đều là thần vương cấp bậc thần linh. Tuy rằng nhìn thiếu, nhưng lại ở dài dòng đại đạo thượng rộn ràng nhốn nháo vẫn là có thể nhìn đến. Dương Nghị Vân muốn bảo đảm ở nhị sư huynh 100 mét trong vòng không ai quấy rầy. Hắn không nhanh không chậm càng ở sao trời tử phía sau, giờ phút này hắn lại cũng cảm nhận được thật lớn trọng lực áp thân, đương nhiên hắn như cũ không có sử dụng pháp lực, mà là vận chuyển càn khôn tôi thể quyết, bắt đầu rèn luyện, bực này thiên nhiên trọng lực dưới, đối với thể tu tới nói quả thực là tuyệt hảo nơi. Có được bẩm sinh tự nhiên điều kiện, Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua, đương hắn là chiếu cố, trọng điểm đang xem ở sao trời tử tình huống. Có cái gì lo lắng cái gì cố tình liền tới cái gì. Sao trời tử là đi bước một thong thả đi trước, ở hắn phía trước, tự nhiên không thiếu được một ít thần linh tồn tại, đi ngang qua một người lão giả thời điểm, tên này lão giả đột nhiên liền đối sao trời tử tập kích. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không cho hắn quấy rầy sao trời tử cơ hội, phất tay chi gian. Trực tiếp chính là 7 màu long lân tế ra, tia chớp xẹt qua, muốn tập kích sao trời tử lão giả tức khắc kêu thảm thiết cũng chưa phát ra một tiếng, liền hóa thành hôi phi yên diệt. Một giới thần vương mà thôi, Dương Nghị Vân phất tay chi gian chuyện này. Hắn vì không cho sao trời tử đã chịu ảnh hưởng, vừa ra tay chính là mất đi sát chiêu, căn bản là sẽ không lưu lại đường sống, không có bất luận cái gì từ bi chi tâm. Ở hắn xem ra lão giả đối nhị sư huynh ra tay, bản thân chính là tà ác. Sát chi không ngại vô nhân quả. Hơn nữa lúc này nhị sư huynh trạng thái là ở vào nào đó tu luyện trạng thái, có thể nói mơ màng hồ đồ, đối ngoại giới có lẽ cũng không biết sao lại thế này, liền tính hắn biết, cũng có thể làm ra phản kích, nhưng cũng chung quy sẽ bị người đánh gãy loại này hiểu được trạng thái. Dương Nghị Vân là không nghĩ thấy như vậy một màn, tiêu không một tiếng động cấp nhị sư huynh giải quyết rất phiền toái, là hắn giờ phút này nên làm. Đại đạo chi nhất chút thần linh thấy được một màn này, đều không có phát ra thanh tới, một ít thông minh hạng người, đã hiểu được, cầm trong tay cổ kiếm tu đạo mà đi người có đại cao thủ hộ pháp, không thể trêu vào. Vẫn là đều rời xa một ít hảo, không thấy được nhân gia tùy tay diệt thần vương một màn sao. Vì thế Vũng Bùn Sơn đại đạo thượng xuất hiện kỳ quái một màn, theo sao trời tử về phía trước mà đi, nhưng phàm là hắn nơi đi qua, một ít thần linh từng người thật xa đều né tránh, vượt qua 100 mét ở ngoài mà đi. Có chút không tin tà còn lại là ý đồ tới gần, nhưng không hề về sau,
chỉ cần tiến vào sao trời tử vì trung tâm 100 mét, vậy trực tiếp hóa thành cho tẫn. Không có người còn dám đi lấy thân thử nghiệm. Thời gian ở bất chi bất giác sói mòn, đảo mắt 10 năm qua đi. Sao trời tử rốt cuộc muốn bước vào 5.000 mễ độ cao, cái này độ cao ở Vũng Bùn Sơn tới nói chính là một cái trọng lực đường ranh giới, bước qua đi đột phá cực hạn. Một đường hộ tống 10 năm, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được nhị sư huynh quanh thân kiếm khí đã đạt tới một cái cực hạn, như núi như nước, phi thường cuồn cuộn. Đúng sự thật có thể đột phá cực hạn, tất nhiên sẽ tiến vào một cái hoàn toàn mới kiếm đạo thế giới, đối này Dương Nghị Vân thực chờ mong. Hắn 10 năm tới, hắn hộ pháp chém giết 13 người, hầu hạ lại không có bất luận cái gì người tới gần sao trời tử 100 mét. Nhị sư huynh A, cuối cùng một bước người muốn bán ra đi A. Dương Nghị Vân ngừng lại, nhìn nhị sư huynh ở đần độn trạng thái hạ, mãi hướng về phía 5.000 mễ độ cao ngạch cửa, này không phải một bước lên núi, đây là một bước lên trời, cũng là một bước tu hành. Chỉ thấy sao trời tử chân trái nâng lên đạp đi xuống. Nhưng mà chính là không có kiên định, hắn chân huyền phù ở giữa không trung. Dương Nghị Vân đều không tự giác siết chặt nắm tay, vì sao trời tử lo lắng. Hắn tu đạo đến nay, đối đạo lý lớn giải tự nhiên càng sâu, trong lòng biết nếu là nhị sư huynh này một bước nếu là đạp không đi xuống, mãi không ra đi, kia. Hắn tu đạo chi lộ, sợ là muốn dừng bước tại đây. Tương phản như thế này một bước bước qua đi, tất nhiên sẽ là một cái cực kỳ lợi hại thần kiếm nói đại gia ra đời. Ông! Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được, sao trời tử bốn phía không khí đều nổi lên nổ vang, thực hiển nhiên là ở làm cuối cùng đấu tranh đi. Ta tin tưởng ngươi, nhị sư huynh. Dương Nghị Vân tự nói. Hắn không dám lại đi xem, nhắm lại hai mắt. Oanh! Ông! Kết thúc sao? Dương Nghị Vân nghe được nổ vang, ngay sau đó liền cảm nhận được toàn bộ thiên địa đều vì này chấn động, phía trước kia nồng hậu kiếm khí biến mất vô tung vô ảnh. Này, thất bại không thành, hắn tự nói trong lòng vì nhị sư huynh đáng tiếc. Tiểu sư đệ, đúng lúc này 100 mét ở ngoài sao trời tử ra tiếng. Dương Nghị Vân nghe thanh âm, đôi mắt lại là sáng ngời, hắn thấy được 20 huynh bước qua kia một bước. Nhìn về phía chính mình thời điểm, hai tròng mắt thanh minh khẩn. Xoát! Hắn một bước bước qua đi, xuất hiện nhị sư huynh trước người. Nhị sư huynh chính là mãi bất quá kia đạo khảm, Dương Nghị Vân hỏi đáp nói. Ít nhiều sư đệ ngươi hộ pháp, may mắn bước qua đi. Sao trời tử trả lời. Hai người nói chuyện vẫn là có điểm điểm xa lạ, không có trước kia như vậy thân thiết. Sư huynh chính là còn quái sư đệ đâu. Lần trước từ Vĩnh Hằng thần giới ra tới là tu luyện hơi thở cảnh giới vấn đề, ta chưa từng có xa cách quá lớn ra. Dương Nghị Vân vội vàng giải thích lên. Sao trời tử rốt cuộc cười chụp Dương Nghị Vân bả vai nói, tiểu tử thúi, nói cái gì đâu, lần trước chỉ là sư phụ đều đối chúng ta nói, chúng ta cũng đều biết, chỉ là ngươi hiện giờ trên người trách nhiệm trọng đại, ta cái này làm sư huynh tự nhiên không thể kéo chân sau, chỉ tiếc không thể giúp ngươi cái gì, có chút băn khoăn. Có sư huynh những lời này liền cũng đủ, các ngươi không trách mới là. Dương Nghị Vân cũng cười, hắn cảm giác được trước kia cái kia nhị sư huynh lại về rồi. Có lẽ là chính mình xuất hiện, lại hoặc là hắn giờ phút này tu luyện thành công, lòng có việc làm ngộ đi. Tiểu tử thúi nhiều lo lắng, chúng ta xa cách là cảm giác không thể giúp ngươi, chuyện này thật là chúng ta tưởng sai rồi, lần trước sư phụ đều nói qua, bất quá hiện giờ đi, ha ha, tương lai ngươi cùng 33 thiên điện đại chiến, ta cũng nghĩ giúp ngươi nhất bang. Sao trời tử mang theo tự tin nói chuyện? Nói như thế tới, nhị sư huynh là kiếm đạo thành công. Dương Nghị Vân lúc này đã sớm đã nhìn ra, chỉ là không rõ ràng lắm nhị sư huynh kiếm đạo đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, hoặc là nói bất đồng chỗ. Dù sao giờ phút này hắn nhìn hết thảy nội liếm, nhưng hai tròng mắt lại là sáng ngời như đầy sao. Chỉ nghe nhị sư huynh nói, sao trời kiếm đạo rốt cuộc tiến giai, từ đây lúc sau có lẽ gọi là sao trời thần kiếm nói càng vì thích hợp, đương nhiên còn cần mài giũa, từ nay về sau ta liền lưu tại Vũng Bùn Sơn tu kiếm đạo, bước vào chắc chắn đăng đỉnh. Cũng đó là ta rời núi là lúc, thần kiếm nói đại thành ngày. Nhị sư huynh ngươi còn muốn lưu tại Vũng Bùn Sơn, Dương Nghị Vân kinh ngạc, không phải đã đột phá sao, như thế nào còn muốn lưu lại, nhưng những lời này hỏi ra tới, lại cũng hiểu được, nhị sư huynh là đều có so đo. Tiểu sư để các ngươi chi gian không có ngăn cách, không cần chú ý cái gì, mặc kệ ngươi là thần tôn cũng hảo, hoặc là tương lai vẫn là cái gì cũng thế, người vĩnh viễn là sao trời từ tiểu sư đệ. Sư huynh biết người thứ tới chi ý, ta nơi này đã hảo, kế tiếp ngươi đi làm ngươi nên làm việc,
ta muốn lưu tại Vũng Bùn Sơn dốc lòng ngộ thần kiếm chi đạo, có lẽ tương lai có một ngày ngươi yêu cầu ta thời điểm, đó là ta xuống núi là lúc, bất quá tạm thời tới nói, không đăng đỉnh Vũng Bùn Sơn đỉnh, ta thề không xuống núi. Lúc này Sao Trời Tử vô cùng dũng cảm. Dương Nghị Vân lại là nhịn không được nói, nhị sư huynh a, không phải ta cho ngươi bát nước lạnh, nơi này nhưng không đơn giản là ngươi một người, như thế tu kiếm đạo, thật không thành vấn đề. Sao Trời Tử ha ha cười, vậy cho ngươi xem ngươi sư huynh ta hiện tại tu vi cùng tiến hóa kiếm đạo, miễn cho tiểu tử ngươi lo lắng, còn không yên tâm ta, khi nào làm sư huynh muốn sư đệ nhọc lòng. Dứt lời Sao Trời Tử cả người chấn động, lại là trong cơ thể nổ vang tưởng tượng, thần lực phát ra mà ra. Dương Nghị Vân ánh mắt sáng lên nói, thần đế hậu kỳ. Hắn đây là không nghĩ tới bắt đầu nhìn thấy vị này nhị sư huynh thời điểm là thần vương mà thôi, này chỉ chớp mắt công phu liền thần đế hậu kỳ. Khó có thể tin, nhưng lại sự thật bãi ở trước mắt, đích đích xác xác nhị sư huynh Sao Trời Tử hiện tại là thần đế hậu kỳ tu vi cảnh giới. Hắc hắc, người thiết cảm thụ một chút ta đột phá cực hạn sau kiếm đạo như thế nào. Sao Trời Tử không có ở tu vi cảnh giới thượng có một tia kiêu ngạo, ngược lại là đối Dương Nghị Vân nói cảm thụ một chút hắn kiếm khí thời điểm tràn ngập tự hào cảm. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, cứ việc tới, ta cảm thụ một chút. Sao Trời Tử cũng không khách khí, hắn biết vị này tiểu sư đệ hiện tại ít nhất là thiên đạo cảnh cấp bậc tồn tại, trực tiếp đối với Dương Nghị Vân chính là nhấc tay thành kiếm, cả người tại đây một khắc phảng phất đều hóa thành một thanh lợi kiếm. Hơn nữa là thẳng xuyên phía chân trời cái loại này. Ở Dương Nghị Vân trong mắt Sao Trời Tử căn bản là không có sử dụng pháp kiếm, chính là trở thành vừa đứng, nhấc tay thành kiếm sau, cả người khí chất khí chàng tức khắc đại biến. Giống như là một thanh tuyên cổ thương kiếm ra khỏi vỏ, xỏ xuyên qua phía chân trời, tựa hồ nhị sư huynh trong nháy mắt hóa thân thành lợi kiếm, đạt tới nhân kiếm hợp nhất, hoặc là nói người cũng là kiếm, kiếm cũng là người cảnh giới. Giây tiếp theo kiếm khí bao phủ ở trên người hắn, Dương Nghị Vân một chút liền cảm nhận được. Tựa hồ đang ở một cái vô cùng chói mắt thả mũi nhọn đến không thể lây dính thế giới. Này đã là kiếm thần lĩnh vực, trọng điểm là hắn phát hiện nhị sư huynh kiếm khí chỉ có thể mũi nhọn trước nay chưa từng có, phi thường độc đáo, trước nay liền không có kiến thức quá này trở kiếm khí. Nhìn ra thực lực sợ là đã đủ để cùng pháp thần một trận chiến. Trong lòng thực chấn động. Thế nào tiểu sư đệ, nhị sư huynh bực này kiếm khí còn hành đi. Giây tiếp theo Sao Trời Tử cười hì hì nói chuyện. Mênh mông cuồn cuộn kiếm khí biến mất sạch sẽ. Hắn như cũ là hắn, như một cái tầm thường người, đứng ở tại chỗ, ở thứ năm giai đoạn trọng lực dưới, giờ phút này Sao Trời Tử không có sử dụng pháp lực ngăn cản, nhàn nhạt dựa thân thể liền chống được thật lớn áp lực. Dương Nghị Vân nghe nhị sư huynh nói chuyện, tự đáy lòng cảm khái nói, bước vào thần giới thần kiếm chi đạo, tất có nhị sư huynh một cái tông sư danh ngạch. Như vậy cao đánh giá, Sao Trời Tử cũng là sửng sốt. Hắn biết nhà mình cái này tiểu sư đệ hiện tại chính là ghê gớm nhân vật, hắn nói thật là có mức độ đáng tin, trong lòng cũng là cao hứng. Tự nhiên, nhị sư huynh kiếm khí đã tự thành nhất phái, đương có tông sư căn cơ, ta đều hâm mộ. Dương Nghị Vân lời này kỳ thật không phải lời nói dối. Hắn cũng tu quá kiếm đạo, nhưng hắn rõ ràng chính mình kiếm đạo vĩnh viễn đều không thể có nhị sư huynh như vậy thuần túy, bởi vì hắn tu luyện phức tạp, không đạt được chuyên tâm kiếm đạo yêu cầu. Hoặc là nói không có kiếm đạo kiếm tâm, mà nhị sư huynh Sao Trời Tử còn lại là trời sinh kiếm đạo phôi. Chuyên tâm tu kiếm đạo, hơn nữa hắn có đại nghị lực, tương lai đều có một phen tạo hóa, đến nỗi có thể đi bao xa, hắn cũng không biết. Trên thực tế, đại sư huynh Vân Trường Sinh cùng tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà, nhưng đều là thiên phú dị bẩm tồn tại, các có thiên phú sở trường đặc biệt, hiện giờ nhìn đến nhị sư huynh kiếm đạo thành công. Dương Nghị Vân lại là chờ mong trông thấy đại sư huynh Vân Trường Sinh cùng tiểu sư tỷ Cơ Tím Hà. Hai người lưu quá trong chốc lát sau, Dương Nghị Vân chuẩn bị rời đi, hắn mục tiêu cũng là bước lên Vũng Bùn Sơn đỉnh, nếu hiện tại nhị sư huynh thành công bán ra một bước, cũng gặp qua hắn, trong lòng ngăn cách tiêu tán, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhị sư huynh nói hắn sẽ vẫn luôn lưu tại Vũng Bùn Sơn tu kiếm đạo, một đường mà đi thẳng đến đăng đỉnh, chí hướng rộng lớn, kiếm tâm như bàn thạch. Hắn không thành công ai thành công. Đương nhiên kế tiếp càng là hướng về phía trước trèo lên càng là gian nan, cũng không biết nhị sư huynh yêu cầu nhiều ít năm mới có thể đăng đỉnh thành công, 1000 năm, 1000 năm vẫn là càng nhiều thời gian liền xem hắn cá nhân ý chí. Hiện giờ nhị sư huynh tự bảo vệ mình chi lực là có, vốn dĩ Dương Nghị Vân đưa ra từ vân môn thần cảnh điều khiển một người cao thủ tới hỗ trợ hộ pháp, nhưng bị Sao Trời Tử nghiêm khắc cự tuyệt. Dùng hắn nói,
Tu đạo chi trên đường mỗi một kiếp khó đều là tu hành, đều thành giữa sân, không có bất luận cái gì cường giả là dựa vào bảo hộ trưởng thành lên, mặc dù dựa vào bảo hộ tránh thoát kiếp nạn, xem về sau gặp phải khó khăn liền sẽ muốn mệnh. Vân tử A, ta biết ngươi khả năng phái ra rất nhiều cao thủ bảo hộ vân môn phi thăng đệ tử, nhưng là ta tưởng nói, ngươi khả năng sẽ hại bọn họ, nhà ấm đóa hoa, chịu không nổi bất luận cái gì gió táp mưa sa, thần giới tương lai gian nan như thế nào, ngươi sợ là so bất luận kẻ nào đều biết, muốn ta nói đem phái ra đi người đều rút về đến đây đi, ra cửa rèn luyện gì có tạo hóa lợi hại, nếu thực sự có tránh không khỏi kiếp nạn, kia chỉ có thể nói tính chính bọn họ xui xẻo. Này một phen lời nói, Dương Nghị Vân lâm vào trầm tư, hắn lại làm sao không biết đâu. Nhưng là vẫn luôn đều nhẫn không dưới tâm tới. Nhưng nhị sư huynh hôm nay lời này, hắn tán thành. Thụ giáo, nhị sư huynh ngài bảo trọng, chờ mong ngươi đăng đỉnh trở về. Dương Nghị Vân đối sao trời tử chắp tay hành lễ, lại là đối với không trung đánh ra một đạo pháp quyết, đem phái ra đi bảo hộ cao thủ đều hạ lệnh rút về, dù sao địa chỉ hắn đều biết, đến lúc đó đi tìm đó là, hiện tại hắn muốn hoàn thành đăng đỉnh Vũng Bùn Sơn. Đi thôi, ngày nào đó ngươi với thiên tộc khai chiến ngày, chính là ta trở về ngày sao trời tử nói. Dương Nghị Vân hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh rời đi, đương nhiên hắn là đăng đỉnh mà đi. Tiểu sư đệ chờ ta. Ta sẽ không xưng là vân môn liên lụy, ta nhất định sẽ giúp được ngươi. Nhìn theo Dương Nghị Vân rời đi thân ảnh, sao trời tử lầm bầm lầu bầu, hai tròng mắt trung tinh quang lấp lánh, hắn lại làm sao không nghĩ trưởng thành vì thần giới cường giả. Giờ phút này Dương Nghị Vân một hơi thượng 7.000 mễ nơi, rốt cuộc thấy được Ngọc Lả Lướt. Ngọc Lả Lướt đi đi rừng rừng, hình như có sở ngộ, cảm giác đến phía sau Dương Nghị Vân đã đến, nàng không thấy khẩu nói chuyện, ý bảo Dương Nghị Vân chính mình đi lên. Dương mỗ nhân thực lực ở 7.000 mễ thời điểm, tự nhiên còn có vẻ nhẹ nhàng, đối Ngọc Lả Lướt gật gật đầu hắn nhảy mà đi. Đến 8.000 mễ thời điểm, rốt cuộc cảm nhận được thật lớn áp lực. Lúc này hắn thả chậm tốc độ, lại là trong tay một phen lấy ra nguyên thần thần châu tới, một ngụm nuốt vào, đây là tiểu bạch kiểm trung nguyên cơ quan tính tẫn lúc sau, đến cuối cùng trung quy thành hắn áo cưới, giờ phút này ở 8.000 mễ độ cao, trọng lực thật lớn dưới, liền tính là nguyên thần đều có áp lực cảm. Dương Nghị Vân lòng có sở ngộ, dùng nguyên thần thần châu, nhưng thật ra chờ mong có thể cho hắn mang đến cái gì biến hóa. Nuốt vào nguyên thần thần châu một viên, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy vèo một chút tiến vào ý thức hải chung, khổng lồ tinh thuần nguyên thần thần châu tại ý thức hải hoặc là nói là thần trong biển tạc vỡ ra tới, nơi này là nguyên thần nơi, đào cũng thích hợp. Không có quá mức để ý, Dương Nghị Vân toàn thân rèn luyện vận chuyển, đi bước một nghĩ 8.000 mễ chi cao Vũng Bùn Sơn mà đi. Hắn mục tiêu là khiêu chiến đăng đỉnh. Lúc này ở 7.000 mễ còn không cảm nhận được bao lớn áp lực, xem Ngọc Lả Lướt bộ dáng, đảo cũng là có điều hiểu được, nếu nàng ý bảo chính mình không cần phải xen vào nàng, kia cũng liền không câu nệ tiểu tiết. Ở như vậy địa phương, người các có tạo hóa, giúp không được. Có đôi khi giúp chưa chắc cũng là chuyện tốt. Dương Nghị Vân nuốt vào nguyên thần thần châu sau, tiếp tục về phía trước mà đi. Hắn thần hải trong vòng giờ phút này cũng là bị nguyên thần thần châu lực lượng lấp đầy, thật đúng là có chút coi thường này viên nguyên thần thần châu khổng lồ năng lượng. Phải biết rằng đây chính là 8-900 vạn đầu HO yêu sở luyện hóa mà thành, trong đó còn có một đầu thiên đạo cấp bậc yêu vương, HO yêu vốn chính là thuộc về chất chứa tinh thuần thần hồn chi lực yêu vật, tiểu bạch kiểm trung nguyên hao phí vốn gốc mưu đồ một hồi, cuối cùng vẫn là bị Dương mỗ nhân hái được quả đào. Mất cả người lẫn của. Đương nhiên quái liền quái Trung Nguyên đánh ai chủ ý không tốt, cố tình muốn đánh Dương mỗ nhân nữ nhân chủ ý, hắn chết một chút đều không oan. Bất quá bởi vậy sự, Dương Nghị Vân không hề nghi ngờ đắc tội quỷ thần giới chúa tể, nhưng hắn cũng không chút nào hối hận, vì hồng nhan trùng quan nhất nộ như vậy sự hắn xưa nay nhưng không thiếu làm. Đang nói, cũng coi như là Trung Nguyên trêu chọc hắn nữ nhân trước đây, xử lý Trung Nguyên đương nhiên, ngày nào đó quỷ thần giới chủ tể trả thù. Hắn cũng có rất nhiều nói, đương nhiên càng có rất nhiều, hắn không sợ. Hiện tại hắn cũng không phải mềm quả hồng, tuy rằng dựa theo màu thần nương nương vị kia đại lão nói, quỷ thần giới chúa tể vô cùng có khả năng là hợp đạo cấp bậc, thậm chí còn có càng cổ xưa tồn tại, nhưng bọn họ cũng không phải tùy tiện là có thể tiến vào chủ tu thần giới. Thật muốn là tới, vậy đến đây đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái, lại đến một lần hắn vẫn là làm theo làm. Này sẽ chính là cảm nhận được nguyên thần thần châu chỗ tốt, hắn nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt, tham lam hấp thu khí này đó tinh thuần nguyên thần thần châu chi lực, Dương Nghị Vân tin tưởng chờ hoàn toàn hấp thu xong, hắn nguyên thần tất nhiên sẽ tiến vào một cái biến chất.
cũng là thấu thượng nơi này bẩm sinh tồn tại trọng lực, càng ngày càng cường đại trọng lực thêm thân, không chỉ có là nhằm vào thân thể đối ý thức hải cũng có ảnh hưởng, bên này là vũng bùn sơn thần bí chỗ, nếu không như thế nào sẽ có người tiến đến vũng bùn sơn khiêu chiến cực hạn đâu. Nơi này đột phá cực hạn, tự nhiên cũng bao gồm thân thể cùng nguyên thần song trọng cực hạn. Hắn đột nhiên xuất hiện tới nơi này thật đúng là tới đúng rồi, nếu là lại địa phương khác dùng nguyên thần thần châu, khả năng luyện hóa thật đúng là một cái phiền toái. Ở chỗ này bởi vì vũng bùn sơn có trọng lực tồn tại, cũng nhằm vào nguyên thần thần hải, ngược lại đem khổng lồ vô cùng nguyên thần thần châu lực lượng cấp áp chế xuống dưới, làm hắn nguyên thần có thong dong thời gian cắn nuốt luyện hóa này đó tinh thuần nguyên thần thần châu năng lượng, chỉ cần thời gian cũng đủ, cắn nuốt luyện hóa toàn bộ không là vấn đề. Thực mau Dương Nghị Vân bước lên 8.000 mễ cao thấp, tới rồi nơi này đó là thần giới có ghi lại cường giả có thể đến trọng điểm, áp dụng với thiên đạo cảnh giới. Đích xác tới rồi nơi này lúc sau, Dương Nghị Vân cảm nhận được trọng lực phiên bội. Như là thân hãm vũng bùn giống nhau, cho dù là hắn vận chuyển pháp lực cũng là vô cùng dày nặng. Ở chỗ này đưa mắt nhìn lại còn không có người tồn tại. Cảm thụ được dày nặng thả lại cuồn cuộn không ngừng liên tiếp mà đến trọng lực, Dương Nghị Vân đích xác cảm khái, cho dù là thiên đạo cảnh giới tu vi, không có thân thể cùng nguyên thần song trọng năng lực, thật đúng là ăn không tiêu. Hắn pháp lực cùng rèn luyện đều vận chuyển lên, mỗi đi một bước cũng đều tí tách vang lên thanh. Trong lòng rất rõ ràng, lúc này mới chỉ là bắt đầu, nếu muốn đăng đỉnh, còn có 1.000 mét cũng bước lên đi. Ong! Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, điều động thần hạch đạo chủng chi lực. Không có biện pháp, cho dù là hắn, lúc này cũng cảm giác cố hết sức. Cũng may hắn mở ra đạo chủng chi lực lúc sau, tức khắc toàn thân chính là một nhẹ. Tốc độ phóng nhanh rất nhiều mà đi. Khoảng cách đăng đỉnh 300 mễ thời điểm, Dương Nghị Vân đem 10 đại đạo loại chi lực toàn bộ mở ra. Giờ phút này mặc kệ là toàn thân trong ngoài lực lượng, đều đã đạt tới lớn nhất hóa. Hắn đè nặng hàm răng, nện bước cũng chậm lại, đích xác mỗi một bước trọng như vạn quân. Nhưng tâm lý cũng rõ ràng, đột phá cực hạn liền vào giờ phút này. 300 mễ khoảng cách, hắn nhất định phải căng qua đi. Đi bước một đè nặng muốn đi trước. Pháp lực rốt cuộc hao hết. Nhưng cũng như cũ không dừng lại, pháp lực hao hết còn có 10 đại đạo loại chi lực chống đỡ, chỉ cần còn có thể động, hắn liền sẽ không dừng lại. Cuối cùng 10 mét thời điểm, hắn đã thấy được vũng bùn sơn đỉnh. Nhưng là 10 đại đạo thụ chi lực cũng muốn mau khô héo. Ngạnh sinh sinh hắn hao hết này đó rèn luyện, cũng có thể nói hắn chạm đến tới rồi cực hạn. Nơi này trọng lực to lớn đã vượt qua hắn tưởng tượng, toàn thân thần y ở trọng lực dưới tấc tấc đều dập nát, vốn dĩ trong thân thể hắn có yêu hoàng chiến giáp, nhưng yêu cầu pháp lực duy trì, lúc này pháp lực đã sớm khô kiệt, nào có dư thừa pháp lực đi triệu hoán chát chiến giáp. Chỉ có thể xích quả quả mà đi, dù sao tới rồi nơi này đã không có người. Cuối cùng 10 mét, thật sự là một bước một vết máu, hắn càn khôn tôi thể quyết liền không có một khắc ngừng lại quá, cũng là ý chí lực cường đại. Ở chống đỡ hắn đã đi tới, cường đại trọng lực ở trên người, còn ở vận chuyển tôi thể, mỗi một lần vận chuyển đều có lỗ chân lông khiếu huyệt ra bên ngoài mạo huyết, xem ra thập phần thê thảm. Một bước, 7-8-9 bước. Dương Nghị Vân sắc mặt lại là treo ý cười, chẳng qua lúc này thoạt nhìn có chút tà khí. Pháp lực cùng 10 đại đạo thụ lực lượng đều bị hao hết khô héo, cũng coi như là đột phá cực hạn, cuối cùng 10 chạy bộ 9 bước, hắn dựa vào thân thể tôi thể cùng ý chí lực ở chống đỡ. Còn có cuối cùng một bước, Dương Nghị Vân nâng lên chân, nhưng lại như thế nào cũng dẫm không nổi nữa. Trong cơ thể tí tách vang lên. Trọng lực dưới, thân thể đều bị ép áp tới rồi cực hạn. A, cho ta đi lên. Cuối cùng một bước như thế nào có thể không sụp đi ra ngoài, bước lên 9.000 mễ độ cao. Này một tiếng thét dài, Dương Nghị Vân đua đó là ý chí lực, để ý chí lực chống đỡ hạ, hắn một chân bước ra đi. Rốt cuộc đăng đỉnh ở thần giới bên ngoài thượng không có ghi lại quá vũng bùn sơn đỉnh. Sở hữu hết thảy đều đột phá cực hạn. Lần này bước ra đi, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cho rằng sẽ ngã xuống đi, nhưng là giây tiếp theo lại phát hiện trọng lực hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng chính là này trong nháy mắt, hắn thần hải trong vòng nguyên thần cắn nuốt xong rồi nguyên thần thần châu năng lượng kim quang đại tác. Ngay sau đó thiên địa bốn phương tám hướng, chen chúc mà đến đầy trời thần nguyên lực. Tại đây một khắc hội tụ với vũng bùn sơn nơi, chuẩn xác mà nói là thẳng vào trong thân thể hắn. Ha ha, nguyên lai đây là cực hạn, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, vũng bùn sơn đỉnh cực hạn, này phân đại lễ đáng giá,
không uổng công ta đè nặng khớp hàm đăng đỉnh. Lầm bầm lầu bầu Dương Nghị Vân tránh ra hai tay, nghênh đón thiên địa bốn phương tám hướng hội tụ mà đến thần nguyên lực, chen trúc thổ thể, hắn giờ phút này trong ngoài công pháp một lần nữa vận chuyển lên, như xà nuốt kình. Cái gì đỉnh đối với Dương Nghị Vân tới nói, hiện tại chính là đỉnh. Bởi vì hắn phát hiện các phương diện hao hết lúc sau chính là đột phá cực hạn, mà khôi phục lên thời điểm, cũng là toàn phương vị toàn diện, một chữ sảng. Chen trúc thần nguyên lực tiến vào trong cơ thể, pháp lực nhanh chóng khôi phục, hắn dẫn đường mà đi, trọng tố rách nát kinh mạch cốt cách, phía trước ở trọng áp dưới đã chịu rất lớn thương tổn. Hiện tại lại không phải vấn đề. Theo pháp lực sở quá, thân thể kinh mạch cốt cách tới một lần tân sinh. Hắn phát hiện chính mình cốt cách có biến hóa, cư nhiên ẩn ẩn biến thành nửa trong suốt chi sắc, như là pha lê thủy tinh giống nhau. Cái này phát hiện mới đầu làm Dương Nghị Vân dọa nhảy dựng, nhưng chậm rãi hắn phục hồi tinh thần lại, này không phải cái gì chuyện xấu, đúng là ở thật lớn trọng áp dưới, hắn kiên trì không ngừng nhất biến biến tôi thể lúc sau hiện tại mang đến phải chăng cực thái tới chỗ tốt. Cốt cách hướng về thủy tinh sắc chuyển biến, đây là một loại tín hiệu, đương nhiên đây là một loại thực tốt tín hiệu, đầu tiên hắn có thể cảm nhận được, bực này thủy tinh cốt đã xảy ra biến chất lúc sau, nội loại mang theo nào đó chính hắn đều nói không rõ lực lượng. Rất kỳ quái, nhưng tuyệt đối rất cường đại. Cốt cách trong vòng có không ngừng sinh ra một loại nhàn nhạt năng lượng, cứng cỏi thả lại mềm mại, mỗi một tấc trọng tố lúc sau liên tiếp ở bên nhau, hình thành một cái sinh sôi không thôi quá trình. Ở lúc sau máu gân mạch cũng đều đã xảy ra biến hóa, máu từ đạm kim hồng, bắt đầu chuyển biến hướng về phía tử kim hồng, Dương Nghị Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, vẫn là mang điểm màu đỏ, bằng không liền biến thành quái vật. Mà hắn máu liền càng thêm thần kỳ, nội loại biến hóa kiến thức không cách nào hình dung. Rõ ràng nhìn qua là máu thể, nhưng là ở cẩn thận nội coi dưới tình huống, Dương Nghị Vân lại là phát hiện ngươi, máu đều không phải là chỉnh thể trạng thái dịch, chỉ là nhìn qua là trạng thái dịch chỉnh thể, trên thực tế còn lại là từ vô số từng viên chỉ có nội coi dưới có thể nhìn đến hạt tạo thành, có bao nhiêu đâu. Chỉ có thể dùng đếm không hết tới hình dung. Mỗi một viên mỗi một khối hoặc là nói mỗi một cái trong máu đều ẩn chứa cường đại lực lượng hơi thở, càng có sinh cơ hơi thở, này đó là hắn máu biến hóa. Thật sự là thần kỳ, nhưng Dương Nghị Vân trong lòng lại là có chút hoảng loạn, hắn như thế nào cảm giác chính mình tựa hồ nghĩ đến một cái quái vật phương hướng rảo bước tiến lên. Dương Nghị Vân không biết chính là, hắn bực này thân thể biến hóa, là người khác muốn nhờ đều cầu không được đại biến, đại tạo hóa. Có cảm kích người ở đây nói, nhất định sẽ kinh hô một tiếng, thánh thể chi tượng. Cổ có thể tu giả, thành thánh chi đạo, thân thể cốt cách hóa thành thủy tinh, máu vì vàng dòng thuần màu tím dấu hiệu. Đương nhiên Dương Nghị Vân này còn kém xa, chỉ là có thánh thể chi tượng mà lấy, nếu muốn thân thể thành thánh, còn có rất dài lộ phải đi, bất quá hắn này cũng coi như là đánh bậy đánh bạ, kiên trì đột phá chính mình cực hạn, như thế có một cái thánh thể phương hướng. Giả lấy thời gian, có hy vọng thánh thể chi đạo, chỉ thiếu so người bình thường nhiều một phương hướng, chỉ cần nỗ lực thánh thể chi đạo là có hy vọng. Dù sao Dương Nghị Vân tạm thời là không biết hắn có thánh thể bắt đầu, chỉ là có một chút hắn phát hiện. Mặc kệ là máu vẫn là cốt cách, thậm chí là càng thêm cứng cỏi rộng lớn kinh mạch, đều đã đem hắn thân thể mang vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, chỗ tốt là vô hạn. Hắn hiện tại thậm chí có loại cảm giác, tựa hồ có thể chân chính làm được, cụt tay trọng sinh, lấy máu trọng sinh nông nỗi, đương nhiên này chỉ là một loại cảm giác. Bất quá cụt tay trọng sinh, hẳn là không khó, đến nỗi lấy máu trọng sinh, vậy không biết, yêu cầu thử xem ở biết. Đây là hắn trước mắt thân thể chi biến hóa. Kế tiếp còn có pháp lực thượng biến hóa, bất quá pháp lực cũng không có gì biến hóa lớn, chính là so với trước kia càng thêm tinh thuần, trong cơ thể thần hạch đạo chủng nội 10 đại đạo thụ, lại là dài quá một mảng lớn, lại là trường tới rồi 30 mét độ cao, đã có đại thụ bóng dáng. Đây là để cho hắn kinh hỉ địa phương. Hắn tu luyện tu vi trung tâm, kỳ thật nói đến cùng chính là thần hạch trong vòng 10 đại đạo thụ, nói thụ trên người, liền biểu thị hắn tu vi pháp lực sinh trưởng. Lúc này nội coi nói thụ trường tới rồi 30 mét sau, Dương Nghị Vân xem xét cảnh giới, quả nhiên từ thiên đạo quy tắc một trọng đột phá tới rồi thiên đạo quy tắc tam trọng. Cố nhiên nói thụ sinh trưởng đó là cảnh giới tăng lên, điểm này hắn lúc trước sáng tạo hoặc là nói cải thiện cửa này công pháp thời điểm cũng đã xác định xuống dưới sự, hiện tại xem ra hắn phương hướng không sai. Chỉ là đến trước mắt vì này, càn khôn đạo chủng công đã bị hắn hoàn thiện tới rồi thiên đạo trình tự. Trong lòng nghĩ chờ quay đầu lại đem hoàn thiện sau công pháp truyền thụ cấp mấy cái đệ tử cùng hài tử bọn họ.
Thoạt nhìn công pháp làm chủ lưu tu luyện là không thành vấn đề, trọng điểm là cửa này công pháp, áp dụng với thi triển bất luận cái gì thần thông pháp thuật, còn không có không thể thi triển pháp thuật. Có chút thần thông pháp thuật là đối tu luyện công pháp có yêu cầu, bởi vì công pháp sở tu luôn là có thuộc tính, tương đối tới nói, một ít có chứa thuộc tính pháp thuật thần thông liền không thể thi triển tu luyện. Hắn nhưng càn khôn đạo chủng công, lại là độc nhất vô nhị công pháp, trung tâm là 10 đại thuộc tính nói thụ, lý luận thượng chiếm cứ thiên địa trong vòng sở hữu thuộc tính lực lượng, cho nên không có gì pháp thuật thần thông là không thể thi triển. Nghĩ vậy chút thời điểm, Dương Nghị Vân trong lòng vẫn là có chút tiểu đắc ý, chỉ thiếu hắn sáng tạo cải tiến sau càn khôn công pháp, đại đạo chi lộ càng thêm rộng lớn. Có thể làm rất nhiều đệ tử môn nhân tu luyện. Đây là bất luận cái gì công pháp sở không cụ bị điều kiện. Trong cơ thể 10 đạo nói thụ sinh trưởng cảnh tu vi tăng lên, đây là đệ nhị hỉ. Nhất quan trọng là đệ tam hỉ. Nguyên thần biến hóa. Hắn lần này nuốt từ trung nguyên cái kia tiểu bạch kiểm trong tay đến lại đây đại hình áo cưới, nguyên thần thần châu. Ở vũng bùn sơn thật lớn đến cảm giác phi thần lực đều khó có thể thừa nhận dưới áp lực, rốt cuộc nguyên thần cắn nuốt luyện hóa nguyên thần thần châu, đăng đỉnh lúc sau thiên địa thần nguyên lực nhập thể một khắc, hắn liền cảm nhận được nguyên thần hoàn thành cắn nuốt, hơn nữa đã xảy ra biến hóa. Này sẽ làm ý thức tiến vào thần hải trong vòng đi xem xét. Lại là phát hiện hắn nguyên thần như cũ khoanh chân đả tọa ở thần trong biển, nhưng lại toàn thân lớn nhỏ cùng hắn chân nhân không nhiều lắm khác nhau, hơn nữa ở nguyên thần trên người Dương Nghị Vân thấy được 5 loại nhan sắc. Định nhãn vừa thấy, có điểm quen mắt, lại vừa thấy, không quen biết. Đúng lúc này, hắn nguyên thần mở hai tròng mắt, liền hai kim quang lập lòe dựng lên, lập tức chiếu sáng toàn bộ thần hải, mà Dương Nghị Vân một chút từ thần hải ý thức lui đi ra ngoài. Bên ngoài bỗng nhiên mở hai mắt. Lúc này hắn phát hiện hắn còn ở vũng bùn sơn đỉnh, thiên địa thần nguyên lực hấp thu đã kết thúc, tu luyện kết thúc. Nhưng giờ phút này lại là có chút kinh ngạc, hồi tưởng lên vừa rồi bị nguyên thần đem ý thức bước ra thần hải, có điểm nghẹn khuất, này mẹ nó nguyên thần còn muốn tạo phản không thành. Mới vừa nghĩ như vậy đến lúc đó, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tin tức. Năm đại quy tắc. Gì? Dương Nghị Vân kinh dị, không thể hiểu được, nơi nào tới tin tức. Ngay sau đó hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, nguyên lai là nguyên thần phản hồi tin tức, vừa rồi nhìn đến nguyên thần trên người năm đạo nhan sắc thêm thân, bên kia là thiên đạo năm đại quy tắc, phân biệt nói sinh, chết quy tắc, quang minh, hắc ám quy tắc cùng thời không quy tắc. Nguyên thần có năm đại thiên địa quy tắc thêm thân, nhưng năm đại quy tắc rốt cuộc là cái quỷ gì, Dương Nghị Vân kỳ thật đến bây giờ đều ngây thơ mờ mịt, chuẩn bị quay đầu lại sớm mầu thần nương nương thỉnh giáo đi. Bất quá nói lời nói tới. Tổng cảm giác chính mình chiếm đại tiện nghi, hẳn là chuyện tốt, dù sao hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên thần cường đại rồi không ngừng một tiết bộ dáng. Đứng ở vũng bùn sơn đỉnh, Dương Nghị Vân buông nhìn lại, một mảnh mây mù lượn lờ, bất quá nơi này hiện tại là một chút áp lực cũng chưa có. Nhìn không được không nhìn được mà bật cười, ai có thể nghĩ đến, vũng bùn sơn đỉnh cư nhiên không có bất luận cái gì áp lực tồn tại. Xoay người nhìn nhìn. Phía sau nơi xa ra lại là xuất hiện một khối thật lớn tấm bia đá. Mơ hồ trung phương pháp có chữ viết ở mặt trên. Dương Nghị Vân cảm giác được thời điểm có ý tứ. Đi qua đi quan khán. Lại là phát hiện có ý tứ một màn. Nhưng ngay sau đó hắn cũng thấy được mấy cái quen thuộc tên. Không sai, nơi này ghi lại chính là một đám tên. Giống như là viết mỗ mỗ đến đây một du ý cảnh. Đương nhiên ở chỗ này khẳng định không phải như vậy phương pháp sáng tác. Mà là viết, mỗ 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 năm người nào đó đăng đỉnh vũng bùn sơn hiểu được đột phá, làm người sinh to lớn vui sướng. Cũng có ghi tới rồi, đăng đỉnh nhưng không có đột phá, nhưng lại có điều hiểu được. Thật lớn bia đá kỳ thật không đủ 100 ngôn ngữ trong nghề, nói cách khác không đủ 100 tên. Nhưng từ thời gian có lợi, chính là trải qua tứ đại kỷ nguyên thời đại. Tỷ như cái thứ nhất tên viết thượng, khai thiên kỷ nguyên thời đại yêu tộc Long vừa bước đỉnh. Lại tỷ như hồng hoang kỷ nguyên thời đại vu tộc Duệ đăng đỉnh. Tiếp được mới là thượng cổ kỷ nguyên thiên tộc mỗ mỗ mỗ. Sau đó cái gì cổ thần tộc, nhân tộc từ từ. Còn có tứ đại ngoại đạo cư nhiên cũng có người tồn tại. Có cái tên gọi Trung Quỳ, Dương Nghị Vân xem như quen thuộc, xem như thượng cổ kỷ nguyên trung trước thời đại người, tiểu bạch kiểm Trung Nguyên tựa hồ nói qua phụ thân hắn chính là quỷ thần nói chi chủ Trung Quỳ. Cái này làm cho Dương Nghị Vân ra đầu có chút tê dại. Nãi nãi quỷ thần nói cường đại không phải nguyên thần sao? Như thế nào cũng tới đăng đỉnh trọng lực biến thái vũng bùn sơn. Không nghĩ ra,
nhưng Dương Nghị Vân lại đem việc này ghi lại trong lòng, nếu là lấy sau đối thượng, luôn là phải cẩn thận. Ở phía sau mặt sau mấy cái tên chung, Đế Tôn, Càn Khôn Thần Tôn, Phục Hy Thần Hoàng, còn có cổ thần tộc Cơ Phát từ từ một ít người thế nhưng có mặt. Có hắn quen thuộc, có điểm hắn nghe qua, có điểm chưa từng nghe thấy. Nhưng trải qua mấy cái kỷ nguyên mấy chục cái thời đại, có thể thượng này một mặt tường người tên, lại là không đủ trăm người, đủ để thuyết minh, bước lên quá vũng bùn sơn đỉnh, ở chỗ này lưu lại tên liền đều là nhất đẳng nhất trí cường giả. Mặc kệ tương lai có thể hay không đụng tới những người này, đều đem này đó tên ghi lại trong lòng. Dương Nghị Vân thổn thức, chỉ mong mặt trên người đa số không cần là địch mới hảo. Hắn xác thật là phất tay chi gian, ở mặt trên khắc hạ một hàng tự, kỷ nguyên mới Dương Nghị Vân đến đây một du. Hảo đi, này hoàn toàn chính là Dương mẫu nhân ác thú vị, nhưng là bản chất cùng mặt trên những người đó viết ý tứ một cái dạng. Đến nỗi vì cái gì muốn viết xuống kỷ nguyên mới ba chữ, cũng là có hắn đạo lý, bởi vì hướng lên trên đẩy, đều là Càn Khôn Thần Tôn kia một thế hệ nhân vật, phía dưới ở cũng không có tân tên xuất hiện. Này ở hắn xem ra, chính là cổ nhân, hắn nếu xuất hiện, kia hắn chính là vai chính là đại biểu một cái kỷ nguyên mới mở ra, bản thân hắn sở đại biểu phi thăng nhất tộc cùng thiên tộc chi gian phải có một trận chiến này liên quan đến toàn bộ thần giới cách cục, nào đó ý nghĩa thượng đại biểu đó là kỷ nguyên mới, đảo cũng không sai. Trọng điểm là Dương mẫu nhân trong lòng ngạo khí, để lại kỷ nguyên mới ba chữ. Công khóa tối hôm qua, hắn trở lại bên cạnh, thần thức thả ra, phát hiện Ngọc Lả lướt bước lên tầng thứ 8, xem như hoàn thành khiêu chiến, tu vi cũng đột phá một mảng lớn, đạt tới thiên đạo cảnh giới hậu kỳ, bước tiếp theo đó là thiên đạo quy tắc giai đoạn, cũng coi như là thu hoạch thật lớn. Nhìn dáng vẻ nàng đã đình chỉ tu luyện. Đang xem nhị sư huynh sao trời tử, hắn còn ở thứ 5 cây số giai đoạn, bất quá đã mau tới rồi 6.000 mễ độ cao, thoạt nhìn nhị sư huynh là thận trọng từng bước, tu luyện tu vi ở một chút tăng lên chung, đảo cũng không ngại. Là thời điểm rời đi. Dương Nghị Vân tự nói một tiếng, phất tay chi gian trực tiếp đem 8.000 mễ ra Ngọc Lả lướt hư không nắm lên, ngay sau đó hai người tái xuất hiện, đã ở trăm vạn năm ở ngoài. Đây là nơi nào? Ngọc Lả lướt cảm nhận được Dương Nghị Vân hơi thở, lại cũng không có kinh hoàng, chờ dừng lại sau, mới hỏi Dương Nghị Vân tới rồi địa phương nào. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá ta đại sư huynh ở chỗ này, còn xem như thần tộc địa bàn, không có đến thiên tộc, nơi này hẳn là thần giới phương Tây nơi. Dương Nghị Vân nói, phương Tây, kia cũng không gần a. Ngọc Lả lướt kinh ngạc, chỉ cảm thấy liền chớp mắt chi mà thôi, liền tính là sáng lập không gian thông đạo, cũng không nhanh như vậy, chỉ có thể thuyết minh, Dương Nghị Vân tu vi có tiến nhanh một bước. Phục hồi tinh thần lại nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, ngươi, tu vi có tiến nhanh. Dương Nghị Vân đối Ngọc Lả lướt không có gì giấu giếm, liền đem chính mình bước lên vũng bùn sơn đỉnh sự nói cho nàng, bao gồm tu vi cùng tấm bia đá từ từ. Nghe xong Ngọc Lả lướt trừng lớn đôi mắt, nửa ngày mới dọn ra hai chữ yêu nghiệt. Hi hi, ở yêu nghiệt cũng vẫn là ngươi nam nhân. Dương mẫu nhân nói chuyện trung tướng Ngọc Lả lướt ngăn ở trong lòng ngực, hai người từ lúc bắt đầu đi vĩnh hằng thần giới, đến cùng nhau trải qua rất nhiều sinh tử, mãi cho đến hiện tại, cuối cùng là không có bất luận cái gì ngăn cách. Chán ghét, Ngọc Lả lướt ở không có người ngoài thời điểm, cũng sẽ có tiểu nữ nhi tư thái một mặt. Ha ha ha. Hai người chán ngấy một hồi rồi sau đó, Dương Nghị Vân liền nói, đi thôi, đi bái phỏng ta đại sư huynh. Người biết ở địa phương nào a? Nơi này thoạt nhìn là hoang dã núi lớn. Ngọc Lả lướt hỏi. Yên tâm đi, ta phải đến tin tức, đại sư huynh tung tích liền tại đây vùng một cái hoang dã sông lớn hoạt động. Dương Nghị Vân nói, nghe tới đại sư huynh không tu luyện, Ngọc Lả lướt tò mò. Dương Nghị Vân cười cười nói, đại sư huynh tu đạo cùng chúng ta bất đồng, hắn trọng tự nhiên chi đạo. Hiểu được là chủ, khả năng ngàn năm vạn năm thậm chí càng lâu tu vi đều sẽ không sở hữu đột phá, nhưng nếu là một khi đột phá, đó là thuộc về một sớm ngộ đạo lên trời thang cái loại này, hắn có một cái yêu thích, thích thả câu, chúng ta đi tìm tìm đó là. Hảo đi, nghe ngươi, bất quá khoảng cách chúng thần vực mở ra thời gian chỉ có một nửa, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ mới được. Ngọc Lả lướt nhắc nhở nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, hắn tự nhiên không quên, ở vũng bùn sơn đãi có điểm lâu. Nhưng tương đối tới nói trong nháy mắt mấy trăm năm, đối hắn thật không lâu lắm. Hai người đi phía trước đi rồi một lát, Dương Nghị Vân bay vọt ngọn núi, quả nhiên thấy được một cái thật lớn hoang dã sông lớn. Đi thấy được, dứt lời bay vọt tới bờ sông. Xanh biếc nước sông rộng lớn chỗ ước chừng có mấy ngàn mễ,
nam bắc đi hướng sông lớn không có cuối. Dương Nghị Vân nhìn bình tĩnh mặt nước, ở đại ngày liệt dương chiếu dọi xuống, lại là thật đúng là tưởng du đáng vừa lật. Phất tay chi gian bờ sông một gốc cây cổ thụ bịa đặt, ở hắn thần lực thêm vào hạ, thực mau bị luyện chế mà thành một chiếc thuyền lớn, đầu nhập vào trong hồ. Đi, hôm nay mang người du hoàng dã sông lớn. Hi hi, Ngọc Lả lướt thích như vậy, thích không có người quấy rầy các nàng, nhảy lên mười mấy mét thật lớn thuyền lớn. Dương Nghị Vân vung tay lên, nghịch du mà thượng. Hắn tự nhiên biết nhà mình vị kia đại sư huynh xuất hiện ở chỗ này sẽ làm cái gì. Tuy rằng phái ra đi người chỉ là tìm được rồi đại thể vị trí, nhưng không tới gần, đây là nói đại sư huynh vẫn luôn ở hoang dã sông lớn mấy ngàn dặm hoạt động phạm vi. Nếu là thả câu, Dương Nghị Vân luyện chế một cái thuyền, vậy tổng có thể tìm được hắn. Ba ngày sau hoang dã sông lớn sơn. Dầm. Bình tĩnh mặt nước bọt nước văng khắp nơi. Một đầu toàn thân màu xanh lá càng có một mét lớn lên màu xanh lá cá lớn, bỗng nhiên từ mặt nước mà ra, mở ra có gai ngược hàm răng, trực tiếp cắn xé hướng đứng ở đầu thuyền Dương Nghị Vân. Chạm vào. Nhưng là... một tiếng nặng nề lúc sau, này đại màu xanh lá, trực tiếp ngã xuống trên thuyền chết ngất qua đi. Dương mỗ nhân cười hắc hắc nói, tiểu nghiệt xúc, bản tôn thân thể há là ngươi có thể lây dính a, nhìn xem hàm răng đều nhảy nát đi, xứng đáng a. Vân tử tựa hồ không quá thích hợp a, à, hôm nay này đã là thứ 20 nhiều sóng có tiểu yêu cá va chạm chúng ta. Ngọc Lả lướt tiến lên nói. Không có việc gì, đều là một ít không có khai hóa tiểu ngư yêu, cảm giác không đến chúng ta nguy hiểm, công kích chúng ta cũng bình thường, vừa lúc đêm này cũng cấp nướng. Dương Nghị Vân không chút nào để ý, này đó tiểu ngư yêu đứng làm chúng nó công kích cũng mơ tưởng thương đến một cây tóc, ngược lại sẽ đem chính mình cấp đánh chết, liền tỉ như vừa mới này cá. Chờ một lát lại muốn trở thành Dương mỗ nhân miệng hạ mỗi cơm. Này không bong tàu thượng nướng BBQ lò đều giá lên, Ngọc Lả lướt phụ trách nướng BBQ. Nói lên này đó cá nướng, Ngọc Lả lướt liền tưởng nôn mửa, mấy năm nay đi theo Dương mỗ nhân không biết ăn nhiều ít cá nướng, mới đầu còn cảm giác mỹ vị, nhưng là ăn nhiều, lúc này nhưng không cảm thấy là thứ tốt. Dương Nghị Vân thấy được Ngọc Lả lướt bộ dáng, ha ha cười, thuận thế một chân đem đại cá chấm đen đá tới rồi trong sông. Lúc này mới cười nói, vậy không ăn, ha ha, đợi chút chảo một con lão ba ba tới hầm canh. Nói chuyện thuận thế ngồi ở trên sofa, bưng lên gấp đôi rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Đây là lần trước Lục Vũ Thư nơi nào cho hắn chữ hàng, lá trà cùng rượu trắng nhưng đều là địa cầu chi vật, tân mệt đều là chứa đựng không gian gửi bằng không đã sớm lấy hết. Càn khôn hồ nội cái gì đều có, bãi đầy một cái thuyền, cũng may hắn luyện chế thuyền đủ đại, quả thực là thần giới bản du thuyền du lịch đãi ngộ. Ta tổng cảm giác không thích hợp, chúng ta đều ở trên sông phiêu vài thiên, như thế nào còn không có đại sư huynh tung tích đâu. Ngọc Lả lướt nói. Ai ai ai, đừng mất hứng, đến lúc đó tự nhiên là có thể tìm được, mau mau lại đây, làm vi phu ta hảo hảo đau ái, ha ha ha. Hảo đi, Dương mỗ nhân một tay đem Ngọc Lả lướt kéo vào trong lòng ngực, sóng một kích, sau đó nhìn xem Ngọc Lả lướt một thân cổ trang, có chút kín mít. Trong lòng suy xét có phải hay không muốn luyện chế một bộ bikini cho nàng thời điểm, lúc này lại là dị biến nổi lên. Oanh! Một tiếng thật lớn nổ vang. Toàn bộ thuyền đều kịch liệt lắc lư lên. Rất muốn nhiên như là bị nào đó đổ vật nhưng kính trang một chút. A à nha! Ngọc Lả lướt một tiếng kinh hô thiếu chút nữa một chút rất bong tàu thượng. Dương Nghị Vân tương lai kéo nói, thế nào không có việc gì đi? Không có việc gì, người mau nhìn xem là cái gì va chạm. Ngọc Lả lướt đỏ mặt lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, mấy năm nay lại là cùng cái này oan ra hoang đường. Dương Nghị Vân đứng dậy cười hắc hắc nói, yên tâm ta ở trên thuyền làm cấm, không có thiên đạo quy tắc năm trọng cao thủ xuất kích, sẽ không có bất luận cái gì chuyện này. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là đi tới xuyên đầu xem xét rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này vừa thấy không quan trọng, hắn còn đây là mày co rụt lại. Dưới nước ám lưu dũng động a. Phía trước mặt sông đều ở ừng ực mạo phao, thoạt nhìn có vô số chi bất tận thủy tộc chi vật điên cuồng đào vong giống nhau, theo hạ du bỏ chạy đi, mà bọn họ thuyền tắc vẫn luôn là đi ngược chiều, khó trách sẽ bị va chạm. Dương Nghị Vân rất muốn chào một cái có linh trí hỏi một chút, đáng tiếc đều là một ít không có khai hóa tiểu yêu vật, ở thần giới cũng chính là bình thường loại cá thủy tộc, chộp tới cũng hỏi không ra cái gì. Vân tử thoạt nhìn phía trước hẳn là có cái gì đại gia hỏa xuất hiện mới làm này đó thủy tộc bỏ chạy. Ngọc Lả lướt đi tới cũng thấy được rậm rạp loại cá từ thuyền mà thân thuyền nhanh chóng bơi lội mà qua.
Từ từ ta chào một cái có linh trí hỏi một chút. Dương Nghị Vân nheo lại mắt, ánh mắt có thể đạt được chỗ, lại là xuất hiện một đầu kim sắc đại rùa đen xuất hiện, có thần tính yêu vật tự nhiên là không giống người thường. Tuy rằng trà trộn ở rất nhiều thủy tộc bên trong, nhưng vẫn là trốn bất quá Dương Nghị Vân đôi mắt. Chưa chừng vừa rồi chính là thứ này va chạm bọn họ thuyền. Nhếch miệng cười Dương Nghị Vân hư không một chảo. Dầm. Chạm vào. Qua. Liên tiếp thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân trực tiếp đem mấy chục mét ngoại giấu ở dưới nước kim quy cấp bắt lên, ném ở bong tàu thượng, phát ra một tiếng ăn đau. Chính là vẫn luôn có thiên thần tu vi tiểu rùa đen mà thôi. Thượng thần tha mạng a. Kim quy một chương miệng lại là miệng phun nhân ngôn thanh âm còn lại là tiểu hài tử thanh âm, nhưng thật ra thú vị, bất quá nhắc nhở có điểm đại, đều 8-9 mễ đại. Dương Nghị Vân mừng rỡ, mở miệng nói, biến thành người nói nữa. A, nga nga, tốt thượng thần, có lẽ là thấy Dương Nghị Vân không có làm khó dễ, kim quy trong miệng nhắc mãi hai câu, ngay sau đó toàn thân kim quang chợt lóe hóa thành một cái tiểu mập mạp, trên lưng còn cõng một cái kim thân xác, ăn tay đi chân trần. Trắng trẻo mập mạp tứ chi chống mặt đất quỳ, ở Dương Nghị Vân trên người kim quy cảm nhận được một cổ tử đáng sợ uy áp, chút nào không dám lỗ mãng. Nghe đáng yêu A Ngọc lả lướt lại đây nói một câu. Tiểu mập mạp vừa rồi chính là ngươi va chạm chúng ta thuyền, Dương Nghị Vân hỏi. Kim quy biến thành tiểu mập mạp liên tục lắc đầu nói, thượng thần không phải ta, không phải ta, là đại tôm va chạm, ta cách thật xa đâu, thật không phải ta a. Đều mang lên khóc nức nở, tiểu mập mạp bị dọa không nhẹ. Vân tử ngươi hảo hảo hỏi a, tính ta tới, ngươi một bên đi là cái nữ nhân đều có tình thương của mẹ giống nhau đồng tình tâm, nhìn tiểu béo giấy đều mau khóc, Ngọc là lướt xem bất quá mắt, vội vàng đi qua đi, đem tiểu mập mạp nâng dậy nói, đừng sợ, nói cho tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi vì cái gì đều hướng về hạ du chạy trốn. Tiểu mập mạp vừa thấy Ngọc là lướt lớn lên xinh đẹp gương mặt hiền từ là người tốt a. Cũng không sợ hãi vội vàng nói, tỷ tỷ là thượng du ngọn nguồn đáy sông dựng dục ra một viên thần Hà Bảo Châu, bị một nhân tộc tìm được rồi, Hà Vương tức giận, cùng kia nhân tộc đánh lên, trời sụp đất nứt, đáy nước đều phiên thiên, chúng ta này đó tiểu yêu thấp chắn không được bọn họ chiến đấu năng lượng chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Dương Nghị Vân nghe đến đó trong lòng vừa động, Ngọc Lả Lướt cũng nhìn lại đây, hai người đồng thời nói, có thể hay không là đại sư huynh. Vô cùng có khả năng Dương Nghị Vân vội vàng nói. Ngay sau đó nhìn về phía tiểu mập mạp nói, đi, mang chúng ta đi. Qua, ô ô ô, thượng thần tha mạng a, ta không dám đi, Hà Vương thực hung hãn, sẽ ăn ta nha, tiểu mập mạp tức khắc liền khóc lên. Đừng khóc, người ở khóc ta hiện tại liền đem ngươi nướng BBQ rớt, có ta ở đây cái gì chó má Hà Vương đô thượng không được ngươi, ngươi sợ cái gì. Dương Nghị Vân hung thần ác sát hù dọa tiểu mập mạp, tức khắc tiểu mập mạp sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng vẫn là Ngọc Lả Lướt ra ngựa hống hảo tiểu mập mạp dẫn đường. Dương Nghị Vân nghĩ đến ở chỗ này xuất hiện một nhân tộc, 8-9 phần 10 chính là đại sư huynh Vân Trường Sinh, hắn thích thả câu, lần này sợ là rớt tới rồi cái gì bảo vật, nhưng lại có cái gì lợi hại Hà Vương ngăn trở, song phản đánh lên, nhưng lại làm một ít tiểu yêu tiểu thần tao ương. Tiếp được kim quy tiểu mập mạp dẫn đường, Dương Nghị Vân ra tốc đi trước mà đi. Trên đường Dương Nghị Vân hỏi tiểu mập mạp, người trong miệng Hà Vương là cái gì tu vi? Là cái gì bản thể? Có bao nhiêu hung hãn a? Không biết a cái gì tu vi, dù sao so với ta cường đại, nhìn không thấu, Hà Vương là một con rắn, có độc rất lợi hại, ngày thường đều ở ngủ say, bảo hộ kia viên thần châu, người kia tộc lại là muốn cướp thần châu, Hà Vương tự nhiên không muốn tiểu mập mạp nhược nhược nói. Hắn xem như nhận mệnh, không mang theo Dương Nghị Vân qua đi, liền phải nướng ăn hắn. Hiện tại sẽ chết a. Mang là mang qua đi, kia Hà Vương thật sự hảo hung, là toàn bộ trong sông bá chủ. Vậy ngươi nói, người kia tộc khả năng để đến qua sông Vương sao? Dương Nghị Vân lại hỏi. Ta không biết, tiểu mập mạp lại tới một câu. Ngươi, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết a. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Ngươi được rồi, hắn chỉ có thiên thần sơ cấp tu vi, cũng liền so tầm thường thần nhân cường điểm. Siêu việt hắn tu vi hắn cũng nhìn không thấu, như thế nào sẽ biết đâu. Ngọc Lả Lướt che chở tiểu mập mạp. Hảo đi, ta nói cái này, qua đi nhìn xem là được, bất quá ngươi có không phát hiện cái này tiểu mập mạp rất có ý tứ sao? Dương Nghị Vân rất có hứng thú đánh giá tiểu mập mạp trên lưng mai rùa đen. Làm tiểu mập mạp nhìn không được xúc tới rồi Ngọc Lả Lướt phía sau mặt, thực sự Dương mẫu nhân ánh mắt ở tiểu mập mạp trong mắt thực không hữu hảo.
Ngọc Lả lướt nghe được Dương Nghị Vân nói như vậy, nhịn không được nhìn thoáng qua Kim Quy Tiểu mập mạp, cũng không phát hiện cái gì bất đồng, nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, cũng không có gì a, chính là Kim Quy mà thôi, chỉ là nhan sắc không thường thấy. Dương Nghị Vân cười cười nói, quy tộc chiếm đa số, nhưng Kim Quy tắc thiếu, rất dài thấy chính là than chỉ bạch, Kim vì quý, người đang xem hắn mai rùa đen, ước chừng đạt tới mấy trăm nói nhiều, quy trường thọ một đạo quy luân viên mãn chính là vạn tái năm tháng, hắn này đầu hơn 100 vạn tuổi, vẫn là sinh ở thần giới, theo đạo lý nói không ngừng là một đầu thiên thần cấp bậc tu vi Kim Quy. Người nhìn nhìn lại hắn phần lưng như ẩn như hiện khắc văn, tựa hồ cũng không phải là tầm thường khắc văn Nga. Có điểm như là long tộc khắc văn, một đầu kim quy trên người xuất hiện long tộc khắc văn, thật đúng là có điểm ý tứ, bất quá gia hỏa này trên người khắc văn tựa hồ là bị người từ nhỏ cố tình hủy diệt giống nhau, nhưng theo hắn lớn lên lúc sau, này đó khắc văn liền ẩn ẩn sinh trưởng ra tới, nhưng thật ra cái có ý tứ tiểu gia hỏa, như vậy ngươi nếu là thích hắn, khiến cho làm đi theo bên cạnh ngươi làm kim quy đồng tử đi. Lần này ra tới một chuyến, hắn thu hoạch rất lớn, thực lực hai nhảy hai cấp. Đến tới rồi thiên đạo quy tắc tam trọng, này còn chỉ là mặt ngoài, mà Ngọc Lả lướt tuy rằng cũng đạt tới thiên đạo hậu kỳ, nhưng trung quy không có đạt tới thiên đạo quy tắc cấp bậc, xem nàng thích này đầu tiểu kim quy, Dương Nghị Vân liền tới quan sát một chút, kết quả thật đúng là phát hiện này chỉ tiểu kim quy có điểm ý tứ, liền có cái này đề nghị. Ngọc Lả lướt lại là trong lòng vừa động, đích xác nàng xem biến hóa thành tiểu mập mạp kim quy rất có mắt xuyên, nghe xong Dương Nghị Vân như vậy một hồi. Liền nhịn không được nói, ngươi như thế nào biết này đó? Nói thật nàng cũng không biết này đó, cảm giác Dương Nghị Vân ở phương diện này hiểu rất nhiều. Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói, ta cùng yêu tộc giao tiếp nhiều, hơn nữa năm đó tại hạ giới nhận thức quá một ít quy tộc bằng hữu, còn có long tộc, người tỷ tỷ chung còn có mai tỷ là kim long Nga, cho nên tương đối muốn hiểu biết quy tộc cùng long tộc, ngươi liền nói ngươi có thích hay không cái này tiểu mập mạp đi, thích liền thu hắn, lưu trữ hắn tại đây hoang dã sông lớn chung. Sớm hay muộn cũng muốn bị khác đại yêu trở thành điểm tâm không thể. A, à, ta không nghĩ bị ăn, tỷ tỷ ngươi nhận lấy ta đi, ta nguyện ý cho ngươi cái ngồi xuống đồng tử. Dương Mỗ Nhân một phen lời nói, lại là đem tránh ở Ngọc Lả lướt phía sau tiểu mập mạp dọa tới rồi, bởi vì hắn cũng biết Dương Nghị Vân nói chính là nói thật, hắn khai hóa cũng không có nhiều ít năm, lại là ở sông lớn sinh tồn cực kỳ gian nan, mỗi một lần đều bị mặt khác đại yêu thiếu chút nữa nuốt rớt. Nếu không phải hắn sau lưng mai rùa đen tử ngạnh, nhiều lần bảo hắn tánh mạng, đã sớm chết không có chỗ chôn. Tiểu mập mạp cũng không phải ngốc, tuy rằng linh trí thượng vẫn là 7-8 tuổi tiểu hài tử, nhưng luôn là thần linh không phải. Ở trực giác thượng là có thể cảm nhận được, trước mắt tỷ tỷ cùng cái kia hung thần ca ca đều rất nhiều lợi hại, nếu là có thể được vị này xinh đẹp tỷ tỷ phù hộ, về sau liền không cần một người lo lắng hãi hùng. Cho nên nghe được Dương Nghị Vân một phen lời nói sau. Không đợi Ngọc Lả lướt mở miệng, tiểu mập mạp chính mình trước mở miệng. Tỷ tỷ thủ hạ của ngươi ta đi, ta sẽ thực nghe lời. Mang theo một tia nãi thanh nãi khí, đại đại tròn tròn đôi mắt đáng thương hề hề bộ dáng nhìn về phía Ngọc Lả lướt. Người sau lập tức liền luân hãm, vội vàng nói, hảo hảo hảo, hôm nay nhìn thấy ngươi cũng là ngươi ta duyên phận, ta đây Ngọc Lả lướt liền nhận lấy ngươi vì dưới tòa đồng tử, thiên đạo làm chứng, hôm nay liền ban ngươi. Ban ngươi. Ngọc Lả lướt nói nơi này mắt to nháy mắt hỏi Dương Nghị Vân nói, ban cái tên là gì hảo? Tổng không thể kêu tiểu mập mạp đi. Dương Mỗ Nhân hơi hơi mỉm cười nói, đã kêu Long Quy đồng tử đi. Ngọc Lả lướt vừa nghe, rõ ràng là Kim Quy, như thế nào Dương Nghị Vân ban danh Long Quy, bất quá nàng nghe Dương Nghị Vân, trực tiếp mở miệng nói, hôm nay liền ban ngươi Long Quy đồng tử chi danh, ngày sau bảo ngươi bình an, ngươi nhưng nguyện vì ta ngồi xuống đồng tử. Long Quy nguyện ý vạn phần. Đa tạ nương nương ban danh, Long Quy ngày sau chắc chắn đi theo nương nương bên người tận tâm là phụng dưỡng. Tiểu mập mạp Nga không phải hiện tại hẳn là kêu Long Quy đồng tử, nói xong, giữa mày kim quang đại lượng. Đồng thời Ngọc Lả lướt giữa mày cũng có đồng dạng sáng lên. Đây là thiên đạo khế ước, cùng cấp với, từ giờ trở đi, Ngọc Lả lướt liền xem như Long Quy chi chủ, đương nhiên nghiêm khắc tới nói không tính chủ nhân, xem như nửa cái trưởng bối cái loại này quan hệ, chỉ là có chủ yếu và thứ yếu chi phân. Mà Long Quy đồng tử cũng muốn nghe Ngọc Lả lướt nói, liền đơn giản như vậy, cũng là một cái tương đối bình đẳng thiên đạo khế ước. Nếu là chân chính chủ tớ khế ước, đó là một phương có thể quyết định một bên khác sinh tử. Như Ngọc Lả lướt cùng Long Quy đồng tử bực này liền không được. Hảo hảo hảo, mau đứng lên đi. Ngọc Lả lướt vui vẻ cười to, đem lễ bái lúc sau Long Quy đồng tử nâng dậy.
là nương nương có thiên đạo khế ước lúc sau hai người chi gian liền có cảm giác, càng thêm thân cận vài phần. Đến nỗi Dương Nghị Vân ban danh Long Quy chi danh, Ngọc Lả lướt sau lại mới biết được, nguyên lai hắn đã sớm xem thấu hết thảy. Mau đi bái kiến người chủ thượng, Ngọc Lả lướt ý bảo Long Quy bái kiến Dương Nghị Vân. Đối với Dương mẫu nhân tiểu mập mạp Long Quy vẫn là có điểm sợ hãi, vội vàng xoay người nằm sấp xuống đất liền lễ bái, nói lắp nói, Long. Long Quy đồng tử lễ bái chủ thượng, đa tạ chủ thượng ban danh. Ha ha, người cái tiểu gia hỏa, đảo cũng cơ linh, không uổng công Lả lướt thích ngươi, cảm tạ ta liền không cần, ngày sau nhớ kỹ hảo hảo phụng dưỡng nhà ngươi nương nương, nếu không ta nhưng không buông tha ngươi, nhưng biết được. Dương mẫu nhân nhìn tiểu mập mạp là nửa đậu nửa cười. Là, Long Quy nhất định tận tâm tận lực, phụng dưỡng nương nương, tuyệt đối không dám chậm trễ, thỉnh chủ thượng yên tâm. Long Quy đồng tử sợ hãi. Được rồi, người đừng dọa đến hắn, hắn vẫn là cái hài tử. Ngọc Lả lướt chừng mắt nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, đem Long Quy kéo nói, đừng sợ, hắn chính là ái nói giỡn, không sợ a. Có tiểu mập mạp Long Quy đồng tử sau, Ngọc Lả lướt ánh mắt thoạt nhìn càng nhu hòa không ít, cái này làm cho Dương mẫu nhân thực ăn vị. Nhưng là cũng kỳ thật trong lòng rất cao hứng, khó được làm một kiện có thể giành được mỹ nữ vui vẻ chuyện này. Ở Long Quy đồng tử chỉ lộ hạ, Dương Nghị Vân đem thuyền hoa tới rồi du long giống nhau tốc độ, thực mau đi ngược chiều thượng trăm dặm thời điểm, thủy vực dao động càng thêm cường đại rồi lên. Nương nương mau tới rồi, lại đi phía trước đi 10 dặm chính là, đến lúc đó muốn lặn xuống đáy sông đi, bọn họ ở đáy sông đại chiến đâu. Long Quy nói chuyện thời điểm trên mặt vẫn là có chút nghĩ mà sợ biểu tình. Đừng sợ có chúng ta ở, Ngọc Lả lướt kéo Long Quy đồng tử tay nhỏ an ủi hắn. Dương Nghị Vân vung tay lên, đem thuyền dừng lại, đối Ngọc Lả lướt nói, các ngươi ở trên thuyền chờ, ta đi xuống nhìn xem. Ta và ngươi cùng đi đi, Ngọc Lả lướt nói. Không có việc gì, ta tự hành đi chính là, không cần lo lắng. Dương Nghị Vân không chút nào để ý, Dương mẫu nhân hiện tại tâm thái kỳ thật là có như vậy một chút bành trướng, rốt cuộc hiện tại là thiên đạo tam trọng tu vi. Không nghĩ tới lúc này Long Quy đồng tử lại là mở miệng nói, chủ thượng ta. Ta đi theo ngươi đi đi, đáy sông có núi non địa hình là tương đối phức tạp, kia địa phương không ít tìm. Dương Nghị Vân vừa nghe còn đây là đối Long Quy đồng tử lau mắt mà nhìn liếc mắt một cái, tiểu tử này từ lúc bắt đầu liền rất sợ hãi, không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt lại là còn có thể động thân mà ra, loại này biểu hiện chính là có đảm đương. Nhưng thật ra không tồi Dương Nghị Vân khen một câu, vừa muốn nói không cần thời điểm. Ngọc Lả lướt lại là ngữ khí dám định nói, cùng nhau tới cùng đi, ta đều thiên đạo cảnh giới hậu kỳ tu vi, sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Ách vậy được rồi, Dương Nghị Vân đáp ứng rồi. Ngay sau đó ba người cùng nhau rời thuyền, Dương Nghị Vân vung tay lên, một cái thông đạo xuất hiện, trong thân thể hắn thủy thuộc tính nói thụ chi lực dùng tới phô trương, thao tác thủy chi lực trực tiếp xuất hiện một cái dừng lại đáy nước thông đạo. Ba người theo thông đạo trực tiếp đi xuống. Vài trăm thước lúc sau, rốt cuộc thấy được đáy sông. Quả nhiên như Long Quy đồng tử lời nói, đáy nước hạ có thật lớn phức tạp núi non, thoạt nhìn địa hình phụ trách khẩn. Nơi nơi đều là chiến hào cùng đá ngầm. Hơn nữa nhìn khổng lồ, nhìn qua nơi này giống như là bị bao phủ lục địa núi non. Ở Long Quy đồng tử dưới sự chỉ dẫn, rẽ trái rẽ phải tiến vào một cái mương máng, rốt cuộc đi tới một cái thật lớn đáy sông hang động đá vôi trước. Ở chỗ này thời điểm cường đại năng lượng dao động càng lúc càng lớn, lan đến đi ra ngoài mấy chục dặm, hơi thở phát ra đều ở thượng trăm dặm xa, cũng khó trách hướng Long Quy bực này tiểu yêu thần đều phải trốn chạy. Nương nương, chủ thượng, liền ở cái này đại hang động đá vôi nội. Long Quy đồng tử chỉ vào thật lớn hang động đá vôi có chút sợ hãi. Dương Nghị Vân cẩn thận cảm nhận được một chút, hai đại hơi thở, một đạo là thần đế đỉnh, một đạo là thần chủ sơ cấp. Một người một yêu. Trong lòng vừa động vèo một chút trực tiếp tiến vào hang động đá vôi chung. Người hơi thở chính là đại sư huynh không sai, mỗi người căn nguyên hơi thở, từ đầu đến cuối đều là giống nhau, sẽ không thay đổi, hắn trước tiên liền cảm nhận được là đại sư huynh Vân Trường Sinh hơi thở. Hắn đã thành tựu thần đế đỉnh tu vi, trong lòng cũng là nhịn không được thầm than không hổ là đại sư huynh. Đương nhiên đến nỗi chính hắn liền hoàn toàn xem nhẹ, tựa hồ không ai có thể cùng hắn sánh vai. So một lần khả năng đến tức chết. Đến nỗi mặt khác một đạo hơi thở là yêu khí, thần chủ sơ cấp yêu khí. Thực hiển nhiên là Long Quy đồng tử trong miệng Hà Vương, là một con rắn yêu. Tại đây chờ hoang dã đáy sông có thể xuất hiện một cái thần chủ cấp bậc yêu tộc,
đã xem như thực không tồi. Đường hắn tiến vào 100 mét lúc sau, một cái thật lớn kết giới nơi xuất hiện, Dương Nghị Vân không chút do dự nhảy mà vào. Sân bóng rổ đại giống nhau không gian xuất hiện, nơi này không có thủy. Hơn nữa như là một chỗ xa hoa xa xỉ cổ động phủ trình diện. Nội loại hoàn cảnh nhìn bốn phía lấp lánh sáng lên, dáng màu vạn trượng bộ dáng, thần nguyên lực cũng là tương đối ngoại giới muốn phong phú rất nhiều lần. Bất quá hắn lấy đi vào, thấy được trong tầm mắt một người một xà ở đối cầm, không đúng, chuẩn xác mà nói là ở rằng co chung. Tản ra thật lớn pháp lực sóng tổng, khuếch tán đi ra ngoài, ở thế cho nên hướng quá kết giới, thần kỳ chính là kết giới không có chút nào hư hao, nhìn qua cái này kết giới chỉ là cách trở nguồn nước, mà không tồn tại phòng ngự. Người tự nhiên là đại sư huynh Vân Trường Sinh, đến nỗi xà sao, lại là một cái toàn thân ô hải tam giác rắn nước, thể trường 30 dư mễ, thô tráng như thùng nước, giờ phút này nhẹ nhẹ quấn quanh ở đại sư huynh trên người. Mà đại sư huynh Vân Trường Sinh vẫn luôn tay thần quang đại tác phẩm, nâng lên thủ thế, đứng vững một ngụm cắn xé xuống dưới thật lớn đầu rắn. Rắn nước toàn thân lân giáp đền bù, vừa thấy liền không phải dễ chọc tồn tại, mở ra bồn máu miệng rộng miệng phun màu đỏ đen sương mù, cùng đại sư huynh trong tay thần quang đối cầm. Dương Nghị Vân trong mắt đại sư huynh lại là sắc mặt đen nhánh phát thanh, hiển nhiên này nhiệt xúc là có kịch độc, có thể lấy thần đế đối cầm thần chủ, còn không có ngã xuống, còn ở kiên trì, đủ để thuyết minh đại sư huynh thủ đoạn không kém. Nhưng chung quy Dương Nghị Vân biết, đại sư huynh sớm hay muộn sẽ bại. Bởi vì cảnh giới thượng thật lớn chênh lệch, hơn nữa nơi này là đáy nước động phủ, rắn nước chiếm cứ bẩm sinh ưu thế, nếu là ta hôm nay không xuất hiện, đại sư huynh nói không chừng thật đúng là sẽ bị này xúc sinh nuốt rớt. Lại đi phía trước xem liền ở đại sư huynh cùng rắn nước không xa nơi, có một chỗ địa phương tản ra dáng màu, từ vừa tiến đến liền nhìn đến có vạn trượng dáng màu, lúc này Dương Nghị Vân mới phát hiện ngọn nguồn chính là nơi nào. Nhìn kỹ đi nguyên lai là một chỗ 3 mét cao bạch ngọc tế đàn, mặt trên huyền phù một viên thần quang tùy ý thần châu, nắm tay lớn nhỏ bộ dáng. Trong lòng nghĩ khả năng chính là Long Quy đồng tử trong miệng thần châu. Đại sư huynh cùng rắn nước tranh đoạt đó là vật ấy đi. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười, một cái lắc mình tới rồi tế đàn thượng, không sốt ruột động thần cây, mà là nhếch miệng cười nói, đại sư huynh a, ta tới trích quả đào Nga, ha ha. Vân Trường Sinh cùng rắn nước tự nhiên đều ở trước tiên phát hiện Dương Nghị Vân tồn tại. Đối với Vân Trường Sinh tới nói, trong lòng một khối to cục đá rơi xuống đất, lại có vài phần chung hắn tất nhiên kiên trì không được, muốn táng thân này rắn nước trong miệng. Mà rắn nước cũng không biết tới nhân tộc sẽ là Vân Trường Sinh giúp đỡ, bất quá nhìn đến Dương Nghị Vân dừng ở tế đàn thượng sau, rắn nước lại là bực bội lên. Ít nói nhảm còn không hỗ trợ a. Vân Trường Sinh đáy lòng đại hỉ, giống lên Dương Nghị Vân. Hắc hắc, tới. Dương Nghị Vân cười, vung tay lên bảy màu long lân vừa ra. Phốc, một tiếng nặng nề qua đi, rắn nước thật lớn tam giác đầu tức khắc chuyển nhà. Chạm vào. Thật lớn thân thể nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm vang thanh. Dương Mỗ Nhân ra tay chạm một cái thần chủ cấp bậc rắn nước, tự nhiên là một bữa ăn sáng, sẽ không cấp nước xà bất luận cái gì phản kháng cơ hội, thậm chí còn từ hắn vừa xuất hiện sở hữu hơi thở liền tỏa định ở rắn nước trên người, sợ thương đến đại sư huynh, trực tiếp tế ra chính là bảy màu long lân, một kích mất mạng. Dương Nghị Vân chém giết rắn nước trong nháy mắt, Ngọc Lả Lướt mang theo Long Quy đồng tử vừa lúc đi vào kết giới. Thấy được Dương Nghị Vân phất tay chi gian chảm xà rắn nước. Giờ phút này Long Quy đồng tử đôi mắt trừng lớn. Hắn sinh hoạt ở đáy sông vô số năm, tự nhiên đối rắn nước không xa lạ, sở hữu sinh hoạt tại đây điều hoang dã sông lớn sinh linh đều biết Hà Vương là cỡ nào hung hãn. Nhưng hiện tại làm hắn từ nhỏ liền sợ Hà Vương cư nhiên đã bị chủ thượng phất tay chi gian cấp chém giết, lúc này mới làm Long Quy đồng tử trong lòng rõ ràng chính mình bế lên một cái kiểu gì thô đùi. Nhìn xem lôi kéo chính mình tay nhỏ nương nương, Long Quy đồng tử ánh mắt tỏa ánh sáng. Hô! Vân Trường Sinh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Nghị Vân, không kịp chào hỏi, một trường đem quấn quanh ở trên người rắn nước cái đuôi chấn khai, lấy ra một viên giải độc đan ăn vào, bắt đầu giải độc khôi phục. Dương Nghị Vân cười hắc hắc, ngồi ở tế đàn thượng, cũng không có đi chân chính đánh kia viên thần châu chủ ý, vừa rồi chỉ là cùng đại sư huynh nói giỡn mà thôi. Hắn biết đây là đại sư huynh thở ra tánh mạng muốn đoạt bảo vật, liền tính là giá trị ở đại, hắn cũng sẽ không thu, lúc này thậm chí xem cũng chưa đi xem một cái. Mà là ngồi chờ đại sư huynh khôi phục. Vừa rồi hắn cũng thấy được, đại sư huynh tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng vô ý đánh tiến, nếu không hắn liền trực tiếp ra tay cứu giúp.
Giải độc đan ăn vào đi lúc sau, Vân Trường Sinh sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, Dương Nghị Vân cũng yên tâm xuống dưới. Ngọc Lả Lướt mang theo Long Quy đi tới Dương Nghị Vân bên người, an tĩnh mà đứng, Long Quy đồng tử, lại là mang theo tò mò đánh giá nơi này hoàn cảnh, lộ ra suy tư chi ý. Ước chừng một canh giờ lúc sau, Vân Trường Sinh mở hai mắt, cũng khôi phục pháp lực giải trừ xà độc. Dương Nghị Vân nhảy xuống tế đàn, đối mặt đứng dậy sau Vân Trường Quy quy củ củ ôm quyền hành lễ, đại sư huynh. Mau đứng lên Vân Trường Sinh đi nâng, nhưng lại không nâng dậy tới, Dương Nghị Vân thi lễ khom người rốt cuộc. Hắn đây là đối với năm đó cùng các sư huynh xa lạ xin lỗi, tuy rằng không phải hắn bổn ý, ngược lại là sư huynh sư tỷ cùng hắn kéo ra khoảng cách, nhưng năm đó nói đến cùng là hắn tu luyện ra vấn đề, thế cho nên có người sống mặc gần hơi thở, làm sư huynh sư tỷ xa cách hắn, thật là hắn vấn đề. Này thi lễ là muốn nói cho đại sư huynh, ta còn là tiểu sư đệ, người vĩnh viễn là ta đại sư huynh. Sư đệ hà tất như thế, năm đó việc, sư phụ đều nói qua, lại là chúng ta không nên, mấy năm nay nhưng thật ra khổ ngươi. Vân Trường Sinh trung quy là nhất thức đại thể, sư huynh đệ bốn cái chung nhất ổn trọng một cái, đã sớm đã thấy ra, cũng biết năm đó không nên cùng sư đệ bảo trì khoảng cách. Hiện giờ Dương Nghị Vân này thi lễ, hắn trong lòng thật là cảm động, trên thực tế ở Dương Nghị Vân xuất hiện trêu ghẹo một câu, đại sư huynh ta tới trích quả đào thời điểm, hắn trong lòng cũng đã không có bất luận cái gì xa lạ cảm, rất rõ ràng Dương Nghị Vân vẫn là cái kia tiểu sư đệ, cũng không có xa lạ. Đại sư huynh ngươi không trách ta liền hảo, Dương Nghị Vân cũng nở nụ cười, hắn biết đại sư huynh trong lòng không ngăn cách, cũng là cao hứng lên. Tiểu tử thúi nói cái gì đâu, sư huynh đệ chi gian nói này đó, thành tâm khí ta không phải. Vân Trường Sinh ra vẻ sinh khí, nhưng là hắn trong mắt vẫn là lộ ra mỉm cười, tiểu sư đệ không có bởi vì hiện giờ tu vi cao, thân phận tôn quý mà cùng bọn họ xa cách, này liền vậy là đủ rồi. Năm đó đích xác có chút hiểu lầm, hắn cùng sao trời tử cùng tiểu sư muội cơ tím hà, còn tưởng rằng Dương Nghị Vân cái này tiểu sư đệ trở thành càn khôn thần tôn truyền nhân, tòa thượng thần tôn vô thượng bảo tọa sau, cố tình xa cách bọn họ, ngay lúc đó xác làm cho bọn họ ba cái nội tâm rất hụt hẫng. Xong việc mới từ sư phụ trong miệng biết được đó là tiểu sư đệ tu luyện xảy ra vấn đề, hiện giờ xem ra sư phụ nói không sai. Tiểu sư đệ vẫn là cái kia tiểu sư đệ. Đúng rồi, người như thế nào đột nhiên tới rồi nơi này? Vân Trường Sinh hỏi. Ta là đặc biệt tới tìm các ngươi, phía trước ta ở Vũng Bùn Sơn gặp qua nhị sư huynh, hắn kiếm đạo chuyển tiến thần kiếm nói, lưu tại Vũng Bùn Sơn tiếp tục tu luyện. Kế tiếp Dương Nghị Vân đem chính mình mấy năm nay sự tích ngắn gọn giảng thuật một bên, mà Vân Trường Sinh cũng là hư than giảng thuật chính mình, sư huynh đệ hai người giao lưu một phen, từng người đều thổn thức, trong lòng cũng đã không có bất luận cái gì ngăn cách, khôi phục tới rồi trước kia quan hệ. Lả Lướt lại đây gặp qua đại sư huynh đi Dương Nghị Vân cùng Vân Trường Sinh ôn chuyện lúc sau, liền làm Ngọc Lả Lướt lại đây, hắn tuy rằng biết năm đó hai bên gặp qua nhưng năm đó cũng mà chỉ là gặp qua mà thôi. Rất nhiều người ở Càn Khôn Thần Điện thế giới kỳ thật đều là không quen biết, người nhiều hơn mắc mưu năm hắn cũng không để ý này đó. Hiện tại bất đồng, hắn tu luyện bất đồng tâm cảnh bất đồng, hơn nữa Ngọc Lả Lướt cũng là hắn nữ nhân chi nhất, tự nhiên muốn gặp quá lớn sư huynh, hắn trong lòng vĩnh viễn vẫn là thân tình đại nghĩa đệ nhất, nhưng không nghĩ tới Ngọc Lả Lướt là thiên đạo chi cảnh, đại sư huynh là thần đế tu vi, hai người chi gian liền có chênh lệch. Ở hắn Vân Môn thần cảnh, chính là phải có này một cái thân tình quy củ tồn tại, nhiều điểm nhân tình vị khá tốt. Lả Lướt gặp qua đại sư huynh. Nương nương dưới tòa Long Quy đồng tử gặp qua đại nhân. Ngọc Lả Lướt cùng Long Quy trước sau đối Vân Trường Sinh hành lễ. Kỳ thật ở Ngọc Lả Lướt trong lòng cũng là không như vậy đa lễ nghi, bất quá Dương Nghị Vân tâm tư nàng hiện tại rõ ràng, thân tình đại nghĩa tuyệt đối đệ nhất, có thể tới rồi bị hắn tìm kiếm đại sư huynh, tự nhiên ở Dương Nghị Vân trong lòng có không nhỏ lượng gió. Nàng quy quy củ củ hành lễ, trong lòng vẫn là có vui sướng, này thuyết minh Dương Nghị Vân không có khách khí. A, à, Lả Lướt, đệ muội, mau mau lên, chớ đa lễ. Vân Trường Sinh không biết muốn như thế nào xưng hô Ngọc Lả Lướt, hắn là biết Ngọc Lả Lướt chính là Càn Khôn Thần Điện thế giới pháp thần chi nhất, nhưng hiện tại thành tiểu sư đệ nữ nhân, lời nói đến bên miệng chỉ có thể kêu một tiếng đệ muội. Trong lòng đối vị này tiểu sư đệ thực sự là bội phục ngũ thể đầu địa. Bất quá cũng nghĩ đến tiểu sư muội, quay đầu lại vẫn là muốn tìm hắn nói mới là. Cùng Ngọc Lả Lướt chào hỏi sau, nhìn Ngọc Lả Lướt bên người Long Quy tiểu mập mạp, Vân Trường Sinh trở tay chính là nhất phẩm đan dược đưa qua đi, nhưng thật ra sinh linh hoạt, tới này bình đan dược thủ hạ, coi như là lễ gặp mặt.
Vân Trường Sinh là có chút xấu hổ, vốn dĩ đệ muội chào hỏi hắn là phải cho lễ gặp mặt, nhưng người ta là thiên đạo cảnh giới, mặc kệ là tu vi vẫn là địa vị đều cao hơn hắn một mảng lớn, hắn mới là một giới thần đế, cũng lấy không ra cái gì lễ vật cấp ngọc là lướt bực này thiên đạo cường giả, lại là thấy được ngọc là lướt bên người Long Quy đồng tử, trong lòng vừa động có chủ ý. Long Quy đồng tử tự xưng là ngọc là lướt dưới tòa, tu vi là thiên thần, như thế dễ làm, hắn có thể lấy ra một lọ đan dược qua đi, ban cho đồng tử, vừa lúc, ví dụ mặt mũi đều có. Này, Long Quy đồng tử ngược lại khó xử, nhìn về phía ngọc là lướt. Nhận lấy đi, ngọc là lướt hơi hơi mỉm cười ý bảo Long Quy đồng tử nhận lấy đan dược. Long Quy đồng tử lúc này mới nhận lấy đan dược, khom người nói tạ, đa tạ đại nhân. Về sau kêu một tiếng đại sư bá đi ha ha. Vân Trường Sinh cười cười, nhìn nhiều liếc mắt một cái Long Quy đồng tử. Là đại sư bá Long Quy đồng tử được chỗ tốt, trên mặt có mỉm cười, lại là có vài phần ngây thơ đáng yêu, cũng khó trách ngọc là lướt thích hắn. Đại sư huynh trước thu viên thần châu đi, Dương Nghị Vân nhắc nhở một tiếng, tế đàn thượng thần châu còn ở, tuy rằng rắn nước bị giết, nhưng chung quy là bảo vật, vì phòng ngừa đột nhiên sinh ra biến cố, vẫn là nhắc nhở một tiếng. Tiểu sư đệ kia viên thần châu liền cho ngươi đi, ngươi càng cần nữa, những năm gần đây ngươi ở thần giới gánh vác quá nhiều, ta cái này làm đại sư huynh giống như là tưởng hỗ trợ, cũng giúp không được ngươi, này thần châu coi như là đại sư huynh tâm ý, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ nỗ lực tu luyện, tương lai tranh thủ sớm ngày giúp đỡ ngươi. Vân Trường Sinh nhìn Dương Nghị Vân thực nghiêm túc nói ra này đoạn lời nói. Những lời này nếu là đổi cá nhân tới nói, Dương Nghị Vân nhất định sẽ dưới đáy lòng nói một câu giả dối. Nhưng nếu là đại sư huynh nói ra, hắn liền biết tự chân thành, bởi vì hắn hiểu biết vị này đại sư huynh làm người. Trước nay ở phương diện này sẽ không có qua loa. Hắn nói như vậy, làm Dương Nghị Vân trong lòng tạo nên từng trận dòng nước ấm. Phải biết rằng này viên thần châu chính là đại sư huynh liều mạng đều cướp đoạt đồ vật, đương nhiên cuối cùng là hắn tới rồi cứu đại sư huynh, khá vậy không thể bởi vì như thế, liền nhận lấy này viên thần châu. Hắn Dương Nghị Vân làm không được như vậy sự. Huống hồ lấy hắn hiện tại tu vi, cũng không phải một viên thần châu là có thể tăng lên một cái cảnh giới là có thể giải quyết vấn đề. Cảm động vô cùng. Dương Nghị Vân vung tay lên, trực tiếp đem thần châu từ tế đàn thượng gỡ xuống, rồi sau đó cười cười nói, đại sư huynh thật cho ta a. Tiểu tử thúi ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Vân Trường Sinh ánh mắt thanh triệt, tẫn lộ chân thành, không hề có làm ra vẻ, hắn thật là thiệt tình cấp Dương Nghị Vân. Hảo, ta nhận lấy. Dương Nghị Vân cười hắc hắc. Thần châu ở trên tay biến mất, nhưng là ngay sau đó hắn lại phất tay, thần châu một lần nữa xuất hiện ở trong tay, cười nói, có đi mà không có lại quá thất lễ, cái này thần châu, hiện tại ta đưa cho đại sư huynh. Nói chuyện chi gian không khỏi phân trần, Dương Nghị Vân trực tiếp đem thần châu nhét vào Vân Trường Sinh trong tay. Tiểu sư đệ ngươi, ngây người lại đây sau, Vân Trường Sinh có chút sinh khí. Dương Nghị Vân lại là dành trước mở miệng nói, ta đại sư huynh a, ngươi liền thu hồi đến đây đi. Ta hiện tại tu vi đều thiên đạo tam trọng, cũng không phải như vậy một viên thần châu là có thể làm ta lại tiến thêm một bước, lại nói nếu là ta thật sự yêu cầu này viên thần châu, ngươi không nói ta đều mở miệng tìm ngươi muốn, ngươi ta sư huynh đệ chi gian, sáng tỏ tâm ý có thể, như thế ngược lại kém cỏi. Nghe được Dương Nghị Vân như vậy vừa nói, Vân Trường Sinh liền biết Dương Nghị Vân sẽ không nhận lấy thần châu, nhưng cũng rõ ràng tiểu sư đệ hiện tại tu vi cao. Đích xác cũng không phải một viên thần châu là có thể giải quyết một cái tiểu cảnh giới vấn đề, chỉ có thể cười khổ một chút đem thần châu thu hồi. Không có khách sáo, cũng không có ngăn cách, hai người chi gian tự nhiên vẫn là trước kia như vậy thân mật, kỳ thật Dương Nghị Vân biết vị này đại sư huynh là vẫn luôn thực quan tâm người của hắn. Kế tiếp trực tiếp mở miệng nói, đại sư huynh kế tiếp ngươi như thế nào tính toán, có trở về hay không Vân Môn đi. Vân Trường Sinh suy tư một chút nói, tiểu sư đệ nếu thần châu ngươi không thu. Ta liền tại nơi đây bế quan luyện hóa thần châu, này châu với ta gián sát, hẳn là có thể đột phá tu vi, quay đầu lại ta tưởng giúp sư phụ đi tìm xem võ thần sư nương cùng công chúa sư nương đi, tạm thời liền không quay về. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, như thế cũng hảo, nơi đây không có rắn nước đảo cũng là cái không tồi tu luyện nơi, tóm lại Càn Khôn thần điện thế giới hiện tại sửa tên vì Vân Môn thần cảnh, trước kia là ta sơ ý làm đại gia chịu ủy khuất. Về sau bảo đảm sẽ không ở phát sinh, đại sư huynh ngươi tùy thời trở về liền hảo. Đến nỗi tìm kiếm võ thần cùng công chúa hai vị sư nương, cũng là chuyện của ta, lần này ra tới cũng là mục đích của ta chi nhất. Lão nhân ở trăm năm trước mang theo thiên cơ sư nương lại một lần đi ra ngoài tìm kiếm, ta cũng sẽ đi, chuyện này ngươi không nhọc lòng,
an tâm tu luyện đó là. Như thế cũng hảo, Vân Trường Sinh gật đầu. Dương Nghị Vân lần này ra tới, tự nhiên sẽ giúp sư phụ tìm kiếm hai vị sư nương, trừ cái này ra, năm đó cùng võ thần, công chúa hai vị sư nương cùng nhau lên trời lộ rời đi còn có Lam Tâm Tiên Vương, đương nhiên tu vi đã sớm không phải tiên vương, nhưng hắn kêu thói quen, cũng là muốn tìm kiếm người, lão nhân tìm thật lâu đều không có chuẩn xác tin tức, cũng không biết ở nơi nào. Dù sao lần này ra tới hắn cũng sẽ tìm xem. Sư đệ mượn một bước nói chuyện, Vân Trường Sinh nhìn thoáng qua một bên Ngọc Lả Lướt nhỏ giọng nói. Dương Nghị Vân sửng sốt, nhưng vẫn là gật đầu nói, hảo. Mà Ngọc Lả Lướt còn lại là mang theo Long Quy đồng tử tránh ra, đi đánh giá tế đàn. Đại sư huynh làm sao vậy? Dương Nghị Vân còn có chút buồn bực, đại sư huynh có nói cái gì còn muốn tránh đi Ngọc Lả Lướt? Vân Trường Sinh cười khổ nói, người tiểu sư tỷ cùng ngươi là như thế nào sẽ là? Dương Nghị Vân nghe được đại sư huynh nói như thế, tức khắc trong lòng liền có điểm chột dạ, hắn đối tiểu sư đệ có hảo cảm, tiểu sư tỷ cũng giống như đối hắn có hảo cảm, nhưng là năm đó ở tiên giới hắn mặt khác nữ nhân đều ở, hai người chi gian cũng liền không có cái gì thực chất tính phát triển, đương nhiên hơn phân nửa là hắn tránh đi, sau lại hắn phi thăng thần giới, tái kiến tiểu sư tỷ thời điểm, chính là vĩnh hằng thần giới ra tới thời điểm, khi đó đúng là hắn tiến vào thiên đạo cảnh giới, toàn thân hơi thở không có khống chế ngoại phóng. Người sống mạc gần thời điểm. Thế cho nên năm đó nhìn thấy tiểu sư tỷ cũng liền hàn huyên nói mấy câu, lại sau lại hắn bế quan tu luyện, lại đi ra ngoài liền vẫn luôn chưa thấy qua tiểu sư tỷ, mà lão nhân cũng không nhắc tới đều thiếu, chỉ nói tiểu sư tỷ ra ngoài rèn luyện đi, cũng không có nói cho hắn ở địa phương nào, hắn phái ra đi người cũng không nghe được, hôm nay chính là đại sư huynh không nói hắn cũng muốn hỏi một chút tiểu sư tỷ cơ tím hà rơi xuống, hỏi qua nhị sư huynh sao trời tử cũng nói không biết. Đại sư huynh người biết tiểu sư tỷ ở địa phương nào? Dương Nghị Vân vội vàng hỏi. Hắn hiện tại nghĩ đến đích xác có điểm thực xin lỗi tiểu sư tỷ. Người nha, thật không biết người nghĩ như thế nào, năm đó. Tính không nói năm đó, tóm lại người phải biết rằng người tiểu sư tỷ trong lòng vẫn luôn có người đó là, từ tiên giới người phi thăng lúc sau liền vẫn luôn nhớ thương ngươi, sau lại đi vào Càn Khôn thần điện thế giới, kết quả ngươi khi đó một bộ người sống mạc gần hơi thở, ngươi làm nàng thương tâm. Đương nhiên sau lại sư phụ giải thích quá là ngươi tu luyện vấn đề, cũng không phải có thể có xa lạ cảm. Nhưng đã chậm, người tiểu sư tỷ rời đi Càn Khôn thần điện thế giới, bị các nàng cơ gia người thiếp đi rồi, các nàng cơ gia ở thần giới chính là căn cơ, là cổ xưa thần tộc cơ gia, đến nỗi thần giới cơ gia ở địa phương nào ta cũng không biết, chỉ có thể nói cho ngươi này đó. Tiểu sư đệ A, người tiểu sư tỷ chính là ta và ngươi nhị sư huynh nhìn lớn lên, nàng cái gì tâm tư chúng ta đều biết. Trong lòng là nhớ thương ngươi, ngươi nhưng đừng cô phụ nàng, quay đầu lại ngươi đi tìm xem cơ gia, đem nàng tiếp trở về đi, nếu không nàng khẳng định sẽ không vui vẻ, ở tiên giới thời điểm ngươi đem tiên thú viện giao cho nàng, ngươi đi thần giới sau nàng là tận tâm tận lực, trước nay chưa thấy qua nàng đối mỗi chuyện như vậy ham thích, đem thủ hạ của ngươi bắt lấy thần thú tiên thú đều chiếu cố gần có điều. Lại sau lại những cái đó tiên thú thần thú phi thăng thần giới, sau đó bị Càn Khôn thần điện lôi đình tôn giả mang đi tu luyện. Ngươi tiểu sư tỷ liền không có sự làm, hơn nữa nhìn thấy ngươi, lại là có chút xa lạ, cho nên nàng là thương tâm, không có tâm linh ký thác. Vân Trường Sinh có chút ẩn ẩn trách cứ ý tứ, đích xác cơ tím hà là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, một chút giáo nàng tu luyện từ từ, rất thương yêu tiểu sư muội, kết quả lại là thích tiểu sư đệ. Dương Nghị Vân vốn là đối tiểu sư tỷ cơ tím hà tâm tổn áy náy, nghe đại sư huynh như vậy vừa nói, trong lòng càng thêm hụt hẫng, đích xác cảm giác là nàng cô phụ tiểu sư tỷ. Hiện tại hồi tưởng lên, tiểu sư tỷ đối hắn đó là không thể chê, thực bao che cho con người. Nhưng hắn lại làm tiểu sư tỷ thất vọng rồi. Trong lòng nghĩ không được, chuyện này đến muốn đền bù. Nhưng nghe đại sư huynh ý tứ tiểu sư tỷ cư nhiên ở thần giới còn có gia. Không đúng, chuẩn xác mà nói là nàng nơi cơ gia là thần giới cổ thần tộc, cái này nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, nhưng là hắn trước kia cũng nghe chết lão nhân nói qua một miệng, nói tiểu sư tỷ gia tộc thực cổ xưa. Thực thần bí, đương nhiên đó là ở tiên giới thời điểm. Hiện tại xem ra cơ gia thần bí cổ xưa căn nguyên vẫn luôn ở thần giới, là thần giới cổ xưa gia tộc cơ gia. Hơn nữa tiểu sư tỷ đã bị cơ gia người tiếp đi rồi, đến nỗi thần giới cơ gia ở địa phương nào, đại sư huynh cũng không biết, sợ là lão nhân cũng không biết đi. Tiểu sư tỷ rời đi Càn Khôn thần điện thế giới trở về nhà tộc, chết lão nhân cũng không có nói cho hắn. Bất quá hiện tại nghĩ đến chết lão nhân cũng là chỉ sợ cũng là yêu thương tiểu sư tỷ, mới không có nói đi. Mặc kệ thế nào,
hắn nhất định sẽ đi một chuyến Cơ Gia. Đến nỗi Cơ Gia ở địa phương nào, cái này đơn giản, chỉ cần là ở thần giới, liền nhất định có thể tìm được, đến lúc đó hắn sẽ đem tiểu sư tỷ cấp tìm trở về. Đại sư huynh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiểu sư tỷ tìm trở về. Dương Nghị Vân trịnh trọng nói. Hành, ta biết ngươi hành sự có ngươi đạo lý, nhưng ở tình nghĩa thượng ngươi là nhất coi trọng một cái, đến nỗi ngươi tiểu sư tỷ ta hy vọng ngươi xử lý tốt các ngươi quan hệ, tu hành tới rồi thần linh nông nỗi, ở rất lớn ý nghĩa thượng đã không có gì nam nữ việc, càng có rất nhiều thân tình, thậm chí là một câu chuyện này ngươi xem làm đi. Vân Trường Sinh vỗ vỗ Dương Nghị Vân bả vai nói. Dương Nghị Vân gật đầu nói ân, ta biết được, như thế. Đại sư huynh ta liền rời đi, ngươi tu luyện cho tốt, ở quá 500 nhiều trăm năm ta sẽ đi một chuyến chúng thần vực, ngươi nếu là trở lại vân môn thần cảnh ta không ở, nhưng ngàn vạn đừng rời đi a. Vân Trường Sinh cười mắng, tiểu tử thúi nói cái gì, nói ta giống như rời nhà trốn đi giống nhau, sư phụ ở nơi nào, các ngươi ở nơi nào chính là nhà của ta, ta nếu là xuất quan bế, có thể đuổi kịp nói, đến lúc đó sẽ đi đưa ngươi. Hai người nói xong, Dương Nghị Vân vừa mới chuẩn bị kêu Ngọc Lả Lướt cùng Long Quy Đồng Tử rời đi, lại là nghe được Ngọc Lả Lướt hô, Vân Tử ngươi lại đây nhìn xem, cái này tế đàn thượng có khắc văn, tựa hồ cùng Long Quy Đồng Tử trên lưng khắc văn có chút tương tự đâu. Đại sư huynh cùng đi nhìn xem, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động. Ngay sau đó hai người đi vào tế đàn thượng. Ngươi xem, này tế đàn thượng khắc văn có phải hay không cùng Long Quy Đồng Tử trên người tương tự? Hơn nữa vừa mới Long Quy Đồng Tử không tự chủ được chính mình hóa hình bản thể ra tới. Ngọc Lả Lướt chỉ vào tế đàn phức tạp cổ xưa khắc văn nói. Dương Nghị Vân cẩn thận quan sát một chút, đang xem giờ phút này hóa thành kim quy Long Quy Đồng Tử, tiểu mập mạp mai rùa đen thượng khắc văn thực mơ hồ, phía trước còn đối Ngọc Lả Lướt nói, tiểu mập mạp khắc văn như là cố tình bị người hủy diệt giống nhau, lúc này quan sát, tuy rằng vẫn là mơ hồ, nhưng là đại khái thượng thật đúng là phi thường tương tự. Thật sự trọng điểm là Long Quy Đồng Tử cư nhiên chính mình ở cái này tế đàn thượng hóa hình bản thể, này không thể không lệnh người có liên tưởng, Long Quy Đồng Tử có phải hay không cùng cái này tế đàn có quan hệ gì? Đại sư huynh ngươi thấy thế nào? Dương Nghị Vân hỏi một tiếng bên người Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh trước kia ở tiên giới Vân Môn liền dưỡng quá một đầu quy, kia đầu quy còn không có Dương Nghị Vân an trí ở Vân Môn trở thành thánh vật, bởi vì trên lưng ghi lại lão nhân lưu lại công pháp. Cũng làm xem như đối quy tộc có điểm nghiên cứu. Nhìn tựa hồ thật là có tương tự chỗ, Long Quy Đồng Tử trên lưng khắc văn như là bị người có thể che giấu lên giống nhau, sư đệ ngươi thử xem nhìn xem có thể hay không kích phát Long Quy Đồng Tử trên lưng khắc văn, ta tổng cảm giác hắn trên lưng như là có một đạo cấm lực lượng. Vân Trường Sinh đề nghị nói. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, ta thử xem. Kỳ thật hắn cũng có cảm Long Quy Đồng Tử trên lưng có một tầng lực lượng bao phủ. Hiện tại đại sư huynh như vậy vừa nói, hắn càng thêm xác định. Có lẽ Long Quy Đồng Tử cùng nơi này thật là có điểm quan hệ. Phía trước ở trên thuyền thời điểm, hắn sở dĩ làm Ngọc Lả Lướt nhận lấy Long Quy Đồng Tử là bởi vì, hắn nhìn ra cái này tiểu mập mạp có trong cơ thể có long huyết, đây cũng là cấp đặt tên Long Quy nguyên nhân, cái này mập mạp là Long Quy, cũng không phải là tầm thường kim quy. Đương nhiên điểm này hắn chưa cho Ngọc Lả Lướt nói. Nếu không đường đường thiên đạo cảnh giới cường giả bên người đồng tử, như thế nào sẽ muốn một cái tiểu thiên thần cấp bậc tiểu yêu thần đâu? Lúc này lại là chuẩn bị nghiên cứu một chút Long Quy đồng tử. Tiểu mập mạp đợi chút nhịn xuống a, ta nhìn xem ngươi trên lưng hay không có cái gì. Dương Nghị Vân đối Long Quy đồng tử công đạo một tiếng. Chủ thượng ta biết được, kỳ thật từ nhỏ ta liền cảm giác trên lưng thực trọng thực không thoải mái, ngài cấp nhìn xem cũng là tốt. Vừa rồi ở chỗ này ta một chút liền không nhịn xuống hóa ra bản thể, cảm giác nơi này có thứ gì ở triệu hoán ta giống nhau, rất là kỳ quái đâu. Lúc này Long Quy Đồng Tử đảo cũng hiểu chuyện. Vân Tử cẩn thận một chút A Ngọc Lả Lướt ở một bên nhìn có điểm lo lắng nàng tiểu đồng tử. Yên tâm, ta có chừng mực, Dương Nghị Vân cười cười. Ngay sau đó Dương Nghị Vân duỗi tay đặt ở Long Quy Đồng Tử mai rùa đen thượng, nhắm mắt lại cẩn thận đi cảm thụ. Long Quy Đồng Tử phần lưng hay không thực sự có cái gì cấm chế lực lượng tồn tại. Mấy người chung cũng liền hắn tu vi tối cao, cái này sống hắn tới đi nhất thích hợp bất quá. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thật đúng là cảm nhận được Long Quy Đồng Tử phần lưng có một tầng lực lượng tồn tại, thực ẩn nấp, nhưng cũng rất cao minh thủ pháp cấm chế, nếu không phải hắn hiện giờ tu vi đến thiên đạo tam trọng, thật đúng là rất khó cảm nhận được. Trong lòng cũng là hơi kinh hãi,
Long Quy đồng tử phần lưng cái này cấm chế lực lượng ở hắn xem ra ít nhất là thiên đạo năm trọng cấp bậc cường giả lưu lại. Đổi cá nhân đi phá rớt cái này cấm chế thật đúng là có khó khăn, tân mệt là hắn, bởi vì tưởng phá cái này cấm chế không chỉ có yêu cầu hồn hậu cường đại pháp lực, càng cần nữa cường đại thần hồn chi lực, mà hắn nguyên thần chính là vừa mới có một lần lột xác, cường đại đến tình trạng gì, hắn cũng không biết. Thần hít sâu một hơi, hắn lòng bàn tay điều động pháp lực thần hồn lực, bỗng nhiên một áp dừng ở Long Quy đồng tử phần lưng cấm chế thượng. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, giống như pha lê rách nát tiếng động. Ngay sau đó đó là một tiếng ăn đau giống nhau gầm rú vang lên, giống. Lại là Long Quy đồng tử phát ra thanh âm. Cũng tại đây một khắc, Long Quy đồng tử phần lưng kim quang đại tác, Dương Nghị Vân cái này thấy rõ ràng, phía trước ở Long Quy đồng tử phần lưng như ẩn như hiện khắc văn tất cả đều rõ ràng lên, hơn nữa bộc phát ra đạo đạo kim quang. Mà cùng thời gian, bọn họ dưới chân tế đàn thượng những cái đó khắc văn cũng đồng dạng bùng nổ kim quang. Trong nháy mắt tựa hồ cùng Long Quy đồng tử phần lưng khắc văn kim quang có lẫn nhau nổ vang. Chúng ta trước đẩy hạ tế đàn đi. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, nhìn thoáng qua Long Quy đồng tử, đối ngọc là lướt cùng đại sư huynh nói. Ba người nháy mắt lui ra tế đàn. Lúc này lại đi nhìn đến thời điểm, còn lại là phát hiện, tế đàn thượng đã hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Vân tử sao lại thế này, Long Quy đồng tử có thể hay không có việc. Ngọc là lướt có chút lo lắng. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, yên tâm đi, có thể là chuyện tốt, tiểu mập mạp trong cơ thể có long huyết, có lẽ sẽ lột xác thành danh phó kỳ thật thần thú Long Quy, chúng ta chờ nhìn xem. Đại gia lúc này nhìn lại thời điểm, tế đàn thượng kim quang lấp lánh, đã nhìn không tới Long Quy đồng tử tung tích, bất quá lại là có thể cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở tán phát ra tới. Tựa hồ là tế đàn cùng Long Quy đồng tử hòa hợp nhất thể giống nhau. Ở đâu kim quang trung ẩn ẩn có thể nhìn đến có Long Quy bóng dáng. Cũng không biết nội loại đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại Dương Nghị Vân ba người lại là rõ ràng Long Quy đồng tử phần lưng khắc văn cùng tế đàn thượng khắc văn hình thành tương hô ứng, tất nhiên sẽ phát sinh cái gì, hoặc là nói ra hiện cái gì. Đối này ba người đều ẩn ẩn chờ mong. Có một chút Dương Nghị Vân thập phần khẳng định, kia đó là tiểu mập mạp trong cơ thể Long Huyết, biểu thị hắn sẽ trở thành thần thú Long Quy. Giống, từng tiếng tràn ngập thống khổ gầm rú vang lên. Là Long Quy đồng tử gầm rú. Tựa hồ ở trải qua cái gì rất thống khổ sự. Ngay sau đó tiếng kêu có chút thay đổi. Giống, ngao. Dần dần biến thành long minh tiếng động. Cái này Dương Nghị Vân biết Long Quy chuyển biến, hoặc là nói trong cơ thể Long Huyết thức tỉnh, hóa thành chân chính Long Huyết thần thú. Sư đệ chính là Long Quy. Vân Trường Sinh ánh mắt sáng lên hỏi. 890 rời, hẳn là không sai. Dương Nghị Vân gật đầu. Thật sự, Ngọc Lả lướt lại là vui mừng nhất. Đối nàng tới nói, là thiệt tình thế Long Quy đồng tử cao hứng, đương nhiên từ lúc bắt đầu nàng liền không nghĩ tới muốn đi lợi dụng Long Quy đồng tử, chỉ là đơn thuần thích tiểu mập mạp mà thôi, cái này nghe được Dương Nghị Vân nói khả năng thật sự hóa thành Long Quy thần thú, nàng tự nhiên vì tiểu mập mạp cao hứng. Không sai được, Dương Nghị Vân cười nói. Oanh! Liền ở ba người nói chuyện hết sức, một tiếng nặng nề từ tế đàn vang lên. Nháy mắt có cường đại năng lượng dao động, khuếch tán mở ra. Nhưng cũng liền trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Ba người theo bản năng nhắm mắt, đương lại mở hai mắt thời điểm, tế đàn thượng kim quang biến mất không thấy. Lại là xuất hiện một đầu Long Quy. Vẫn như cũ toàn thân kim sắc, nhưng lại là cùng phía trước Long Quy đồng tử có rất lớn biến hóa. Đầu biến thành long đầu, mọc ra một đôi ba tấc râu cùng thật dài long cần, đuôi bộ hóa thành kim sắc long đuôi, mang theo kim mao như sư cái đuôi tựa đuôi rắn, tứ chi che kín lân giáp. Thật lớn mai rùa đen thượng, từng đạo khắc văn rõ ràng có thể thấy được, còn lưu chuyển thần quang lập lòe, thật đúng là hóa thành thần thú Long Quy. Hơi thở thượng cũng có đại biến, cư nhiên nhảy thành cao giai pháp thần tồn tại. Yêu khí tận trời. Đương nhiên nơi này yêu khí không phải tà ác, mà là thuộc về thần thú lực lượng hơi thở. Tiểu mập mạp, Dương Nghị Vân nhìn không được vẫn là kêu một tiếng tiểu mập mạp. Ngay sau đó này đầu Long Quy toàn thân quang mang chợt lóe, hóa thành tiểu hài tử. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, là cái thoạt nhìn 7-8 tuổi tiểu nam hài, béo đô đô bộ dáng, bất quá trên trán râu lại là không đi xuống, nhưng thật ra bằng thêm vài phần đáng yêu. Đa tạ chủ thượng, tiểu mập mạp như cũ là nãi thanh nãi khí thanh âm, nói chuyện chi gian đối Dương Nghị Vân quỳ gối nói lời cảm tạ. Cái này thật sự trở thành danh xứng với thực Long Quy đồng tử. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ba người lắc mình thượng tế đàn.
vung tay lên Dương Nghị Vân đem tiểu mập mạp chịu phục. Ngoan ngoãn tiểu mập mạp tâm trí thượng vẫn là không nhiều ít biến hóa, đứng ở Ngọc Lả Lướt bên người. Long Quy đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Lả Lướt nhịn không được hỏi. Tiểu mập mạp suy tư một chút nói, ta trong óc nhiều một ít ký ức. Cái này địa phương rất sớm trước kia nguyên lai chính là cha mẹ ta nơi động phủ, bọn họ vì bảo hộ ta, ở ta trên người hạ cấm chế phong ấn, làm ta nhìn như thành tầm thường quy tộc, cho nên vẫn luôn không có huyết mạch thức tỉnh. Sinh ra lúc sau, lại là bị Hà Vương cũng chính là bị chủ thượng chém giết rắn nước đem ta đuổi ra nơi này, ta liền vẫn luôn tự do bên ngoài, sinh hoạt ở đáy sông, cùng cái khác thủy tộc ở bên nhau. Hôm nay đa tạ chủ thượng giúp ta mở ra phong ấn, trùng hợp chính là ta đi tới cha mẹ lưu lại tế đàn, mặt trên khắc văn chi lực kỳ thật chính là cha mẹ ta lưu lại truyền thừa ký ức, làm ta trong cơ thể long huyết thức tỉnh, trở về long quy chi thân. Cái kia xà cùng thần châu là chuyện như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi. Long quy đồng tử nói, kỳ thật cái kia xà là ta phụ vương dưới tòa đại tướng lúc sau bối, bổn ý là muốn cho hắn bảo hộ làm bạn ta trưởng thành, nhưng không nghĩ tới nàng vì động phủ thần châu. Đem ta đuổi ra động phủ, thần châu là thiên địa dựng dục mà thành thủy nguyên linh châu, chất chứa cường đại năng lượng, rắn nước mưu làm tinh thần hoảng hốt châu hàng năm hấp thụ nội loại lực lượng vì mình dùng, bá chiếm động phủ. Tế đàn nhưng có cái gì nói? Dương Nghị Vân hỏi lại, kỳ thật hắn cảm giác nơi này nhất không tầm thường chính là này tòa tế đàn. Hồi bẩm chủ thượng tế đàn trong vòng, kỳ thật thật là có một vật, đãi ta lấy ra, tặng với chủ thượng. Long Quy đồng tử nãi thanh nãi khí nói. Thật là có môn đạo, Dương Nghị Vân cười cười. Nhìn về phía Long Quy đồng tử thời điểm, ánh mắt lại có chút tỏa sáng, hắn thân thủ giải khai Long Quy đồng tử phần lưng cấm chế, trong lòng rất rõ ràng, Long Quy đồng tử phần lưng cấm chế chi cường đại, nói cách khác, Long Quy đồng tử cha mẹ tu vi ít nhất ở thiên đạo quy tắc năm trọng, thậm chí có thể là hợp đạo cấp bậc. Đương nhiên dựa theo Long Quy đồng tử nói, đó là thật lâu sự, hắn cha mẹ đã sớm không hề, nhưng thật ra có chút đáng tiếc, thiếu hai đại cao thủ. Nói như thế tới, cái này tiểu mập mạp vẫn là cái vương tử. Bất quá, hiện tại lại thành Ngọc Lả Lướt dưới tòa đồng tử, còn đây là kiếm được. Đối với tiểu mập mạp nói, tế đàn trong vòng phong ấn có cái gì, Dương Nghị Vân vẫn là có chút chờ mong. Ngay sau đó tiểu mập mạp đối với tế đàn trung ương hộc ra một ngụm cùng loại long tức lực lượng, tức khắc tế đàn phát ra một tiếng nổ vang, lại là thần quang đại tác phẩm dưới, xuất hiện một cái không gian môn hộ. Ngay sau đó một đạo kim quang bay ra tới. Vèo. Dương Nghị Vân phất tay chi gian đem chi chộp vào trong tay. Thiếu chút nữa liền phải trốn bay ra đi. Cầm trong tay lúc sau vừa thấy, lại là một hộp. Nơi này là cái gì? Dương Nghị Vân tò mò hỏi Long Quy đồng tử. Không nghĩ tới Long Quy đồng tử lắc đầu nói, chủ thượng ta cũng không biết, ta trong trí nhớ chỉ biết, cái hộp này bên trong chi vật, kỳ thật không phải tộc của ta chi vật. Chính là ta phụ vương từ địa phương nào được đến, cũng không có tìm hiểu thấu, liền phong ở cái hộp này chung. Nhưng thật ra có chút ý tứ, đãi ta nhìn xem. Dương Nghị Vân nói chuyện vung tay lên, đem hộp thượng phong ấn mở ra. Răng rắc, trong tay nửa thước bạch ngọc hộp mở ra. Hướng về bên trong vừa thấy, Dương Nghị Vân lại là có chút thất vọng. Nguyên lai bên trong phóng đen nhánh tỏa sáng, nửa chỉ bàn tay lớn nhỏ, hình chữ nhật, có 6 mặt củ ấu. Một lóng tay đầu độ dày đồ vật, ngọc cũng không phải ngọc tựa thạch phi thạch, cũng không biết là cùng tài chất, ngược lại như là nào đó phù chú giống nhau đồ vật. Thứ gì? Dương Nghị Vân nói thầm đem chi từ bên trong hộp cầm trong tay. Xúc tua lạnh lẽo, hơn nữa đừng nhìn nửa bàn tay tiểu nhân một chút, nhưng lại rất có phân lượng, như là thiết giống nhau. Hai mặt đều có cổ xưa khắc văn đồ án, cũng không biết là có ý tứ gì. Cầm trong tay đi cảm thụ. Lại cũng không phát hiện bên trong có cái gì cường đại năng lượng. Là cái dâu ria. Dương Nghị Vân là không tin. Có thể bị Long Quy cha mẹ giấu ở tế đàn trong vòng, hơn nữa chỉ có Long Quy có thể biết được lấy ra đồ vật, như thế bí ẩn, sao có thể là dâu ria chi vật. Thử hướng bên trong rót vào pháp lực. Nhưng mà không hề động tĩnh, nhưng pháp lực lại là bị một tia không dư thừa cấp nuốt. Quả nhiên có vấn đề. Dương Nghị Vân nói thầm một câu. Trong lòng vừa động tập trung ý thức đối với này khối đen nhánh chi vật mà đi. Ngay sau đó, oanh, hắn trong óc lại là một tiếng nổ vang. Ý thức cũng là bỗng nhiên chấn động, khoảnh khắc chi gian choáng váng một chút. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại là phát hiện hắn tựa hồ đang ở một cái hỗn độn không rõ thế giới. Phản ứng lại đây lúc sau, lại là biết, nơi này hẳn là thứ này bên trong ý thức thế giới.
đạt tới hắn hiện giờ tu vi cảnh giới, đã rất ít có cái gì ảo cảnh hắn nhìn không thấu, hoặc là có thể mê hoặc hắn. Mà liền vào giờ phút này hỗn độn thế giới quay cuồng, kim quang đại tác. Hắn trong đầu còn lại là một trận đau đớn, ngay sau đó nhiều chỗ một ít tin tức. Hỗn độn khai thiên phân đại đạo mới bắt đầu là vì khí, một khí hóa âm dương hóa tam khí, tam hóa khí vạn vật. Khí vì thiên địa chi bổn, vì nói chi căn nguyên, vì pháp vì tắc, vì quy tắc, vì áo nghĩa, vì vạn vật cũng. Vạn vật thành hình toàn vì khí chi hình chi trạng chi ý chi sở hữu. Khí phân ngũ hành, coi là thiên địa chi bổn. Ngự khí giả, ngự pháp ngự quy tắc ngự đại đạo. Quy tắc năm đạo vì này khí cũng, hắc vì ám chi khí, nhưng hóa vô biên vực sâu. Nửa ngày lúc sau Dương Nghị Vân mở hai mắt, rốt cuộc đã biết trong tay chi vật là thứ gì. Lại là tinh thần đại chấn. Hắn cho tới nay không biết thiên đạo quy tắc chung quy tắc đại biểu cho cái gì, hiện tại lại là đã biết. Mà trong tay chi vật, đúng là quy tắc sản vật. Ý thức dò xét quá khứ thời điểm, được đến quy tắc tin tức, xem như thực toàn diện một phần công lược giới thiệu. Đầu tiên nói thứ này tên, gọi là, hắc ám quy tắc chú phù. Chính là năm đại quy tắc chung hắc ám quy tắc chi nhất, xem như vô tận vô biên thuộc tính. Năm đại quy tắc có, sinh, chết, quang minh, hắc ám, thời không. Từ hắc ám quy tắc phù chung được đến tin tức tổng kết nói, quy tắc lực lượng có thể xưng là, khí. Khí chính là thế gian càng vì cao cấp lực lượng, nhưng có hữu hình nhưng vô hình, khí chi diễn biến dưới mới là khí, khí thế gian hết thảy linh khí nguyên khí từ hữu hình chi vật. Mà khí còn lại là đại đạo chi lực căn bản lực lượng, là quy tắc chi lực, khí là quy tắc, cũng có thể là bất luận cái gì lực lượng, dù sao chính là thực như bức. Có chút đồ vật Dương Nghị Vân chính mình đều không hiểu, cái này yêu cầu chậm rãi tiêu hóa. Rốt cuộc hắc ám quy tắc phù, này ngoạn ý đã có thể thật là thứ tốt. Năm đại quy tắc chung hắc ám, đại biểu cho chính là vô tận vô biên vực sâu hắc ám, là đại sợ hãi tồn tại. Trong tay này cái hắc ám quy tắc phù, nhưng dùng quy tắc chi lực tăng thêm pháp lực thúc dục, đến lúc đó thả ra hắc ám quy tắc chi lực tới chiến đấu. Này cái hắc ám quy tắc phù hẳn là xuất từ thánh đạo đại năng đứng đầu luyện hóa mà thành, lại là bị Long Quy đồng tử cha mẹ được đến, phòng ấn tại tế đàn chung, có thể là để lại cho Long Quy đồng tử. Nhưng là... hiện tại đã trở thành Dương mẫu nhân đồ vật, từ lấy nơi tay ý thức tiến vào một khắc, cũng đã tương đương với luyện hóa nhận chủ giống nhau. Này cái hắc ám quy tắc phù cũng không phải là đơn giản phù chú đơn giản như vậy, chính là chí bảo, có thể nhận chủ chí bảo, cho nên hiện tại thành Dương mẫu nhân chi vật. Đương nhiên liền tính là hắn tưởng cấp Long Quy đồng tử, tiểu mập mạp cũng không dùng được, thúc dục yêu cầu pháp lực càng cần nữa quy tắc chi lực. Dương Nghị Vân còn lại là đã lĩnh ngộ năm đại quy tắc người. Hắn không cần không ai dùng được. Tiểu sư đệ sao lại thế này? Vân Trường Sinh nhìn đến Dương Nghị Vân mở hai mắt sau ra tiếng hỏi. Dương Nghị Vân lúc này mới đem hắc ám quy tắc phù việc nói cùng bọn họ ba cái nghe. Chờ sau khi nói xong, nhìn Long Quy đồng tử bổ sung nói, tiểu mập mạp này cái hắc ám quy tắc phù, tuy nói là cha mẹ ngươi để lại cho ngươi đồ vật, nhưng hiện tại trong lúc vô tình bị ta luyện hóa, chả không được ngươi. Long Quy đồng tử vội vàng dừng tay nói, chủ thượng nhiều lo lắng, vốn dĩ ta liền tính toán đưa cho ngài, huống hồ ta cũng không dùng được, ở chủ thượng trong tay mới có thể phát huy ra uy lực. Hảo, vậy đa tạ. Dương Nghị Vân cười cười, kỳ thật hắn cũng biết tiểu mập mạp sẽ không phải đi về, cũng không dám, nhưng cấp lời nói muốn nói, đây là đối tiểu mập mạp tôn trọng không phải. Trong tay ta thần châu, Vân Trường Sinh cũng mở miệng, như vậy vừa nói. Trong tay hắn thần châu tự nhiên cũng thuộc về tiểu mập mạp, không nghĩ tới nơi này là nhân gia trong nhà. Long Quy đồng tử dọa tới rồi, liên tục dừng tay, lắp bắp mở miệng, tỏ vẻ sẽ không muốn, cũng thực minh lý lẽ, hắn như thế không đụng tới Dương Nghị Vân mấy người, sợ là trong cơ thể long huyết đều thức tỉnh không được, càng không nói mặt khác sự. Như thế, chuyện ở đây xong rồi, xem như giai đại vui mừng. Dương Nghị Vân mang theo ngọc lả lướt cùng Long Quy đồng tử lui lại. Mà Vân Trường Sinh còn lại là lưu tại nơi này luyện hóa thần châu tu luyện. Vân tử kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Ra đáy sông, trở lại trên thuyền sau ngọc lả lướt mở miệng hỏi. Dương Nghị Vân trầm ngâm một chút nói, đi xem mấy cái hài tử đi bọn họ hẳn là ở thiên tộc địa bàn, nhưng thật ra muốn cho bọn họ trở về mới là, đối với thiên tộc ta còn là có chút không yên tâm. Đi! Dương Nghị Vân pháp lực vừa động, thuyền lớn lao ra mặt nước, bay thẳng phía chân trời. Phất tay chi gian mở ra không gian thông đạo nháy mắt biến mất không thấy. Thần giới phi thăng núi non Nam Bộ.
nơi này chính là kéo dài ngàn vạn dặm núi non, thần nguyên lực đầy đủ, núi non trung thần sơn vô số, thiên tài địa bảo khắp nơi, cũng có yêu thú hoành hành. Đương nhiên không có quá mức cao giai thiên tài địa bảo, xem như ở hai tộc mảnh đất trung tâm, bởi vậy, trở thành thiên tộc cùng phi thăng nhất tộc rèn luyện tràng. Thần nhân cảnh trở lên, thần chủ dưới đều có thể lại lần nữa rèn luyện, thám hiểm tầm bảo từ từ. Trong núi cũng trải rộng các loại chợ. Hàng năm sẽ hiểu rõ lấy trăm vạn ngàn vạn kế thần linh ở trong đó rèn luyện. Trường kiến thức, tầm bảo dược, tìm yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo từ từ. Mỗ tòa trong hạp gốc. Có 10 người tới nhanh chóng xuyên qua ở sơn cốc phức tạp loạn thạch bụi cây chung. Không bao lâu bọn họ tới rồi cuối, không lộ. Sơn cốc cuối chính là tuyệt bích đá núi, cao vào đám mây, bọn họ đang ở đáy cốc. Đại sư huynh làm sao bây giờ, không lộ. Nói chuyện đúng là Dương Nghị Vân đại nhi tử bao quanh. Không được chúng ta phi thăng đi tròn tròn mở miệng nói chuyện. Này đoàn người đúng là độc cô hối mang theo du lịch, có Dương Nghị Vân đại đồ đệ độc cô hối, nhị đồ vương tông nhân, tam đồ đệ võ kiếm, nhi tử nữ nhi đoàn đoàn viên viên, Dương Thanh Nguyên cùng với tiểu cháu ngoại trai tiểu mạn mạn, còn có 4 cái vân môn đệ tử, tổng cộng 11 người. Bọn họ kỳ thật ra tới thời điểm là 20 người đội ngũ, trong đó hơn phân nửa là vân môn đệ tử, nhưng hiện tại lại dư lại bọn họ 11 người. Đa số người ở rèn luyện chung ngã xuống, hoặc bị sát hại, hoặc là lâm vào hiểm địa mà chết, bất quá hơn phân nửa là bảo hộ Dương Nghị Vân này mấy cái đệ tử hài tử. Giờ phút này độc cô hối vẻ mặt âm trầm nói, không được, phi thăng đi sẽ bị trở thành sống bia ngắm, đại gia kết trận, lại lần nữa liều chết một trận chiến, chờ tông môn cứu viện, đã sớm phát ra cầu cứu phù. Đều mấy tháng, không có khôi phục, so sánh với chúng ta cầu cứu phù bị những cái đó vương bát đản cản lại. Vương Tông Nhân cười khổ mà nói. Đừng nói nữa, bọn họ truy vào được, liệt trận. Vương bát đản mấy ngày này tộc thật phiền. Tròn tròn nói thầm mắng. Đoàn người ở độc cô hối chỉ huy hạ, kết thành đại trận, chuẩn bị nghênh địch. Bọn họ ra tới rèn luyện, xác thật cùng thiên tộc 33 thiên điện người đối thượng. Mới đầu kỳ thật cũng là bao quanh cái này gây họa tinh gây ra sự, đương nhiên cũng không hoàn toàn trách hắn. Bọn họ mấy cái đều biết thiên tộc 33 thiên điện cùng Dương Nghị Vân chi gian ân oán, bẩm sinh liền đối 33 thiên điện không hảo cảm, tới nơi này rèn luyện thời điểm, thật đúng là trùng hợp đụng phải 33 thiên điện đệ tử. Đương nhiên 33 thiên điện người vốn chính là lão tử đệ nhất, lão tử chính là thiên vương lão tử sắc mặt, điểm này từ trên xuống dưới đều là như thế. Kết quả đó là cùng độc cô hối đám người gặp phải, bao quanh cái thứ nhất khai xé, một lời không hợp đánh lên tới. Mới đầu là chém giết 3 cái thần quân cấp bậc 33 thiên điện đệ tử, vốn dĩ cho rằng không ai sẽ biết, nhưng bọn họ vẫn là coi thường 33 thiên điện thủ đoạn, cái này bọn họ liền đã chịu không ngừng đuổi giết. Hơn nữa đối phương xuất hiện một người thần đế mang đội, hơn 30 người, 10 đại thần vương, 20 danh thần quân đội hình đuổi giết bọn họ, kết quả còn lại là bọn họ tổn thất người bình thường, hiện tại liền dư lại bọn họ 11 cá nhân. Hiện tại khen ngược trực tiếp bị bức bách tới rồi sơn cốc khóc chết. Chỉ có thể kết trận căng ra đầu liều mạng. Đương nhiên cũng phát ra cầu cứu đưa tin phù, nhưng đều là đá chìm đáy biển, không có tin tức, nghĩ đến là bị 33 thiên điện người cấp cản lại. Đối phương có một người thần đế mang đội, đối bọn họ triển khai chính là mưu diễn chuột, thiên la địa võng giống nhau đuổi giết. Cái này mọi người đều biết muốn liều mạng. Đều đừng hỗn loạn, càng là ở ngay lúc này, đều phải bình tĩnh, ta liền không tin, chúng ta hôm nay sẽ thua tại nơi này. Làm đại sư huynh độc cô hối, nhiều năm như vậy đi tới, đã không phải năm đó cái kia vô tâm không phổi lăng đầu thanh, càng thêm trầm ổn. Kỳ thật mọi người liền thuộc hắn áp lực lớn nhất. Đây cũng là làm đại sư huynh bất đắc dĩ. Chỉ có hắn tâm rõ ràng, này mấy cái sư đệ sư muội một cái đều không thể có việc, tất cả đều là sư phụ nhi nữ, chẳng sợ một cái xảy ra chuyện, hắn cũng không biết như thế nào đối mặt sư phụ, cho dù là hắn đã chết cũng sẽ không tâm an. Mặt ngoài hắn vô cùng bình tĩnh trầm ổn, nhưng trong lòng đã là một loại hoảng một đám trạng thái. Mọi người, chỉ có hắn cùng tam sư đệ võ kiếm tu vi tối cao, đạt tới thần vương đại viên mãn, tiếp theo còn lại là nhị sư đệ vương tông nhân thần vương hậu kỳ, dư giả như đoàn đoàn viên viên mấy cái đều là thần quân cảnh giới, không có một cái đạt tới thần đế tu vi. Nhân số thượng bọn họ 11 cái, 33 thiên điện lại là ước chừng 30 người, cái này cũng chưa tính đi đầu thần đế. Độc cô hối biết lần này khả năng chạy trời không khỏi nắng. Đại gia liệt trận lúc sau, độc cô hối nhìn bên người nhị sư đệ cùng tam sư đệ,
Vương Tông Nhân cùng Võ Kiếm. Ba người lẫn nhau liếc nhau, tuy rằng không nói chuyện, nhưng lại đều từ đối phương trong mắt thấy được nào đó quyết tuyệt ánh mắt. Cuối cùng vẫn là Độc Cô Hối truyền âm mở miệng nói, nhị vị sư đệ, nếu là sự không thể vì, các ngươi trong đó một cái liền phải tìm cơ hội đem các sư đệ sư muội mang đi ra ngoài, vạn không thể làm cho bọn họ bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện, nếu không ta chờ cho dù chết, cũng không mặt mũi đối sư phụ. Vương Tông Nhân là ba người trung xưa nay lão luyện nhất một cái, truyền âm thở dài, cười khổ nói, đại sư huynh hôm nay chi cục diện, sợ không phải chúng ta muốn chạy là có thể đi, nhất chiêu ta chi gian, chúng ta ba người chung, người ta còn có bốn cái vân môn đệ tử lưu lại, cùng chi địch nhân liều mạng, cho dù là tự bảo, cũng muốn bám trụ cái kia thần đế, tam sư đệ tu vi bá đạo, cũng có thủ đoạn khiến cho tam sư đệ mang theo các sư đệ sư muội nghĩ cách chạy đi đi, chỉ cần có thể ra này mênh mang núi non. Tin tưởng là có thể phát ra cầu cứu tín hiệu, đến lúc đó có lẽ có thể có một đường sinh cơ. Đánh giám, ngươi liều mạng cũng không tới phiên ngươi, đến lúc đó ta cùng đại sư huynh lưu lại bám trụ thần đế, ngươi mang theo các sư đệ sư muội đi, ai làm ngươi tu vi kém một đường. Võ Kiếm rất ít nói chuyện, như cũ là trầm mặc ít lời tính cách, nhưng ở ngay lúc này lại là bạo tính tình, trực tiếp mắng Vương Tông Nhân. Được rồi, các ngươi hai đừng xảo, địch nhân đến. Độc Cô Hối cười khổ truyền âm đánh gãy hai người. Ba người lúc này đều thầm hận chính mình tu vi không đủ, bị một cái thần đế bức bách tới rồi bực này nông nỗi. Độc Cô Hối cũng hối hận như thế nào đầu óc nóng lên liền mang theo các sư đệ sư muội ra tới rèn luyện đâu. Sư phụ a, đệ tử vô năng. Hắn ở trong lòng tự trách. Vương Tông Nhân cùng Võ Kiếm đều đình chỉ khắc khẩu, nhìn về phía trước. Quả nhiên, một đạo thần quang tới. Đúng là 33 thiên điện tên kia thần đế, hắn thực tự phụ, một người truy tung mà đến nỗi hắn những cái đó thủ hạ, tất cả đều giải rác ở đá núi đỉnh, chặt đứt bọn họ phi không thoát đi lộ. Nhưng mà nhân ra một người là có thể nghiền áp bọn họ mọi người, đây cũng là không có biện pháp chính là, đối phương là thần đế hậu kỳ tu vi, đủ để nghiền áp bọn họ, tự phụ là có tư bản. Ha ha, ti tiện phi thăng tộc, còn tưởng chống cự. Tên này thần đế phi thân tới. Nhìn Độc Cô Hối đám người liệt trận bộ dáng, lại là ra tiếng cười lạnh. Đi ngươi đại gia, trang cái gì so, người mẹ nó cũng liền ở chúng ta trước mặt trang một trang cường giả, một cái thần đế mà thôi, nhà ta thiên đạo đều là một chảo một đống, một ngón tay đều có thể diệt một vạn thứ. Bao quanh còn cùng trước kia tính tình giống nhau, đến chỗ nào đều là không chê sự đại người, đương nhiên hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, hôm nay dù sao là chạy trời không khỏi nắng, miệng thượng trước đã ghiền lại nói. Bao quanh mắng cũng không có làm tên này thần đế tức giận, ngược lại là mang theo nghiền ngẫm ý cười nói, ha ha, tiểu tử ngươi lời nói, bản đế tin tưởng, nhưng là ta tưởng nói, các ngươi đưa tin một cái đều đừng nghĩ truyền ra đi, liền tính là truyền ra đi, lại có thể như thế nào? Chờ các ngươi cứu viện đã đến thời điểm, ngươi chờ đã sớm trở thành bản đế tù nhân. Rồi sau đó nhìn Độc Cô Hối đám người âm chắc chắc cười nói, yên tâm, bản đế cũng sẽ không giết các ngươi. Các ngươi giá trị quá lớn, ha 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 ha. Lời nói ở đây thời điểm, tên này thần đế nhịn không được cuồng tiếu lên. Mà Độc Cô Hối mấy người lại là trong lòng cảm thấy không ổn. Lo lắng cái gì, thật đúng là liền tới cái gì. Trong lòng lo lắng sự, quả nhiên vẫn là đã xảy ra. Chỉ nghe thế danh thần đế tiếng cười lạc bế, tiếp tục nói, thật sự cho rằng bản đế không rõ ràng lắm các ngươi thân phận sao. Ha ha ha, chê cười. Các ngươi khả năng còn không biết đi, phía trước chúng ta chính là để lại các ngươi chung mấy cái đệ tử tánh mạng, đối bọn họ siêu hồn, ha ha ha. Này thật là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt ha, cư nhiên bị bản đế đụng phải.